Bước qua mùa đông là tàn ẩn. Tàn ẩn có nghĩa là tích chứa, là phải dừng lại tất cả hoạt động của cơ bắp. Thì mùa đông là giờ nào? Giờ Hợi, giờ Tý. Thì bắt đầu từ cái giờ Tuất là từ 7 giờ tới 9 giờ. Giờ Hợi là bắt đầu từ 9 giờ tới 11 giờ. Giờ này nếu chúng ta còn hoạt động cơ bắp là chúng ta đang phá mình, làm nghịch khí, làm đảo lộn chân khí, làm cho cơ thể nó không đi theo cái chiều thuận của sinh, sinh hạ trưởng thu thâu đồng tàn. Và giờ này mà còn hoạt động là kể như hư hết. Do đó từ 9 giờ là rớt cho mùa đông thì phải ngủ. Nói vậy có một số công việc họ không phù hợp thì cái đó là do cái phước mình thôi, nhưng mà đây mình đang lý luận theo cái kiểu sinh hoạt của một ngày thì sẽ có ra sinh hoạt của một mùa, sẽ có ra sinh hoạt của một năm. Và chúng ta bắt đầu từ cái nền tảng lý luận này, tới mùa đông là phải sao? Tàn ẩn, là phải dừng tất cả những hoạt động của cơ bắp, phải để cho cơ thể nghỉ ngơi. Ai mà tới 9 giờ trở lên mà còn tập thể dục là một điều bậy bạ nhất luôn á. Có những cái chỗ tập thể dục tôi thấy mở từ 12 giờ khuya, giết người, chứ không có đem lại sức khỏe đâu. Tập thể dục 8 giờ rưỡi đóng cửa, không có được qua tới 9 giờ nữa, để người ta bắt đầu nghỉ cơ bắp cho tới 9 giờ là phải nghỉ ngơi hoàn toàn, không được hoạt động nữa. Mùa đông là phải nghỉ. Như vậy là sau khi chúng ta nghỉ, tức là chúng ta tàn, theo cái nghĩa là tàn ẩn, là tích chứa cái nội lực để chuẩn bị qua tới giờ dần giờ mẹo là chúng ta bắt đầu động lại. Thì giờ dần giờ mẹo chúng ta động lại, tức là can khí bắt đầu động từ từ. Thì lúc đó là chúng ta phải thức, và can khí động theo cái chiều cởi mở rộng lượng, theo chiều chấp trước bệnh tật, là sẽ qua cái mùa hè chúng ta sẽ bị bệnh tim. Nó giống như cái mùa này. Nếu mùa đông mà chúng ta không nghỉ ngơi đúng giờ thì nó sẽ bị ảnh hưởng qua mùa xuân, chúng ta sẽ đau gan. Nếu tới rồi tính thêm mùa, thì cái mùa đông chúng ta không nghỉ, tức là giờ nghỉ đông mà chúng ta không nghỉ mà chúng ta bị thức thì sẽ ảnh hưởng tới gan của chúng ta. Cho nên buổi sáng thức dậy là cái gan chúng ta, một là nó bị tắc khí, hai là nó bị mất khí. Ở hai cái nguy hiểm hết. Khí nó thông là khác, khí nó vượng là khác, khí nó tản là khác. Chúng ta phải thấy được điều này. Vì vậy cái nền tảng mà để trị bệnh là kinh mạch của mình nó phải thông. Ví dụ như một người mà kinh mạch thông nhưng mà thiếu khí thì họ cũng bị mỏi, bị đau trong cơ thể. Lý do tại sao? Khí không đủ để khí hóa thực phẩm, do đó nó biến thành một cái loại năng lượng mà nó đi trong cơ thể của mình. Những cái chỗ rộng á, chỗ thông thì nó đi dễ dàng, nhưng mà chỗ hẹp và chỗ tắc nó sẽ dừng lại, nó qua không được, cho nên chúng ta bị đau ở vùng đó. Và bệnh này một là massage, hai là bấm huyệt, thứ ba là uống cái gì thuốc rồi nó thông rồi nó hết nhẹ lắm, dễ dàng. Nhưng mà khi kinh mạch lạc mình nó không thông, không thông thì khí nó bị tắc, hoặc là khí nó bị mất đi, chúng ta bị mất khí. Mà khí mất á thì hoàn toàn cái chuyện mà tiêu hóa không còn nữa. Ví dụ như bây giờ cái khí của can nó bị mất, cái khí của can nó buổi sáng á là nó đang động, nếu nó động không tốt nó sẽ bị biến hóa mất luôn. Và khi nó biến hóa mất thì nó bị khô kiệt, bị bế tắc, bị mỏi mệt, bị giả dự. Buổi sáng chúng ta thức dậy làm không nổi, biết là cái khí chúng ta bị hao tổn. Khi can khí nó bị hao tổn nhiều, buộc nó phải đòi cái gì? Nước để tưới tẩm. Thì thận thủy sẽ bị hao đi. Thận thủy hao đi nó sẽ bị kiệt thận. Thì nó trở lên hồi nãy là thủy nó không đủ để thăng. Nhưng mà khi thận thủy, thủy với mộc, thủy với mộc nó trương sanh, nhưng mà thủy với lại cái gì? Thổ tương khắc. Thì khi can khí, can cũng là mộc, thì nó khắc khổ. Khi khí quá nó không đủ thì nó sẽ làm cho là dịch mật
không có tiết xuống để tiêu hóa, làm cho chúng ta khó tiêu hóa. Thì vì vậy là nó ảnh hưởng tới tỳ vị là thổ. Và tỳ vị thì nó là thổ, nó sanh kim. Và khi tỳ vị nó không tiêu, nó tắc khí thì nó sẽ không sanh khí cho cái thằng kim, tức là thằng phổi, và khỏi đào. Thì xuất phát từ cái gì? Từ tâm động. Tâm động thì khí động, khí động thì lục mạch động, không? Lục mạch động thì ngũ tạng sôi trào, sẽ ảnh hưởng toàn bộ cơ thể. Đó là nguyên lý của bệnh tật. Bây giờ nếu đi đường tắt thì trở lại là bình tâm, là mọi chuyện yên, không cần thuốc men. Và chúng ta phải thấy chuyện tâm bình là chuyện tối quan trọng của cuộc đời mình. Cái gì mình cũng có thể có, sự nghiệp có, danh vọng có, tiền tài có, vật chất có, ăn uống ngủ nghỉ chúng ta có hết. Nhưng có một cái chúng ta không có là tâm chúng ta chưa bình, đúng không? Ở đây cũng có rất là nhiều người có quyền, có tiền, có của, có đủ thứ rồi đó. Chúng ta muốn cái gì được cái đó, nhưng mà có một cái muốn không bao giờ được cả đời là tâm bình. Và nếu như tâm chúng ta không bình thì dù sự nghiệp chúng ta có tới trời đi nữa cũng chẳng có giá trị gì đâu. Chúng ta nên thấy lại điều này. Đây là cách nhìn của y học. Chúng ta chưa có đụng tới tôn giáo, vì y học này là cái cần của mọi người. Tôn giáo có khi người theo người không theo. Thế vậy là khi mà cái tâm chúng ta nó nhược, ý gì chúng ta không còn dũng mãnh nữa, cái tâm nó nhược, nó yếu đi, gọi là tâm yếu, tâm chúng ta nó suy, tinh thần chúng ta không vững vàng. Tâm nhược thì kéo theo gì? Khí sẽ suy. Khí suy do tâm nhược cho nên ngoại tà tấn công. Vì khí chúng ta suy á, thì cái cơ thể, cái sức khỏe chúng ta nó sẽ không còn khang kiện. Tâm bình thì sức khỏe khang kiện, và cái khí sắc chúng ta bình ổn á, cái thần thái á, chúng ta an nhàn á, thì kháng thể được nâng cao, không có ngoại tà xâm nhập. Nhưng mà khi tâm nó suy thì khí nó sao? Nó nhược. Khí nó nhược, nó dẫn theo cái thể chất chúng ta phải cho suy kiệt, kháng thể bị hao tổn, không còn đủ, ngoại tà thừa cơ xâm nhập. Cho nên một cái bệnh cảm thôi, nếu một người mà khí lực tốt, bị trúng gió nghe rúng người, nghe ớn ớn sống gì đó, họ bình tâm một chút cái họ hết. Cái người kia nghe ớn lạnh cái bắt đầu chạy kiếm thuốc xong liền. Hai người khác nhau à. Cái bà kiếm thuốc xong chưa chắc bảo khỏe, mà cái người này ngồi bình tâm chút họ khỏe, là tâm họ mạnh lên, khí họ vững, thần họ an, kháng thể trỗi dậy. Cho nên cái người bị nan y, điều tối kỵ là không được gì? Không được để cái tâm chúng ta bị suy yếu. Thôi hết rồi, đời mình tàn rồi, còn gì nữa đâu, đúng không? Tức là tâm đã hoàn toàn rớt xuống hố sâu, chứ không còn suy kiệt nữa. Không có được quyền suy nghĩ xấu, không được quyền suy nghĩ quẩn, không được quyền suy nghĩ bế tắc. Tất cả những cái không được này là không được xảy ra đối với không phải là người bệnh nan y, mà cuộc sống của chúng ta hiện tại, người chưa bệnh nan y cũng không được quyền có cái tâm thái suy kiệt này. Đối với chúng tôi đó là tâm thái suy kiệt. Những cái lo lắng sợ hãi là tâm thái suy kiệt. Những cái bồn chồn bất an là tâm thái suy kiệt. Những cái sợ hãi là tâm thái suy kiệt. Tất cả những cái điều này nó sẽ làm bại hoại kháng thể vốn có của chính mình, và ngoại tà có thể xâm nhập bất kể giờ phút nào. Nhưng mà chúng ta suy kiệt đến mức độ mà bế tắc á, hồi nãy mình nói rồi, khí chúng ta mà không thông thì huyết sẽ tắc, mà không thông huyết tắc thì sẽ bị sao? Bắt đầu hình thành khối u. Nguyên nhân từ tâm bệnh mới thành ác bệnh của cái này. Thì chúng ta đang nói những cái tâm mà không cần có trong cái giai đoạn mà chúng ta đang bị bệnh nặng. Vì là tâm tái suy kiệt là không có. Thì như vậy là một cái người bệnh nan y muốn hết bệnh nhanh thì phải có cái tâm gì?
Dụng từ lạc quan ở đây nó nghe nó lãng xẹt đúng không? Nhưng mà không lạc quan thì không hết bệnh. Chúng ta không có được quyền có cái tâm bi quan khi mà chúng ta nhận được cái bản án tử hình là nạn ê. Đây là cái điều cần, rất cần. Lạc quan, yêu đời thì cuộc sống, như mình nói là vũ trụ này sẽ trả lại cho tất cả chúng ta, sẽ đem lại tất cả những cái ước muốn của mình. Bây giờ mình quá yêu cuộc sống này rồi thì cuộc sống sẽ đem sự sống lại cho mình. Nhưng mà tôi chán rồi thì sao? Nó sẽ đem cái chán trường tiếp tục cho mình xài. Càng lúc càng chán nhiều, chán cho tới hết muốn sống luôn thì mình không thể sống được. Mình đang rất là phấn khích giữa cuộc đời này, đang rất là yêu mến, yêu quý cái cuộc đời này, với tràn ngập cái sinh lực từ sáng sớm cho tới chiều tối. Mà nói câu như vậy đó thì không có bệnh nào còn tồn tại hết. Cái gì mình cũng chán. Chán là bế tắc, là làm cho khí nó bị động, khí nó bị tù, khí nó bị tắc, huyết nó bị tắc thì sẽ sanh bệnh. Tất cả những cái đau nhất của chúng ta là do khí không thông. Khí không thông thì huyết tắc, thì lưu thông huyết mạch không còn như cái tâm thái bình thường. Bây giờ là cái yếu điểm của cái việc này là gì? Phải thả được cho cái tâm rộng, phải thả được cho cái thân này lỏng, lỏng như nước. Nước thì chỗ nào cũng lưu thông đúng không? Ống vuông nó chảy theo vuông, ống tròn nó chảy theo tròn, khúc quanh nó chảy theo khúc quanh, khúc thẳng nó chảy theo khúc thẳng, rộng nó chảy theo rộng, hẹp nó chảy theo hẹp. Thì thân này cũng phải mềm mại như nước. Đó là ách yếu của cái việc trị bệnh. Nếu mà bây giờ mình cứng, mình gồng cái thân này, chỉ cần gồng chút là cơ thể nó sẽ không thông. Thế như vậy là một, không sợ chết; hai, không phiền hận; ba, không lo lắng, sợ hãi, buồn phiền, bực bội. Hay nói khác hơn là tâm không được dao động khi chúng ta đã bắt đầu nhận cái án tử. Đối với tất cả những cái người mà đã có kết án bệnh nan y rồi thì chúng ta phải vui để mà sống, chứ không phải buồn lê lết cuộc sống còn lại. Nghe nó chán ghê lắm đúng không? Tôi đâu có còn mấy ngày nữa đâu, tiêu rồi. Và tâm lý này của những người già cũng vậy. Người đang đứng tuổi vượt qua tuổi 60 cũng đã rớt vô cái tâm trạng này. Mình cũng biết là mình sống không bao lâu nữa. Nhưng nếu như chúng ta đầy cái lạc quan, chúng ta thấy rằng chúng ta đang có một cái định hướng mới cho cuộc sống của mình, là một định hướng đang tốt, để mỗi một ngày chúng ta sống thêm, là mỗi một ngày chúng ta sẽ khỏe hơn, chúng ta sẽ mạnh hơn, chúng ta sẽ vui tươi hơn, chúng ta sẽ hạnh phúc hơn, và tuổi thọ chúng ta không biết tới chừng nào luôn. Không cần phải tính nữa, quên chuyện tuổi thọ luôn. Mình sống hoài ai hỏi bao nhiêu nữa, tôi sống lâu lắm rồi tôi không biết. Không biết tôi nhiều tuổi, hỏi còn sống bao nhiêu nữa, tôi sống dữ lắm luôn, tôi cũng không biết tôi sống bao nhiêu nữa. Đúng không? Chúng ta phải thấy rằng là mình quên đi tuổi cũ và không cần tính tuổi mới, nhưng mà sống hoài hoài với cái tâm thái mà luôn luôn rỗng và thân luôn luôn thả lỏng, và cái sự lạc quan yêu đời chúng ta đầy đủ thì gần như không còn bị bế tắc để bệnh tật nữa. Đây là cái điểm chính yếu để có thể hóa giải tất cả những bệnh nan y. Thì quý vị phải làm sao để tâm của mình luôn luôn rỗng? Đúng với cái câu là gì? Điềm đạm rỗng rang thì bệnh nào phát khởi, cơ màu giấy động thì quả phúc liền sanh. Câu này cũng ở trong Nội Kinh Hoàng Đế. Thì như vậy là lúc nào mình cũng bình tĩnh, tâm không bị loạn bởi hoàn cảnh bên ngoài. Bất kỳ chuyện thuận nghịch xảy ra, chúng ta rất là tỉnh, rất là an để chúng ta tiếp nó. Không lo lắng sợ hãi, không bộp chộp, không bồn chồn, không loạn động. Ở một trong thái lúc nào cũng bình, được gọi là điềm đạm. Và thêm cái là rỗng rang, tức là trong tâm không có vướng bất kỳ cái chuyện thuận nghịch đẹp xấu hay dở của trần gian người nữa. Chậm ra mắt là thấy, thấy xong rồi thôi, mình sẽ thấy cái mới, chứ không phải đem cái cũ ra để uất ức hờn giận phân biệt hơn thua cho chính nó.
Thì vậy là trong cái trạng thái mà điềm đạm, rỗng rang, yên ổn, thanh tịnh thì không có bệnh nào phát khởi. Mà cơ màu giấy động thì quả phúc liền sanh. Thì bây giờ động tâm nó sẽ hai hướng. Một là hướng quả sẽ tới với mình, là lo lắng, buồn phiền, sợ hãi, chấp mắt, hận thù, thì sao? Quả sẽ tới. Mà quả tới thì gì? Bệnh tật xảy ra, thọ mạng bị đoạn thọ. Còn nếu như bây giờ chúng ta sống bằng cái sự yêu thương, với cái tâm cởi mở, rộng lượng, thứ tha, hồn nhiên, trong sáng, vô tư, lạc quan, thì phúc sanh. Phúc sanh thì thọ mạng sẽ được kéo dài. Đây là những cái chân lý sống mà chúng ta buộc phải thực hiện cho được. Nếu chúng ta muốn hưởng cái phúc lạc giữa trần gian này, chúng ta phải dùng cái từ là chúng ta tới đây để hưởng phúc, chứ không phải tới đây để trả nghiệp. Nếu chúng ta biết sống thì phúc lạc tràn ngập, còn không biết sống thì tự dùi dập cuộc sống mình trở thành trả nghiệp. Và ai thích học Phật để trả nghiệp? Ai? Luôn luôn những người học Phật nói mình tới đây là vì nghiệp. Tôi hoàn toàn không chấp nhận lý luận này. Tới đây để hưởng phúc. Khúc nào hưởng phúc? Khúc đó, khúc tôi nghèo tôi hưởng phúc cái kiểu nghèo, khúc tôi giàu tôi hưởng phúc cái kiểu giàu, khúc tôi khó khăn tôi hưởng phúc cái kiểu khó khăn, khúc tôi sung sướng tôi hưởng phúc, khúc sung sướng không có phúc nào không hưởng hết đó. phải tự tin như vậy. Và cuộc sống chúng ta là đang trên cái bước đường thụ hưởng hạnh phúc mà tạo hóa đã ban tặng cho chúng ta. Tạo hóa thương chúng ta lắm, muốn cái gì là có cái đó. Một bà mẹ hiền tạo hóa là tuyệt vời nhất trong tất cả các bà mẹ đó. Thì bây giờ chúng ta, hồi nãy là mới nói sơ về ngủ nghỉ một chút, bây giờ chúng ta sẽ nói một chút về cái chuyện gọi là tĩnh tâm. Đây là điều rất quan trọng cho tất cả chúng ta và nên tập làm. Nếu quý vị biết cách ngồi thiền thì tuyệt vời rồi, còn không biết cách ngồi thiền thì chúng ta được nằm thiền. Và nhất là những người đang bệnh thì chắc chắn là không có biết cái cách ngồi thiền thì chúng ta sẽ nằm. Thì khi mà chúng ta được dùng cái từ là tĩnh tâm, hả chưa? Tức là cái đỉnh cao của y học là gì? Là dưỡng sinh. Đỉnh cao của dưỡng sinh là dưỡng tâm. Bây giờ bắt đầu dưỡng tâm rồi, chúng ta phải đạt tới được cái đỉnh cao này. Điều tối kỵ của dưỡng tâm là không được động bất kỳ cái gì trong cơ quan nội tạng của thân lẫn tâm. Một ý niệm nhỏ là chúng ta đã làm cái gì? Đã động. Động không phải là nghỉ dưỡng, đúng không? Thì như vậy là khi mà chúng ta nằm xuống để nghỉ dưỡng thì sáng trưa chiều tối gì cũng được. Thì chúng ta phải tập thả lỏng toàn thân của mình, từ tới đỉnh đầu cho hết cái đầu, cho tới thái dương, cho tới cái trán, cho tới cái mắt, cho tới cái ót, cho tới lỗ tai, tới lỗ mũi, tới miệng, tới càm, tới hết cái khuôn mặt của mình, hết cái cho ót của mình, rồi tới cổ trước, cổ sau, tới vai, tới tay, rồi tới ngực, tới lưng, tới bụng, tới mông, tới bàng quang, tới hai cái chân, tới đầu gối, tới tất cả các đầu ngón chân. Chúng ta phải làm sao phải thôi miên để thả lỏng mình ra. Và không được động dù là nhúc nhích đầu ngón tay. Phải tập cho được điều này. Một lần không được thì lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư, là chúng ta phải làm sao để cho mình thực sự cảm giác là cái thân này nó đã rã lỏng rồi, đã lỏng thành nước, mềm mại như nước, và chuẩn bị thành khí. Chút thành khí tính sao, nhưng mà trước mắt là phải thành nước. Không thành nước thì không thành khí. Thì bây giờ mình đang co cụm, mình đang có cái thân này nặng này nọ nơi kia, là nếu như mình bắt đầu thả lỏng được rồi thì toàn bộ cái cơ quan chức năng nội tạng cũng như bên ngoài, cho tới não bộ, chúng ta cũng không được quyền động đậy nữa. Không được quyền động đậy nữa, chúng ta phải thả cho mình được lỏng để mình ngưng động, không có động, ở mức độ tĩnh tuyệt đối. Thì như vậy là khi mà chúng ta đã rớt vào cái tình trạng mà rã lỏng rồi á, thì chúng ta sẽ rớt vào cái tiếp tục là không thấy. Tại vì nó đang rã lỏng, nó không phải là thân, không phải là tâm nữa, thì vậy là không thấy. Rớt vào tình trạng là không nghe, rớt vào tình trạng là không ngửi, không nếm, không xúc chạm và không suy nghĩ.
thì lúc đó cái khí thở của mình nó sẽ không còn là lỗ mũi nữa. Chúng ta sẽ rớt vào tình trạng này. Đây là cái tình trạng của thiền học. Mấy người đang tu thiền phải biết tới cái chỗ mình đô định này. Thì như vậy là thân chúng ta đã rã lỏng hoàn toàn. Nó là một khối thôi, nó không riêng biệt là mắt tai mũi lưỡi thân ấy nữa. Lúc này cái nhu cầu thở không phải là vào lỗ mũi, mà 84.000 lỗ chân lông chúng ta bắt đầu co giãn để trao đổi khí. Thì cái hơi thở không còn là hơi thở, mà sự trao đổi khí là toàn lỗ chân lông của cơ thể này. Và khi lỗ chân lông mà co giãn rầy á, thì nó sẽ bắt đầu có khả năng đào thải tuyệt vời hơn là lỗ mũi nhiều. Sự trao đổi chất nó sẽ được nâng tầm gấp 1.000 lần với cái hơi thở của mình. Thì là toàn thân của chúng ta vừa hấp thu, vừa thanh lọc, vừa trao đổi để nâng tầm cái tâm mình lên đến một cái độ là hồi nãy nó lỏng, bây giờ nó thành rỗng. Rỗng thì khí, đây là hồi nãy nó nói khí thông, thì quyết thuận, đó là cái tầng thấp. Bây giờ khí nó thành không với mình, là cái thân này thành khí, chứ không phải thân này thành cái gì để mình hít thở nữa. Thì lúc đó thân hoàn toàn rỗng và cái nó thông với cái khí bên ngoài. Đây là cảnh giới của thiền định. Khi khí này nó không có còn, thì thân vô khí thì sẽ vô thân thì sẽ vô khí. Mà vô thân vô khí sẽ đạt tới cảnh giới là vô tâm, nó sẽ đạt tới cảnh giới vô ngã. Thì cái nó tới cảnh giới vô ngã rồi thì nó sẽ trở lại cái uy nguyên nguồn cội thanh tịnh của tự tâm. Và một lần như vậy là không còn bất kỳ cái gì để nói về thân tâm này nữa, đừng nói chuyện bệnh nữa. Đây là đạt tới cảnh giới đỉnh cao của y học, đỉnh cao của thiền học, đỉnh cao của đạo học, là đạt tới cảnh giới vô ngã, trở lại trạng thái uyên nguyên nguyên thủy, tâm trùm chứa rộng khắp, tới cái bản nguyên thanh tịnh tuyệt đối của chính mình thì không nói chuyện bệnh nữa. Đây là chỗ cần làm của mình. Không phải đi tu theo đạo Phật mới làm, mà mọi người đều phải làm nếu muốn mà thụ hưởng phúc lạc giữa trần gian này. Chứ không nói là tôi hết bệnh nữa, cũng cần bàn cái chuyện bệnh nữa. Tôi nói chuyện bệnh là chuyện quá nhỏ. Nếu như chúng ta hiểu được nguyên lý, hiểu được cách làm này, thì kể từ bây giờ ký giữa hư không này một chữ ký là tôi mãi mãi sẽ phúc lạc. Chứ không nói hạnh phúc bình thường giữa trần gian này. Không phải là tôi đạt được hạnh phúc nữa, là tại vì cái vũ trụ này tràn ngập cái phúc lạc rồi. Bản nguyên thanh tịnh mình là cảnh giới phúc lạc toàn triệt. Cho nên mình sẽ làm cho thân lẫn tâm mình hòa quyện, tan biến trong cảnh giới phúc lạc đó. Thì đó là người có chánh kiến Phật đạo. Không phải chánh kiến Phật đạo, gọi là chánh kiến đủ rồi. Đó là chánh kiến này, kể cả Phật đạo, kể cả y đạo, kể cả đời sống đời thường. Chúng ta phải đủ trí tuệ, đủ cái chánh kiến này để đời sống chúng ta là tràn ngập phúc lạc kể từ bây giờ. Và quý vị nên tin rằng tất cả những khả năng để có thể mà đưa chúng ta tới hoàn thiện là chúng ta đã có đủ. Có đủ từ ngàn xưa. Nhưng chúng ta không chấp nhận cái sự hoàn thiện của tự tâm thanh tịnh. Cho nên chúng ta chấp chặt nhỏ nhen. Vì vậy mà nó sẽ theo cái ách tắc nhỏ nhen của tâm thức. Đúng như cái câu trong Kinh Lăng Nghiêm là gì? Tứ đại là Như Lai tàn tâm thanh tịnh bản nhiên trùm khắp pháp giới. Tùy theo nghiệp của mình mà ứng với cái lượng hay biết. Bây giờ mình hay biết tôi đang ung thư, thì đó là cái nghiệp của mình. Chứ nếu mình mà hay biết rằng mình là thanh tịnh bản nhiên trùm khắp pháp giới, là toàn chân, toàn thiện, là toàn mỹ, thì không có nói bệnh tật nữa. Và cái từ bệnh tật nó sẽ biến mất nơi tâm thức của chúng ta. Cái từ khổ đau nó sẽ không còn với chúng ta. Thì vậy là nó có nhân quả không? Rất là nhân quả. Nhân thanh tịnh sẽ có cái quả thanh tịnh. Chứ mình kiếm nhân gì vậy? Nhưng mà nhiều người không chịu, nói là tôi hồi xưa tôi làm người kia khổ, rồi bây giờ tôi phải trả cái khổ tôi mới chịu. Vậy mới đúng nhân quả. Như vậy được gọi là trả nghiệp. Kiến giải này là lệch lạc. Tôi xuất nguồn từ bản tâm thanh tịnh mà. Tôi xuất nguồn từ cái hoàn thiện
cái toàn chân, cái toàn mỹ mà. Bây giờ tôi trở về nguồn là điều đúng đắn nhất để không phạm cái tội tông đồ. Còn nếu tôi chấp nhận chuyện nhỏ nhặt trong đời sống, có nghĩa là tôi đang phạm tội tông đồ, thì tôi phải bị nhân quả của cái tội phạm này. Như vậy là một người muốn hoàn toàn đạt tới cái cảnh giới phúc lạc vô biên thì phải đủ cái tâm, đủ cái trí, đủ cái lực này. Không nói tới cái chuyện bệnh nữa, bệnh đang y là không còn bèn, và hoàn toàn không có bệnh đang y. Và đừng bao giờ nghĩ là mình đang bị bệnh nan y. Đừng có bị dính vô cái đó. Chúng ta có đủ tâm lực này hay không là chuyện của mình, đúng không? Nếu chúng ta đủ tâm lực này rồi thì suốt đời này không sợ bệnh. Tại vì đâu có bệnh đâu. Mình vốn dĩ là thanh tịnh, mình vốn dĩ là khang kiện, mình vốn dĩ là mạnh khỏe. Và cái khả năng khang kiện mạnh khỏe đó sẽ được cái tự tánh thanh tịnh mình hoàn thiện cơ thể mình từ lâu mới có ra cái cuộc sống này. Thì vậy là từ những cái sự trục trặc nhỏ trong đời sống, là mình buồn thương giận ghét phiền hận gì đó, đó là trục trặc nhỏ để sanh ra cái bệnh này. Thì bây giờ chúng ta không tiếp tục đi theo con đường trục trặc đó, mà chúng ta trở lại cái đại lộ thênh thang thanh tịnh rộng mở của chính bản tâm thanh tịnh chính mình, để mình hoàn thiện thân tâm, hòa viện và cảnh giới thanh tịnh tuyệt đối để trải nghiệm cái đời sống phúc lạc vô biên. Đó là cái mà chúng ta rất cần trong đời sống này. Thì không còn nói gì bệnh tật nữa, đúng không? Không nói chuyện khổ đau, hãy quên đi những điều này. Vì đó là những điều tôi đã trải nghiệm rồi, qua rồi, không cần nhắc tới. Đúng không? Những cái thử thách trong cuộc sống tôi qua hết rồi, những cái đau khổ cũng qua rồi, những cái bài thi mà gọi là khó nhất cũng qua rồi. Bây giờ trở lại bổn nguyên của mình để có một cái đời sống thực sự phúc lạc, tràn ngập cái hạnh phúc. Nếu nói trần gian là tràn ngập cái hạnh phúc, trí tuệ tỏ thông, thanh tịnh rỗng lặng một cách tuyệt đối. Và đó là điều mà chúng tôi muốn chia sẻ ngày hôm nay. Rất mong toàn thể mọi người đều hòa nhập trở lại bổn nguyên thanh tịnh của mình, để hưởng được phúc lạc vô tận vô biên đang có, đã có và mãi mãi có trong cái vũ trụ này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vỗ tay mà làm được không? Đó là vấn đề. Ai tự thấy mình hết bệnh rồi đưa tay lên thử coi. Làm sao mà chúng ta tự thấy mình là cái người đang hưởng tràn ngập cái phúc lạc kể từ bây giờ. Và không biết là bao nhiêu năm nữa, không cần tính. Đừng nói tôi 70 tuổi, chắc 80 tuổi tôi chết, 100 tuổi không cần bàn cái tuổi nữa, đúng không? Tuổi tôi là ngang với trời đất. Nói rồi đó. Có nghĩa là tôi bây giờ bắt đầu sống với một cái thọ mạng vô tận vô biên, tôi cũng không biết là tôi chết lúc nào. Và với một cái tâm lực rất là rỗng lặng sáng suốt tươi vui, tâm lực đó phải luôn luôn dằn trải trong đời sống này. Chúng ta phải khơi dậy cái nguồn sống đích thực của chính mình ngay từ bây giờ, là cái nguồn tâm thanh tịnh với cái khả năng mãnh liệt để sinh sôi nảy nở sự sống trong vũ trụ này. Chứ không có cái chuyện mà nó cũ, không có chuyện nó hư. Vũ trụ này mỗi lúc mỗi mới, từng khoảnh khắc hiện hữu ở đây là từng khoảnh khắc mới. Chúng ta phải đủ cái tầm để chúng ta có thể tiếp nhận được cái mới từng khoảnh khắc hiện tiền này, để đời sống chúng ta không có một phút lặp lại nữa. Thì như vậy là chúng ta luôn sống trong cái tinh anh rạng ngời vốn có của vũ trụ mênh mông này. Đó là của báo mà Phật Tổ đã trao cho mình, của vũ trụ mênh mông này trao cho mình. Rất mong là quý vị sẽ tận hưởng được cái của báo này. Một lần nữa xin được cúi đầu kính lễ những cái vị mà đang hưởng những phúc lạc vô biên ở trong cái quả vị tối tôn tối thắng nhất. Rồi, thế vậy chúng ta sẽ kết thúc cái buổi sáng ngày hôm nay. Mong rằng quý vị luôn ở yên trong cảnh giới phúc lạc vô biên vô tận của mình, mãi mãi không có một ngày dừng lại. Mong là quý vị luôn luôn mới, mới mới và mãi mãi mới.
Thôi chúng ta nghỉ ha. Thì như vậy là chiều nay chúng ta sẽ học kinh Hoa Nghiêm. Thì như hồi nãy chúng tôi nói là chương trình hàng tháng buổi sáng chúng ta sẽ nói về sức khỏe và hạnh phúc. Đây là cái đề tài, một mảng đề tài lớn được triển khai trong năm nay. Thì sắp tới chúng ta cũng sẽ nói nhiều, rất là nhiều về những cái nền tảng của y học Đông Phương. Và chỉ có nền tảng này mới cứu tận nguồn, phá tận nguồn tất cả những bệnh tật và khổ đau. Còn những cái ngành học mà ngọn ngành khác chúng ta không muốn bàn. Thì cái việc đó là cái việc của người ta, không phải là việc của mình. Vì mình có con đường đi của mình, và đi làm sao để đạt tới cái đỉnh vinh quang nhất cho cái cuộc sống còn lại của chúng ta. Như vậy là ở đây sau cái buổi khai pháp này á, thì mỗi Chủ nhật đều đều có học. Và trong các tuần Chủ nhật khác thì sẽ học buổi sáng và buổi chiều kinh Hoa Nghiêm tiếp tục. Và chiều nay thì chúng ta cũng sẽ học kinh Hoa Nghiêm. Chiều nay tiếp tục học kinh Hoa Nghiêm. Và nếu như mà cuối tháng kỳ sau á, mà trong cái sinh hoạt, thì chúng tôi cũng có dự kiến là buổi sáng có thể là chúng tôi sẽ lý luận về một số cái thấy, cái nhìn vị học tiếp nữa. Và buổi chiều sẽ có những cái tọa đàm, tức là quý vị được quyền thắc mắc những cái câu hỏi liên quan tới sức khỏe của mình. Đừng hỏi dư, hỏi của mình thôi. Thì chúng tôi sẽ có cái cách để có thể trả lời, để có thể giải thích cho quý vị về cái chuyện sức khỏe riêng của mình. Và tốt nhất là có những câu hỏi chung để cho nhiều người có lợi. Và chỉ có một cái thông báo mới là trong đầu năm chúng ta sẽ làm một cái việc phước là in kinh để bố thí. Bản kinh được tái bản lại là bản kinh Di Đà. Trước đây nếu có người nào có đã từng đọc qua thì biết rồi. Cũng như cái lời tựa là chúng tôi muốn tạo cái cầu nối giữa Thiền Tông và Tịnh Độ. Vì vậy chúng tôi mới giảng bản kinh Di Đà này. Tại vì người Thiền Tông sẽ nhìn Tịnh Độ khác, người Tịnh Độ sẽ nhìn Thiền Tông khác. Nhưng mà trong bản kinh này là một trong những cái bản kinh mà tôi hy vọng là sẽ là một hạt cát nhỏ để lấp được cái hố thẳm của Thiền Tông và Tịnh Độ, và sẽ làm cầu nối để mọi người nhìn nhau với cặp mắt hết sức là thông cảm. Thì việc đó đã được trình bày cách đây cũng nhiều năm rồi, bây giờ tái bản trở lại. Thì dự kiến kỳ này sẽ in 20.000 quyển. Hơi tham đầu năm là làm phước hơi tham. Thì quý vị muốn hùng phước trong cái việc in kinh thì tùy hỷ. Một quyển thì cho nhà in báo là khoảng 19.000 hay gì đó một quyển đó. Thì 10.000 quyển là khoảng 190 triệu, 20.000 quyển là khoảng 380 triệu. Nhưng mà có người cúng tôi được hơn 160 triệu rồi, tức là gần được 10.000 rồi. Thật ra cái nổi máu tham in thêm 10.000 nữa. Chứ hồi đầu là nghĩ cúng 10.000 thôi. Và nguyên nhân kỳ này in lại là do một vị hòa thượng viện chủ chùa Pháp Vân ở Huế, không biết là có trong tay hòa thượng hồi lúc nào, nhưng mà chuẩn bị đại giới đàn của Huế là ra hòa thượng phát tâm in 1.000 quyển để cúng đại giới đàn. Cho nên rồi cũng đã chuẩn bị hơn trong năm cho tới giờ phút này, chỉnh chu lại từ cái lời tựa, trang bìa, tất cả mọi thứ bây giờ nó đã hoàn thiện và chuẩn bị in. Thì chắc là chậm lắm là trong khoảng 2 tuần nữa thì chúng ta sẽ có. Thì buổi giảng cuối tháng là cái đạo tràng chúng ta ai có tới dự thì cũng sẽ có được một quyển trong tay. Và nếu như mà chúng ta thấy ở đạo tràng nào cần, tại số lượng 20.000 cũng không có ít, thì quý vị sẽ thông báo đến chúng tôi sẽ gửi, hoặc là quý vị đích thân mang tới để cúng dường các đạo tràng sinh hoạt tu tập ở trong cả nước, chỗ nào cũng được. Và khi mà chúng ta đã in kinh để bố thí rồi thì chúng ta sẽ được cúng tất cả các đạo tràng sinh hoạt. Nhưng chúng tôi nghĩ là bản kinh Di Đà này nó sẽ là một cái kiến giải mà để cho tất cả những người tu Tịnh Độ họ sẽ thấy ra được cái lý luận rất là sâu của cái pháp tu Tịnh Độ. Và lý luận đó nó ngang với thiền học. Chính sự dọa dẫm này, chính sự kết luận cái người mà mình tin tưởng
một điều xấu nhất sẽ xảy ra trong cuộc đời của mình, người đó mình quá tin họ. Và niềm tin đã gỡ gắm sai chỗ cho nên nó đánh sập mình. Vì vậy mà các bệnh nan y sẽ chết theo cái lời phán quyết của một cái vị thầy thuốc. Cho nên chúng ta phải phá được cái này á, thay vì kết luận nó là bệnh nan y là ung thư, thì chúng ta sẽ dùng một cái từ ngữ nào đó khác đi, để khiến người ta đừng có sợ hãi khi biết mình là nan y, biết mình là bệnh khó trị. Nhưng mà thực chất thì cái khả năng quyền diệu của cơ thể mình nó mãnh liệt gấp 1000 lần so với y thuật. Chúng ta đang nói tới cái tầng y đạo, nó y học nó sẽ đạt tới y đạo là cái tầng cao, chứ không nói y thực và kỹ thuật trị bệnh, không nói tới cái chuyện này, nói tầng thấp rồi không còn quen nữa. Chúng ta bước một bước ở một cái tầng cao về trí tuệ, nếu chúng ta đủ tầm thì chúng ta sẽ có một cái nhìn chín chắn hơn cho cơ thể của mình, cho cuộc sống của mình, cho cái tâm của mình, để chúng ta hoàn thiện lấy, hoàn bị lấy cái hạnh phúc vô biên vô tận của mình. Mình sẽ tận hưởng được cái phúc lạc đó, chứ mình không phải là cái người lắc nhắc đi điều thân, đi đi trị bệnh nữa. Không phải làm cái chuyện nhỏ đó đâu. Nói vậy có vẻ nó quên quen quá đúng không? Nhưng mà đây là một cái sự thật sai lầm của một giai đoạn dài về kiến thức của xã hội. Chúng ta bị một cái sự khiếm khuyết quá lớn trong cái ngành giáo dục về sức khỏe, đời sống và hạnh phúc. Chúng ta không trải qua những cái trường lớp căn bản từ những cái bậc minh triết chỉ dạy chúng ta những cái điều ách yếu này để chúng ta nương cái gốc mà chúng ta sống. Nhưng mà vì chúng ta đã vượt lên cái ngọn cao quá, đẹp quá cái màu ở bên ngoài, và biến con người hướng ngoại 100% chứ không bớt phần nào. Và hướng ngoại chừng nào thì mất gốc, bị rỗng, cho nên là không vững. Chúng ta chỉ là những người đeo bám cho sức khỏe của mình, chứ không phải đứng vững trên cái nền tảng sức khỏe nữa. Chúng ta đeo bám theo phương tiện máy móc, phương tiện y học, là những cái chùm gửi, sức khỏe mình trở thành cái chùm gửi chứ không phải là cái gốc để mà nuôi sống. Cho nên cái mầm bệnh của chúng ta bị cái tư tưởng sai lầm này dẫn khởi. Chúng ta đang lạc lõng giữa một cái đời sống này với đầy cái sự sợ hãi bệnh tật. Gần như không ai không sợ bệnh đúng không? Bây giờ hỏi lại, trong đây có ai không sợ bệnh không? Chúng ta không thoát khỏi cái này. Thì nếu như chúng ta có niềm tin, cái khả năng quyền diệu của cơ thể mình nó sẽ đủ sức để hoàn thiện, hoàn bị, hoàn mỹ cái sức khỏe của mình, thì mình cần tin ở bên ngoài không? Không. Có sợ bệnh không? Không. Nhưng cái đó đòi hỏi chúng ta phải có một cái kiến thức, và chúng ta phải có cái tâm lực, phải có cái trí lực, và phải có cái định lực. Ba cái lực này phải có, để chúng ta không bị rung cây, không sợ bị nhát khỉ nữa. Bởi những người có một cái hệ thống học thức về y học theo cái kiểu ngọn ngành, chúng tôi nói là cái hệ thống học thức y học theo kiểu ngọn ngành, họ làm nhân loại bị xáo trộn, bị mất gốc, mất nền tảng sống và đầy sợ hãi. Nếu y học đem đến sự sợ hãi cho nhân loại thì y học đó không nên tiếp tục tồn tại trong nhân loại. Đạo học đem đến sự bình an, y học cũng phải đem đến sự bình an, thì đó mới là y đạo chân chính. Phải khai mở được cái trí phán đoán và trực giác theo cái nghĩa của Thiền Sinh Nội Sơ Qua nói. Thì khi mà trí phán đoán chúng ta được khai mở, cái trực giác chúng ta được khai mở, thì chúng ta sẽ thấy đúng đắn vấn đề hơn, thì chúng ta không bị mắc cái sai lầm. Đây là điều rất cần. Nếu một người lâm trọng bệnh, ở cái tình huống chúng ta đang bệnh,
được xem là bắt đầu bệnh nặng đi, những cái bệnh mà được gọi là mãn tính theo cái nghĩa của y học, hoặc là cái bệnh nan y, thì điều cấm kỵ đầu tiên là cái gì? Sợ chết. Ở đây có mấy người nào mà nan y mà không sợ chết không đưa tay lên coi. Đang lãnh án nan y mà không sợ chết. Không sợ chết không có nghĩa là điếc không sợ súng. Không có nghĩa này. Nhưng mà không sợ chết là tôi thấy rõ cái nguyên lý khôi phục để tôi không phải sợ cái gì, chứ không phải là điếc không sợ súng. À, tôi sống đủ rồi, tôi cũng hưởng đủ rồi, giờ chết cũng được, không có cái chuyện này. Đúng không? Bây giờ sự nghiệp của tôi cũng thành công, con cái của tôi cũng thành đạt, là tôi cũng làm đủ hết tất cả những chuyện ý nghĩa cuộc sống này rồi, có chết cũng không sao. Cái đó là điếc không sợ súng. Người đó là mình không muốn nói. Và đừng bao giờ chúng ta có cái tâm trạng này. Chính tâm trạng đó là tâm trạng chờ chết, chứ không phải là không sợ chết. Vì sao? Vì nếu như một con người cái khí lực họ còn đủ, trí lực họ còn minh mẫn, thì ý chí phấn đấu họ còn mạnh. Đúng không? Và ý chí phấn đấu họ còn mạnh thì họ sẽ vượt qua cái khó khăn. Và trong cái khó khăn đó là cái khó khăn của bệnh nan y. Nhưng người ý chí rất bạc nhược rồi, không còn ý chí phấn đấu nữa, thì sao? Thì sẽ buông sụi mình. Cho nên ở ngoài miệng có khi nói là mình không có sợ bệnh, nhưng bên trong mình buông mình thấy trước sau cũng chết mà. Chết có gì đâu mà sợ. Có nghĩa là con đường sống mình không còn nữa. Nên đó là điếc không sợ súng. Đúng không? Chúng ta không được quyền rớt vô tâm trạng này. Chúng ta phải là cái người có trí tuệ để thấy rõ cái sự thật theo nguyên lý là hồi xưa tôi khỏe, bây giờ bệnh nó mới tới, đúng không? Thì cái điều đầu tiên phải thấy trong 12 định lý của tiên sinh là có một cái định lý là cái gì nó tới được thì nó sẽ đi được. Hiểu đơn giản vậy thôi, bệnh là cái mới tới mà, nó là khách. Tôi rảnh tôi mời anh ở nhà ăn cơm, tôi lâu lâu chơi chút, tôi cũng rảnh, đi chỗ khác đi. Đó là người không có sợ chết. Cái lúc mình hiểu được vậy mà mới không có sợ chết là mày tới đây thì mày đi được à. Mà rõ ràng bệnh là khách chứ không phải là chủ. Mình là chủ. Hiểu chút vậy thôi là tự mình có thể phủi bệnh ra khỏi cơ thể theo ý của mình. Thì người như vậy mới không sợ chết. Và người đủ cái lòng tin với cái năng lực thanh tịnh vốn có của tự tâm. Và năng lực này nó hình thành tất cả sự sống trong vũ trụ này. Nó sinh sôi nảy nở tất cả sự sống trong vũ trụ này. Nó hoàn thiện tất cả sự sống trong vũ trụ này. Thì cái cơ thể này trục trặc nó cũng sẽ hoàn thiện trở lại. Khi chúng ta đủ tự tin này á, thì mới không sợ chết. Không sợ chết nhưng mà không có cái nghĩa là tham sống. Nhưng chúng ta tự tin là tuổi thọ của ta không bị cắt mất khi nghe nói tới chứng bệnh nan y. Đây là điều thứ hai. Tức là lãnh bản án tử hình nhưng mà ta không chết. Không phải vì cái bản án này mà mình bị lệ thuộc nó. Bây giờ cái phán quyết của bác sĩ chưa thể là quan tòa tối cao để phán quyết cái thọ mạng của mình. Mình phải thấy được điều này, cái cầm bản án tử hình là bệnh nan y rồi, cái rồi thôi thua rồi, cuộc đời tôi như xong rồi. Và tôi gặp rất là nhiều người trong tâm thái này, đang làm ăn rất là thịnh đạt, công việc làm ăn rất là trôi chảy. Và nếu họ còn làm như vậy thì bản thân họ cũng được lợi, gia đình họ cũng được lợi, dòng họ cũng được lợi, là xã hội được lợi. Nhưng mà lãnh bản án tử hình cái buông cái rụp. Không, thầy ơi, tôi bị nan y rồi, không có làm ăn gì nữa, tôi bỏ hết thầy ơi. Tôi hỏi bỏ hết làm gì? Phải trị cho hết bệnh mới được. Thì như vậy là tâm lý của một người hết bệnh và tâm lý của một người không sợ bệnh khác nhau không? Khác nhau hoàn toàn. Khi một người bệnh thì cái chuyện mà họ chỉ còn mong chờ là hết bệnh thôi, thì đó là con người đang đi vào con đường bế tắc. Khi một người mạnh khỏe thì họ sẽ được mơ ước quá trời luôn.
đúng không? Được dệt mộng trong tương lai của mình với tất cả những mộng đẹp nhất trong trần gian này mình được quyền dệt. Nhưng mà bệnh cái dệt gì? Tắt hết. Vì là mình tự, khi một người mà còn nhiều hy vọng trong tương lai, còn có những cái giấc mộng đẹp, có nghĩa là cái người đang còn có một cái hướng tương lai tốt đẹp, và sự phát triển của tự thân cũng như sự đóng góp lớn của xã hội nhân quần. Nhưng mà khi mình buông hết tất cả những cái hoài vọng, những cái ước muốn đẹp đẽ nhất của mình để mình lo tự thân, có nghĩa là mình ích kỷ, thì sẽ bế tắc hoàn toàn cuộc sống của chúng ta. Tự mình làm bế tắc mình. Trở lại vấn đề mình nói hôm mùng 5, đúng không? Tức là vũ trụ sẽ đáp trả lại tất cả những cái suy nghĩ, sự ước muốn của chúng ta một cách đầy đủ, không thiếu thốn. Thì bây giờ không phải là tôi ước muốn tôi hết bệnh. Hồi nãy mình nói rồi, ước muốn hết bệnh là chuyện nhỏ nhặt. Cho nên khi mà cầm cái bản mà kết quả bệnh nan y, điều thứ hai là không coi bệnh là đối thủ hơn thua của chính mình, không coi đó là kẻ thù, không coi nó là sự tàn hại chính mình, và không có thái độ đối kháng với chính nó cái đã. Điều thứ ba, chúng ta quên hoàn toàn chúng ta đang bệnh gì, bệnh nguy hiểm hay không, ai dám không? Dù là chúng ta đang ung thư, nhưng mà tâm chúng ta không hề có nửa ý niệm xem đó là bệnh nguy hiểm. Không được quyền suy nghĩ tới bệnh nguy hiểm này, và không coi nó là nguy hiểm, mà mình coi nó là hàng khách mới tới thăm mình, giờ tiếp hay không là chuyện của mình. Nếu mình coi nó là nguy hiểm, nó trở thành đối trọng trong tư tưởng của mình, và đó là một cái bẫy để gài cho mình chết nhanh hơn. Khi chúng ta thấy mình đang bệnh nặng, đó là một cái bẫy. Và khi chúng ta nghe dọa mình chết rồi, mình biết chắc là mình chết rồi, thì phương tiện nào để cứu sống là chúng ta phải làm, đúng không? Bao nhiêu tiền của, bao nhiêu cái gì cần phải làm, cái gì là họ sẽ làm một cách hết máu để sao? Để chuộc lại cái mạng của mình, để vượt qua cái bệnh khó khăn này. Đó là thái độ bấn loạn, chứ không phải là bệnh yên. Cho nên bệnh nặng hơn và tuổi thọ bị rút ngắn hơn. Phải quên thực sự, không coi nó là trọng bệnh. Thấy nó là chuyện bình thường, mặc dù giờ đang có khối u nửa bao tử đi nữa cũng là chuyện bình thường. Nó không quan trọng, nó không phải là bệnh nặng, nó không phải là bệnh giết mình. Và nó là cái người ơn để báo cho mình biết là trong quá trình vừa qua mình đang trục trặc, mình đang đi sai đường. Thì bây giờ cái chuyện sai này cần phải sửa. Tôi thường hay ví dụ với những người bệnh nan y là lâu nay anh đang đi con đường của anh, đúng không? Nhưng mà tới vực thẳm à, bước một bước nữa là chết á. Đúng rồi. Nhiều người công nhận mình chết, tây y chạy mình rồi, đông y cũng chạy mình rồi. Lý do tại sao là mình đi sai cho tới bờ vực. Thì bây giờ thái độ của chúng ta để không chấp nhận bước một bước cuối cùng là chết, thì chúng ta phải làm sao? Phải bẻ cua. Bẻ cua thì phía trước con đường còn dài, còn đi thẳng là sụp bờ vực chết liền tại chỗ. Thì như vậy là chúng ta phải thay đổi toàn bộ thân tâm của mình theo một cái hướng mới. Đây là nền tảng mà chúng ta phải thấy. Chúng ta phải thấy rõ là chúng ta phải thay đổi. Và thái độ dứt khoát để thay đổi đời sống của mình phải xảy ra khi chúng ta phát hiện rằng mình sai đường trầm trọng quá rồi. Sai đường thôi, đơn giản là tôi sai đường. Chứ không phải tôi bệnh nặng, không phải tôi bệnh nan y mà tôi đã sai rồi. Bây giờ thái độ sống của mình là gì? Phải thực sự thấy đó là lỗi lầm, ăn năn không? Đó là vấn đề. Bây giờ mấy người bệnh nan y có thấy mình sai không? Hay là tại cuộc sống, rồi tại tôi không có thời gian chăm sóc sức khỏe, tại vì cái công việc tôi nhiều quá, tại vì tôi phải lo gia đình, tại vì tôi phải lo xã hội, cứ tại riết mà mình đổi thành họ Đỗ. Bệnh nặng là lỗi quá lớn của mình, mà tới giờ phút này mình vẫn tại quá nhiều chuyện luôn á, chứ chưa bao giờ thấy là
rõ ràng là tôi có nhiều cái sai trái trong sinh hoạt đời sống, bây giờ cần phải thay đổi. Từ cái ăn, từ cái ngủ, từ cái tư tưởng chúng tôi đã quá lầm lẫn rồi. Bây giờ xin thành thật mà sám hối. Thì như vậy là thái độ để thay đổi. Sám hối là không đi theo con đường cũ nữa, đúng không? Thì những cái tâm thái cũ là gì? Đương nhiên là lo lắng nó khác với lo âu và sợ hãi. Chúng tôi vẫn tiếp tục lo cuộc sống này, chúng tôi vẫn tiếp tục lo cho có giữ vững được cái sự nghiệp của mình, chứ không phải là buông xuôi. Và sự nghiệp của tôi tiếp tục được dung đắp để tôi có thể làm cho có lợi nhiều người hơn. Và một người bệnh điều cần nhất là gì? Thấy được cái sự sai lầm là một. Cái thứ hai là gì? Mình sâu nơi tâm của mình đủ cái định tĩnh để thấy ra một cái sự thật là cái sự trục trặc được báo từ cơ thể của mình, thì cái người báo này chính là người ơn của mình, chứ không phải kẻ thù. Đang đau cái răng nhưng mà không phải là kẻ thù của mình. Nên nhớ như vậy. Thì như vậy là nếu chúng ta chấp nhận sống xả ly, chúng ta chấp nhận sự bao dung rộng lượng, không phải là chấp nhận nữa mà bắt đầu mở cái tâm bao dung rộng lượng của chính mình, để bây giờ mình không còn chấp mắc bất kể chuyện gì xảy ra với cuộc sống này nữa. Ngay cả cái chuyện mà họ lấy hết tiền của mình, và thậm chí họ lấy cái mạng tôi cũng cho luôn nữa, thì người này không bao giờ chết. Dám xả ly không? Họ có thể đến lấy cái mạng bất kể giờ phút nào, nhưng mình cũng không chấp mắt, mình cũng không thù hận, mình cũng không hơn thua, mình cũng không phiền muộn nữa, thì cái chết sẽ không còn xảy ra do cái bệnh này ngay nữa. Còn bây giờ do mình chấp thân nặng quá, mình thấy rằng cái thân này nó bệnh rồi, cái thân này nó đau khổ, cái thân này thế này thế nọ, tức là chúng ta đã rớt vào cái sự chấp mắt rồi. Và chính cái tâm chấp mắt này nó sẽ uất kết, sẽ không vỡ những khối u đang có trong người của mình. Thì như vậy có uống thuốc đi nữa với cái tâm chấp mắt thì khối u vẫn còn nguyên, thậm chí nó lớn lên. Cho nên là chúng ta uống thuốc không hết bệnh. Vì vậy cái đầu tiên là chúng ta phải có một cái sự sống gọi là gì? Xả ly, gần như là một sự xả ly. Nhưng mà thể hiện cái sự bao dung, rộng lượng, thứ tha cho được xảy ra nơi tâm của mình, để mình phá vỡ tất cả những cái chấp mắt. Không có cái chuyện lỗi với mình từ xưa tới giờ. Ai có làm mình làm lỗi từ trước tới giờ? Ai có sai phạm với mình từ trước tới giờ? Ai có thù hằn và làm cho mình thù hằn từ trước tới giờ? Ai làm cho mình uất ức từ trước tới giờ? Thì bây giờ là cái đó nó trở thành không với mình cái đã, thì mình mới tháo tâm mình ra được. Còn nếu mình còn buồn ai, còn hận ai, còn ghét ai, còn hơn thua với bất kỳ một ai trong cuộc sống này, thì tâm mình sẽ không mở. Và tâm không mở thì chúng ta sẽ còn uất kết tiếp tục, không bao giờ được khai thông. Tâm chiếm tới 80% của cuộc sống chính mình. Thân này vật chất chỉ có 20% thôi, cho nên chuyển tâm là chuyển gốc. Thì khi mà chúng ta chuyển tâm để chúng ta thứ tha hết tất cả những gì trong cuộc sống này rồi, thì tâm chúng ta không còn vướng bận tới cái chuyện hơn thua nữa, đúng không? Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là chúng ta phải thể hiện được cái tâm yêu thương cuộc sống này, chứ không phải thương cái thân không. Thương cái thân không là ích kỷ, nhưng mà yêu thương được cuộc sống này thì cái tâm chúng ta mới mở ra được. Chúng ta quá yêu cuộc sống này đi, quá yêu cuộc đời này, cho nên chúng ta dùng cái từ là đắng cay cuộc đời đủ để yêu thương. Dù nó là đắng cay, chúng ta phải yêu thương cho được với đủ cái tâm, đủ cái tình cảm thương yêu quý mến nhất của mình. Ở đây không phải nói là tưởng tượng để yêu, mà là một cái sự quý mến, trân trọng với tất cả những cái tâm thành nhất của mình đối với cuộc sống này, với đầy cái lòng tri ân của cuộc sống này. Chúng ta đã được ban phát cho một cái sự sống lâu nay,
và chúng ta đã được tạo hóa cho mình gần như không thiếu thốn bất kỳ điều gì mà chúng ta chưa từng mở lòng để tri ân, thì chúng ta là người gì? Phạm một cái tội tổ tông. Rõ ràng giờ chúng ta ngồi đang hít thở là đúng không? Đang mượn, đang dai. Mà có bao giờ mình sáng sớm mình hít hơi thở cái mình chắp tay mình xá với tất cả cái lòng tri ân sâu sắc nhất của mình về không khí đã cung cấp đời sống cho mình chưa? Chưa có một lần như vậy. Thì bây giờ bắt đầu chúng ta mở tâm mở trí để chúng ta cảm ơn tất cả những cái đang có ở đây. Vũ trụ đã ban phát chúng ta quá đủ rồi. Chúng ta là cái người mà được nhờ vũ trụ mà nắng nót rồi xây dựng tô đắp vẽ rồi để chúng ta hoàn thiện như thế này. Thì dù chúng ta như thế nào chúng ta cũng phải thể hiện, phải cảm khái sâu sắc nhất cái lòng tri ân của mình đối với đời sống đang có. Dù là tôi đang có cái chân rưỡi hay chân nửa trái tim nửa bao tử gì đó cũng là một cái sự sống mà tạo hóa đang ban cho mình. Dù bao tử tôi nó không có rỗng, bây giờ khối u nó gần đầy rồi. Dù là cơn đau đang xảy ra, có ai bao giờ đang đau ôm cái bụng mình cảm ơn cơn đau chưa? Chưa từng. Mà nó làm cho mình đau, nó làm cho mình sợ, nó làm cho mình lo, nó làm cho mình uất ức. Và chính mình khởi những cái này, khởi tâm đối kháng chính là không phải là cái người thể hiện lòng tri ân. Cho nên chúng ta thử đi, thử một lần. Và nó trở thành một cái lý sống thật của mình về lòng tri ân. Thuận hoặc là nghịch đến với mình, sướng hoặc là khổ đến với mình, đủ lòng tri ân đi, thì không còn bất kỳ cái gì vướng mắc nơi thân của chúng ta. Những khối u tự động tan biến, những cái uất kết trong cơ thể tự động tan biến. Do đó cái lòng bao dung và sự tri ân là một điều rất lớn và cần thiết. Và chúng ta, nếu ai đã từng đọc cái quyển được dịch ra tiếng Việt là Ai là người biết trước, nói về nước, có đọc cái này chưa? Tức là hai cuộc thí nghiệm của hai nhà bác học của Nhật. Họ lấy từ cái nước dơ, đầu tiên là họ lấy chai nước bình thường, hai cái chai nước họ dán là tao yêu mày, chai niên kia là tao ghét mày. Chỉ cần dán cái chữ vô đó thôi. Xong rồi họ đem hai chai nước này đưa vào tủ để đông. Sau khi đông thành đá rồi, họ bắt đầu chụp hình cái tinh thể của hai chai này để coi nó như thế nào. Thì như vậy là cái chai mà tao ghét mày, tao giết mày đó, là nó trở thành một cái phân tử méo mó. Còn cái chai mà dán cái chữ là tao yêu mày thì cái phân tử lục giác rất là đẹp. Và rất là nhiều cái cuộc thí nghiệm, từ cái chỗ mà hơn thua giữa chợ lấy nước nó khác, rồi cái chỗ bình yên của chùa chiền thì phân tử nước nó khác. Nước dơ thì phân tử nó đang méo mó như vậy, qua một cái thời tụng kinh, qua một cái câu niệm Phật, qua một tiếng chuông, phân tử nó được biến khác. Thì cái rung động não bộ của mình là cái gì? Nó là một cái dư chấn để ảnh hưởng toàn bộ tế bào khắp cơ thể của mình, từ tế bào cứng, xương cho tới tế bào lỏng là nước. Những phân tử nước này đều được nhận tín hiệu gì? Nếu như những phân tử nước này liên tục được nhận tín hiệu yêu thương thì tất cả những phân tử đang có trong cơ thể mình liền biến thành những tinh thể hoàn thiện. Và đây là điểm mà trị bệnh tốt nhất. Tất cả tinh thể đều hoàn thiện thì bệnh tật không bao giờ xảy ra, chỉ trừ là tinh thể chúng ta bị méo mó do tâm hận thù, lo lắng, sợ hãi, uất ức, phiền hận. Nó làm cho tất cả cái nước trong cơ thể chúng ta đều bị biến thể và không còn bảo toàn năng lượng vốn có của chính nó nữa. Do đó nó hấp thu loạn để trở thành rối loạn, nước trong cơ thể chúng ta thành bệnh. Thì cái tâm yêu thương là điều cần đối với bệnh nan y. Nếu như mở mắt ra
trong một ngày sớm mà không thể hiện trọn vẹn cái tâm yêu thương là mình tự giết hại mình. Cái điều cấm kỵ nhất là buổi sáng sinh bực bội. Bực bội thôi, tôi chưa nói tới cái chuyện sâu hơn đó. Mình chỉ cần có một thái độ bực bội khó chịu thôi là tự mình bóp méo toàn bộ cái gì đang có của mình. Bây giờ chúng ta nói một chút đến cái câu xuân sinh hạ trưởng thu thâu đông tàn của Nội Kinh Hoàng Đế. Nếu mà ai chiêm nghiệm và thấu tận điều này thì cuộc sống tuyệt vời, không bao giờ bệnh tật mà luôn sống trong phúc lạc. Bây giờ là xuân, không nói tới cái mùa xuân của một năm nữa mà nói mùa xuân của một ngày. Theo cái tính của Đông Phương, giờ dần giờ mẹo là mùa xuân. Giống như tháng dần tháng mẹo của mình đang có rồi, là mùa xuân. Cho tới tháng thiện thình cũng vẫn còn xuân. Tỵ ngọ mùi là qua mùa hè. Thân dậu tuất là qua mùa thu. Thế như vậy là giờ hợi, giờ tí, giờ sửu và đồng. Thì giờ dần giờ mẹo là từ giờ dần là từ 3 giờ cho tới 5 giờ sáng. Giờ này theo Nội Kinh Hoàng Đế là cái khí của mình, khí quyện cơ thể của mình nó trương nở. Tháng dần tháng mẹo là mùa xuân này, cái khí quyện của quả địa cầu nó trương nở đến mức độ tận cùng, làm cho tất cả những cái sinh linh đang sống trong cái quả địa cầu này nó bắt đầu nó đâm chồi nảy lộc, xinh tươi. Và làm cho tâm con người nó cũng sao, cũng mở mang tươi vui trong mùa xuân này hơn các mùa khác. Thì tại sao giờ dần giờ mẹo mình không mở tâm ra để yêu thương, không có bao dung, không rộng lượng, không thứ tha, là chúng ta đã sống sai. Nếu chúng ta sống phù hợp với mùa xuân là buổi sáng thức dậy mình cũng miệng mận cười giùm cái, để thể hiện một cái tâm thái tươi vui cởi mở của mình trong mùa xuân của một ngày. Tức là chúng ta xin những cái gì? Xin những cái mầm sống mới với đầy những cái hoa tươi của tâm hồn. Những cái mầm sống mới với đầy một cái nhựa sống tràn ngập cái tình yêu thương và lòng từ bi. Buổi sáng không làm được điều này là chúng ta đã sai rồi. Đừng nói mùa xuân, nói đó là xa. Bây giờ chúng ta đang nói tới mùa xuân của một ngày. Hạ trưởng có nghĩa là gì? Là trưởng thành, là cứng cỏi. Thì vậy là buổi sáng với cái tâm tươi vui này, với cái tâm thái rộng mở thứ tha này, với cái tình cảm tràn ngập lòng yêu thương cuộc sống này, nó sẽ được hình thành bằng tất cả những hành động mình làm trong mùa hè. Là mình bắt đầu nói lời lợi ích nè, hành động lợi ích nè, suy nghĩ lợi ích, gọi là sinh trưởng. Và những cái đó thành hành động, tức là hoạt động cơ bắp. Chúng ta phải làm, chúng ta phải đi, chúng ta phải nói. Nhưng mà làm đi nói bằng cái gì? Bằng cái xuân sinh với đầy sự tươi vui cởi mở kia kìa. Tại vì là bữa trưa này chúng ta hành động, chúng ta suy nghĩ, chúng ta làm tất cả những cái việc theo cái chiều trưởng thành của cái ý niệm tươi vui cởi mở yêu thương của buổi sáng. Và chúng ta bắt đầu hoạt động, chúng ta làm việc nặng theo đúng nghĩa là những công việc mà nặng, công việc cơ bắp là phải được thực hiện trong buổi sáng. Cho tới mùa hè là thị. Cành trúc báo bình an, rớt xuống nước được cứu. Sư tỷ Trần Thường Nga là một người rất thú vị, rất từ bi trong làng lão liên hữu chúng tôi. Bà đã có con cháu đầy nhà, ở đường Đốc Hành, trung tâm thành phố. Hiện đã 78 tuổi, nhưng tai mắt vẫn tinh tường, trí nhớ rất tốt. Cho nên từ hồi trẻ đã học biết phân các loài cỏ thuốc. Mỗi thứ cỏ thuốc nào trị bệnh gì, bà đều nhớ rất rõ ràng. Có một lần tôi hỏi bà: "Sư tỷ, bà lại Phật thành khẩn như thế, không biết là đã từng được cảm ứng chưa?" Bà ta nói rất nhiều. Thế là bắt đầu kể việc cảm ứng niệm Phật của chính bà đã trải qua. Sư tỷ Thường Nga nói: "Khoảng 18 năm trước, lúc tôi ở Ôn Nhật đã quy y Tam Bảo, sớm tối rất thành kính lại Phật. Có một hôm ngủ trưa, chiêm bao thấy một thiếu nữ mặc đồ trắng, tay cầm cành trúc dài khoảng 4 thước, thước tàu.
hai đầu dùng vải đỏ bịt lại, rất là đẹp. Thiếu nữ áo trắng nói, tuổi thọ đã đến rồi, cầm cành trúc này cho bà trị bệnh đó. Nói xong liền biến mất. Đến khi tôi thức dậy, cảnh trong chiêm bao vẫn cứ như trước mắt. Liền nói với con dâu việc trong mộng, con dâu cũng ngơ ngác không biết gì. Đến hơn 5 giờ chiều, đứa cháu nội nói với tôi là ông bác nhà kế bên bị cảm nặng, muốn bà nội tìm cỏ thuốc cho ông ta uống. Tôi liền lấy một cái giỏ đi tìm cỏ thuốc. Nửa đường gặp một thằng nhỏ, nó nói, bà ơi, phía trước có một con chó dữ hay cắn người ta, bà nên đề phòng. Tôi liền thuận tay bẻ một cành trúc bên đường, rồi nói với thằng nhỏ, cảm ơn cháu, bà đã có cành trúc này, chó đến không có sợ. Thực tình con chó nó sợ cành trúc, ngay cả không dám sủa một tiếng. Đợi đến lúc tôi tìm cỏ thuốc đủ rồi, ở bên con rạch, bỗng có một đứa một đồng dắt một con bò bụng rất to. Lúc con bò đó đi đến gần tôi, đột nhiên nó hất đầu một cái làm cho tôi ngã nhào, lộn mình té vào trong con rạch, nước sâu hơn một trượng. Lúc đó trong tâm tôi tự nghĩ nhất định không còn sống được, vì nước sâu hơn trượng chảy mạnh, chân đạp không tới đáy. Lúc thân nổi lên, giỏ thuốc đã bị nước cuốn đi, nhưng cành trúc vẫn còn nắm cứng không buông. Tôi lại không biết bơi, thành ra cứ uống nước ồng ọc. Trong lúc nghìn cân treo sợi tóc, chú bé một đồng rất thông minh, liền lớn tiếng kêu, bà ơi, cành trúc nắm trong tay bà, đưa qua bên này đi, con kéo bà lên. Tôi nghe xong, liền đưa cành trúc qua cho một đồng, hai tay nắm chặt lấy. Chú một đồng cũng rất cố sức, cũng hai tay nắm chặt lấy cành trúc, từ từ kéo tôi lên, cuối cùng cứu được tôi lên bờ. Người ta nhìn thấy y phục tôi ướt sũng hết, thật giống như con gà mắc nước, đều khen tôi có phước. Nghe nói tại chỗ đó người ta rớt xuống đều bị nước cuốn đi, không có người nào được cứu, đã có mấy chục người chết ở nơi đó. Tôi mới nhớ lại giấc mộng kỳ diệu, cành trúc và thiếu nữ bạch y cho tôi thấy trong mộng, cùng với cành trúc bẻ bên đường dài như nhau, chỉ là trúc ở nhân gian không có đẹp như thế. Trên đây là truyện linh cảm đã từng trải qua do sư tỷ Thường Nga thuật lại. Tôi liền khen ngợi bà ta có duyên với Phật A-di-đà. Phật A-di-đà lại có tên là Vô Lượng Thọ. Đức Quan Âm Đại Sĩ hóa làm thiếu nữ bạch y nói với bà, tuổi thọ đã đến, tặng bà cành trúc này cho bà trị bệnh. Cành trúc trong mộng vốn là điều tốt đẹp nhất, nên nói là điềm tốt, trúc báo bình an. Đây là lòng từ bi của Đức Đại Y Vương Vô Lượng Thọ Phật vì cứu trị tai họa cho bà, khiến cho bà khỏi được oan hồn trong nước. Cành trúc này chính là điềm báo trước cho bà được bình an, có thể thấy được Phật Pháp vô biên, không thể nghĩ bàn. Bước qua mùa đông là tàn ẩn. Tàn ẩn có nghĩa là tích chứa, là phải dừng lại tất cả hoạt động của cơ bắp. Thì mùa đông là giờ nào? Giờ Hợi, giờ Tý. Thì bắt đầu từ cái giờ Tuất là từ 7 giờ tới 9 giờ. Giờ Hợi là bắt đầu từ 9 giờ tới 11 giờ. Giờ này nếu chúng ta còn hoạt động cơ bắp là chúng ta đang phá mình, làm nghịch khí, làm đảo lộn chân khí, làm cho cơ thể nó không đi theo cái chiều thuận của sinh, sinh hạ trưởng thu thâu đông tàn. Và giờ này mà còn hoạt động là kể như hư hết. Do đó từ 9 giờ là rớt cho mùa đông thì phải ngủ. Nói vậy có một số công việc họ không phù hợp thì cái đó là do cái phước mình thôi, nhưng mà đây mình đang lý luận theo cái kiểu sinh hoạt của một ngày thì sẽ có ra sinh hoạt của một mùa, sẽ có ra sinh hoạt của một năm. Và chúng ta bắt đầu từ cái nền tảng lý luận này, tới mùa đông là phải sao? Tàn ẩn, là phải dừng tất cả những hoạt động của cơ bắp, phải để cho cơ thể nghỉ ngơi. Ai mà tới 9 giờ trở lên mà còn tập thể dục là một điều bậy bạ nhất luôn á. Có những cái chỗ tập thể dục tôi thấy mở từ 12 giờ khuya, giết người, chứ không có đem lại sức khỏe đâu. Tập thể dục 8 giờ rưỡi đóng cửa,
không có được qua tới 9 giờ nó để người ta bắt đầu nghỉ cơ bắp cho tới 9 giờ là phải nghỉ ngơi hoàn toàn, không được hoạt động nữa. Mùa đông là phải nghỉ. Như vậy là sau khi chúng ta nghỉ, tức là chúng ta tàn, theo cái nghĩa là tàn ẩn, là tích chứa cái nội lực để chuẩn bị qua tới giờ dần giờ mẹo là chúng ta bắt đầu động lại. Thì giờ dần giờ mẹo chúng ta động lại, tức là can khí bắt đầu động từ từ. Thì lúc đó là chúng ta phải thức, và can khí động theo cái chiều cởi mở rộng lượng, theo chiều chấp trước bệnh tật, là sẽ qua cái mùa hè chúng ta sẽ bị bệnh tim. Nó giống như cái mùa này. Nếu mùa đông mà chúng ta không nghỉ ngơi đúng giờ thì nó sẽ bị ảnh hưởng qua mùa xuân, chúng ta sẽ đau gan. Nếu tới rồi tính thêm mùa. Thì cái mùa đông chúng ta không nghỉ, tức là giờ nghỉ đông mà chúng ta không nghỉ mà chúng ta bị thức thì sẽ ảnh hưởng tới gan của chúng ta. Cho nên buổi sáng thức dậy là cái gan chúng ta, một là nó bị tắc khí, hai là nó bị mất khí. Ở hai cái nguy hiểm hết. Khí nó thông là khác, khí nó vượng là khác, khí nó tản là khác. Chúng ta phải thấy được điều này. Bây giờ cái nền tảng mà để trị bệnh là kinh mạch của mình nó phải thông. Ví dụ như một người mà kinh mạch thông nhưng mà thiếu khí thì họ cũng bị mỏi, bị đau trong cơ thể. Lý do tại sao? Khí không đủ để khí hóa thực phẩm, do đó nó biến thành một cái loại năng lượng mà nó đi trong cơ thể của mình. Những cái chỗ rộng á, chỗ thông thì nó đi dễ dàng, nhưng mà chỗ hẹp và chỗ tắc nó sẽ dừng lại, nó qua không được. Cho nên chúng ta bị đau ở vùng đó. Và bệnh này một là massage, hai là bấm huyệt, thứ ba là uống cái gì thuốc là nó thông là nó hết, nhẹ lắm, dễ dàng. Nhưng mà khi kinh mạch lạc mình nó không thông, không thông thì khí nó bị tắc, hoặc là khí nó bị mất đi, chúng ta bị mất khí. Mà khí mất á thì hoàn toàn cái chuyện mà tiêu hóa không còn nữa. Ví dụ như bây giờ cái khí của can nó bị mất. Cái khí của can nó buổi sáng á là nó đang động. Nếu nó động không tốt nó sẽ bị biến hóa mất luôn. Và khi nó biến hóa mất thì nó bị khô kiệt, bị bế tắc, bị mỏi mệt, bị giả dự. Buổi sáng chúng ta thức dậy làm không nổi, biết là cái khí chúng ta bị hao tổn. Khi can khí nó bị hao tổn nhiều, buộc nó phải đòi cái gì? Nước để tưới tẩm. Thì thận thủy sẽ bị hao đi. Thận thủy hao đi nó sẽ bị kiệt thận. Thì nó trở lên hồi nãy là thủy nó không đủ để thăng. Nhưng mà khi thận thủy, thủy với mộc, thủy với mộc nó trương sanh, nhưng mà thủy với lại cái gì? Thổ tương khắc. Thì khi can khí, can cũng là mộc, thì nó khắc khổ. Khi khí quá nó không đủ thì nó sẽ làm cho là dịch mật không có tiết xuống để tiêu hóa, làm cho chúng ta khó tiêu hóa. Thì vì vậy là nó ảnh hưởng tới tỳ vị là thổ. Và tỳ vị thì nó là thổ, nó sanh kim. Và khi tỳ vị nó không tiêu, nó tắc khí thì nó sẽ không sanh khí cho cái thằng kim, tức là thằng phổi và khỏi đào. Thì xuất phát từ cái gì? Từ tâm động. Tâm động thì khí động, khí động thì lục mạch động, không? Lục mạch động thì ngũ tạng sôi trào, sẽ ảnh hưởng toàn bộ cơ thể. Đó là nguyên lý của bệnh tật. Bây giờ nếu đi đường tắt thì trở lại là bình tâm, làm mọi chuyện yên, không cần thuốc men. Và chúng ta phải thấy chuyện tâm bình là chuyện tối quan trọng của cuộc đời mình. Cái gì mình cũng có thể có, sự nghiệp có, danh vọng có, tiền tài có, vật chất có, ăn uống ngủ nghỉ chúng ta có hết. Nhưng có một cái chúng ta không có là tâm chúng ta chưa bình, đúng không? Ở đây cũng có rất là nhiều người có quyền, có tiền, có của, có đủ thứ rồi đó. Chúng ta muốn cái gì được cái đó, nhưng mà có một cái muốn không bao giờ được cả đời là tâm bình. Và nếu như tâm chúng ta không bình thì dù sự nghiệp chúng ta có tới trời đi nữa cũng chẳng có giá trị gì đâu. Chúng ta nên thấy lại điều này. Đây là cách nhìn của y học.
Chúng ta chưa có đụng tới tôn giáo, vì y học này là cái cần của mọi người. Tôn giáo có khi người theo người không theo. Thế vậy là khi mà cái tâm chúng ta nó nhược, ý gì chúng ta không còn dũng mãnh nữa, cái tâm nó nhược, nó yếu đi, gọi là tâm yếu. Tâm chúng ta nó suy, tinh thần chúng ta không vững vàng. Tâm nhược thì kéo theo gì? Khí sẽ suy. Khí suy do tâm nhược cho nên ngoại tà tấn công. Vì khí chúng ta suy á, thì cái cơ thể, cái sức khỏe chúng ta nó sẽ không còn khang kiện. Tâm bình thì sức khỏe khang kiện, và cái khí sắc chúng ta bình ổn á, cái thần thái á, chúng ta an nhàn á, thì kháng thể được nâng cao, không có ngoại tà xâm nhập. Nhưng mà khi tâm nó suy thì khí nó sao? Nó nhược. Khí nó nhược nó dẫn theo cái thể chất chúng ta phải sao? Suy kiệt. Kháng thể bị hao tổn, không còn đủ, ngoại tà thừa cơ xâm nhập. Cho nên một cái bệnh cảm thôi, nếu một người mà khí lực tốt, bị trúng gió nghe rúng người, nghe ớn ớn sống gì đó, họ bình tâm một chút cái họ hết. Cái người kia nghe ớn lạnh cái bắt đầu chạy kiếm thuốc xong liền. Hai người khác nhau à. Cái bà kiếm thuốc xong chưa chắc bảo khỏe, mà cái người này ngồi bình tâm chút họ khỏe, là tâm họ mạnh lên, khí họ vững, thần họ an, kháng thể trỗi dậy. Cho nên cái người bị nan y, điều tối kỵ là không được gì? Không được để cái tâm chúng ta bị suy yếu. Thôi hết rồi, đời mình tàn rồi, còn gì nữa đâu, đúng không? Tức là tâm đã hoàn toàn rớt xuống hố sâu, chứ không còn suy kiệt nữa. Không có được quyền suy nghĩ xấu, không được quyền suy nghĩ quẩn, không được quyền suy nghĩ bế tắc. Tất cả những cái không được này là không được xảy ra đối với không phải là người bệnh nan y, mà cuộc sống của chúng ta hiện tại, người chưa bệnh nan y cũng không được quyền có cái tâm thái suy kiệt này. Đối với chúng tôi đó là tâm thái suy kiệt. Những cái lo lắng sợ hãi là tâm thái suy kiệt. Những cái bồn chồn bất an là tâm thái suy kiệt. Những cái sợ hãi là tâm thái suy kiệt. Tất cả những cái điều này nó sẽ làm bại hoại kháng thể vốn có của chính mình, và ngoại tà có thể xâm nhập bất kể giờ phút nào. Nhưng mà chúng ta suy kiệt đến mức độ mà bế tắc á, hồi nãy mình nói rồi, khí chúng ta mà không thông thì huyết sẽ tắc, mà không thông huyết tắc thì sẽ bị sao? Bắt đầu hình thành khối u. Nguyên nhân từ tâm bệnh mới thành ác bệnh của cái này. Thì chúng ta đang nói những cái tâm mà không cần có trong cái giai đoạn mà chúng ta đang bị bệnh nặng. Vì là tâm thái suy kiệt là không có. Thì như vậy là một cái người bệnh nan y muốn hết bệnh nhanh thì phải có cái tâm gì? Dụng từ lạc quan ở đây nó nghe nó lãng xẹt đúng không? Nhưng mà không lạc quan thì không hết bệnh. Chúng ta không có được quyền có cái tâm bi quan khi mà chúng ta nhận được cái bản án tử hình là nạn y. Đây là cái điều cần, rất cần. Lạc quan, yêu đời, thì cuộc sống như mình nói là vũ trụ này sẽ trả lại cho tất cả chúng ta, sẽ đem lại tất cả những cái ước muốn của mình. Bây giờ mình quá yêu cuộc sống này rồi thì cuộc sống sẽ đem sự sống lại cho mình. Nhưng mà tôi chán rồi thì sao? Nó sẽ đem cái chán trường tiếp tục cho mình xài. Càng lúc càng chán nhiều, chán cho tới hết muốn sống luôn, thì mình không thể sống được. Mình đang rất là phấn khích giữa cuộc đời này, đang rất là yêu mến, yêu quý cái cuộc đời này, với tràn ngập cái sinh lực từ sáng sớm cho tới chiều tối. Mà nói một câu như vậy đó, thì không có bệnh nào còn tồn tại hết. Cái gì mình cũng chán. Chán là bế tắc, là làm cho khí nó bị động, khí nó bị tù, khí nó bị tắc, huyết nó bị tắc thì sẽ sanh bệnh. Tất cả những cái đau nhất của chúng ta là do khí không thông. Khí không thông thì huyết tắc.
Sự lưu thông huyết mạch không còn như cái tâm thái bình thường. Bây giờ là cái yếu điểm của cái việc này là gì? Phải thả được cho cái tâm rộng, phải thả được cho cái thân này lỏng, lỏng như nước. Nước thì chỗ nào cũng lưu thông đúng không? Ống vuông nó chảy theo vuông, ống tròn nó chảy theo tròn, khúc quanh nó chảy theo khúc quanh, khúc thẳng nó chảy theo khúc thẳng, rộng nó chảy theo rộng, hẹp nó chảy theo hẹp. Thì thân này cũng phải mềm mại như nước. Đó là ách yếu của cái việc trị bệnh. Nếu mà bây giờ mình cứng, mình gồng cái thân này, chỉ cần gồng chút là cơ thể nó sẽ không thông. Thế như vậy là: một, không sợ chết; hai, không phiền hận; ba, không lo lắng, sợ hãi, buồn phiền, bực bội. Hay nói khác hơn là tâm không được dao động khi chúng ta đã bắt đầu nhận cái án tử. Đối với tất cả những cái người mà đã có kết án bình an y rồi thì chúng ta phải vui để mà sống, chứ không phải buồn lê lết cuộc sống còn lại. Nghe nó chán ghê lắm đúng không? Tôi đâu có còn mấy ngày nữa đâu, tiêu rồi. Và tâm lý này của những người già cũng vậy. Người đang đứng tuổi vượt qua tuổi 60 cũng đã rớt vô cái tâm trạng này. Mình cũng biết là mình sống không bao lâu nữa. Nhưng nếu như chúng ta đầy cái lạc quan, chúng ta thấy rằng chúng ta đang có một cái định hướng mới cho cuộc sống của mình, là một định hướng đang tốt, để mỗi một ngày chúng ta sống thêm, là mỗi một ngày chúng ta sẽ khỏe hơn, chúng ta sẽ mạnh hơn, chúng ta sẽ vui tươi hơn, chúng ta sẽ hạnh phúc hơn, và tuổi thọ chúng ta không biết tới chừng nào luôn. Không cần phải tính nữa, quên chuyện tuổi thọ luôn. Mình sống hoài ai hỏi nhiều nữa, tôi sống lâu lắm rồi tôi không biết. Không biết tôi nhiều tuổi, hỏi còn sống nhiêu nữa, tôi sống dữ lắm luôn, tôi cũng không biết tôi sống bao nhiêu nữa. Đúng không? Chúng ta phải thấy rằng là mình quên đi tuổi cũ và không cần tính tuổi mới, nhưng mà sống hoài hoài với cái tâm thái mà luôn luôn rỗng và thân luôn luôn thả lỏng, và cái sự lạc quan yêu đời chúng ta đầy đủ thì gần như không còn bị bế tắc để bệnh tật nữa. Đây là cái điểm chính yếu để có thể hóa giải tất cả những bệnh nan y. Thì quý vị phải làm sao để tâm của mình luôn luôn rỗng? Đúng với cái câu là gì? Điềm đạm rỗng rang thì bệnh nào phát khởi, cơ màu giấy động thì quả phúc liền sanh. Câu này cũng ở trong Nội Kinh Hoàng Đế. Thì như vậy là lúc nào mình cũng bình tĩnh, tâm không bị loạn bởi hoàn cảnh bên ngoài. Bất kỳ chuyện thuận nghịch xảy ra, chúng ta rất là tỉnh, rất là an để chúng ta tiếp nó. Không lo lắng, sợ hãi, không bộp chộp, không bồn chồn, không loạn động. Ở một trong thái lúc nào cũng bình, được gọi là điềm đạm. Và thêm cái là rỗng rang, tức là trong tâm không có vướng bất kỳ cái chuyện thuận nghịch đẹp xấu hay dở của trần gian người nữa. Chậm ra mắt là thấy, thấy xong rồi thôi, mình sẽ thấy cái mới, chứ không phải đem cái cũ ra để uất ức hờn giận phân biệt hơn thua cho chính nó. Thì vậy là trong cái trạng thái mà điềm đạm rỗng rang, yên ổn thanh tịnh thì không có bệnh nào phát khởi. Mà cơ màu giấy động thì quả phúc liền sanh. Để bây giờ động tâm nó sẽ hai hướng. Một là hướng quả sẽ tới với mình, là lo lắng buồn phiền sợ hãi chấp mắt hận thù, thì sao? Quả sẽ tới. Mà quả tới thì gì? Bệnh tật xảy ra, thọ mạng bị đoạn thọ. Còn nếu như bây giờ chúng ta sống bằng cái sự yêu thương, với cái tâm cởi mở rộng lượng, thứ tha, hồn nhiên trong sáng, vô tư, lạc quan, thì phúc sanh. Phúc sanh thì thọ mạng sẽ được kéo dài. Đây là những cái chân lý sống mà chúng ta buộc phải thực hiện cho được nếu chúng ta muốn hưởng cái phúc lạc giữa trần gian này. Chúng tôi phải dùng cái từ là chúng ta tới đây để hưởng phúc, chứ không phải tới đây để trả nghiệp. Nếu chúng ta biết sống thì phúc lạc tràn ngập, còn không biết sống thì tự dùi dập cuộc sống mình trở thành trả nghiệp. Và ai thích học Phật để trả nghiệp? Ai? Luôn luôn những người học Phật nói mình tới đây là vì nghiệp. Tôi hoàn toàn không chấp nhận lý luận này. Tới đây để hưởng phúc,
khúc nào hưởng phúc khúc đó, khúc tôi nghèo tôi hưởng phúc cái kiểu nghèo, khúc tôi giàu tôi hưởng phúc cái kiểu giàu, khúc tôi khó khăn tôi hưởng phúc cái kiểu khó khăn, khúc tôi sung sướng tôi hưởng phúc, khúc sung sướng không có phúc nào không hưởng hết đó. phải tự tin như vậy. Và cuộc sống chúng ta là đang trên cái bước đường thụ hưởng hạnh phúc mà tạo hóa đã ban tặng cho chúng ta. Tạo hóa thương chúng ta lắm, muốn cái gì là có cái đó. Một bà mẹ hiền tạo hóa là tuyệt vời nhất trong tất cả các bà mẹ đó. Thì bây giờ chúng ta, hồi nãy là mới nói sơ về ngủ nghỉ một chút, bây giờ chúng ta sẽ nói một chút về cái chuyện gọi là tĩnh tâm. Đây là điều rất quan trọng cho tất cả chúng ta và nên tập làm. Nếu quý vị biết cách ngồi thiền thì tuyệt vời rồi, còn không biết cách ngồi thiền thì chúng ta được nằm thiền. Và nhất là những người đang bệnh thì chắc chắn là không có biết cái cách ngồi thiền thì chúng ta sẽ nằm. Thì khi mà chúng ta được dùng cái từ là tĩnh tâm, hiểu chưa? Tức là cái đỉnh cao của y học là gì? Là dưỡng sinh. Đỉnh cao của dưỡng sinh là dưỡng tâm. Bây giờ bắt đầu dưỡng tâm rồi, chúng ta phải đạt tới được cái đỉnh cao này. Điều tối kỵ của dưỡng tâm là không được động bất kỳ cái gì trong cơ quan nội tạng của thân lẫn tâm. Một ý niệm nhỏ là chúng ta đã làm cái gì? Đã động. Động không phải là nghỉ dưỡng, đúng không? Thì như vậy là khi mà chúng ta nằm xuống để nghỉ dưỡng thì sáng trưa chiều tối gì cũng được, thì chúng ta phải tập thả lỏng toàn thân của mình, từ tới đỉnh đầu cho hết cái đầu, cho tới thái dương, cho tới cái trán, cho tới cái mắt, cho tới cái ót, cho tới lỗ tai, tới lỗ mũi, tới miệng, tới càm, tới hết cái khuôn mặt của mình, hết cái cho ót của mình, rồi tới cổ trước, cổ sau, tới vai, tới tay, rồi tới ngực, tới lưng, tới bụng, tới mông, tới bàng quang, tới hai cái chân, tới đầu gối, tới tất cả các đầu ngón chân. Chúng ta phải làm sao phải thôi miên để thả lỏng mình ra. Và không được động dù là nhúc nhích đầu ngón tay. Phải tập cho được điều này, một lần không được thì lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư, là chúng ta phải làm sao để cho mình thực sự cảm giác là cái thân này nó đã rã lỏng rồi. Đã lỏng thành nước, mềm mại như nước và chuẩn bị thành khí. Chút thành khí tính sao, nhưng mà trước mắt là phải thành nước. Không thành nước thì không thành khí. Thì bây giờ mình đang co cụm, mình đang có cái thân này nặng này nọ nơi kia, là nếu như mình bắt đầu thả lỏng được rồi thì toàn bộ cái cơ quan chức năng nội tạng cũng như bên ngoài cho tới não bộ chúng ta cũng không được quyền động đậy nữa. Không được quyền động đậy nữa, chúng ta phải thả cho mình được lỏng để mình ngưng động. Không có động ở mức độ tỉnh tuyệt đối. Thế như vậy là khi mà chúng ta đã rớt vào cái tình trạng mà rã lỏng rồi á, thì chúng ta sẽ rớt vào cái tiếp tục là không thấy. Tại vì nó đang rã lỏng, nó không phải là thân, không phải là tâm nữa, thì như vậy là không thấy. Rớt vào tình trạng là không nghe, rớt vào tình trạng là không ngửi, không nếm, không xúc chạm và không suy nghĩ. Thì lúc đó cái khí thở của mình nó sẽ không còn là lỗ mũi nữa. Chúng ta sẽ rớt vào tình trạng này. Đây là cái tình trạng của thiền học. Mấy người đang tu thiền phải biết tới cái chỗ mình đô định này. Thì như vậy là thân chúng ta đã rã lỏng hoàn toàn. Nó là một khối thôi, nó không riêng biệt là mắt tai mũi lưỡi thân ấy nữa. Lúc này cái nhu cầu thở không phải là vào lỗ mũi, mà 84.000 lỗ chân lông chúng ta bắt đầu co giãn để trao đổi khí. Thì cái hơi thở không còn là hơi thở, mà sự trao đổi khí là toàn lỗ chân lông của cơ thể này. Và khi lỗ chân lông mà co giãn rầy á, thì nó sẽ bắt đầu có khả năng đào thải tuyệt vời hơn là lỗ mũi nhiều. Sự trao đổi chất nó sẽ được nâng tầm gấp 1.000 lần với cái hơi thở của mình. Thì là toàn thân của chúng ta vừa hấp thu, vừa thanh lọc, vừa trao đổi để nâng tầm cái tâm mình lên đến một cái độ là hồi nãy nó lỏng, bây giờ nó thành rỗng. Rỗng thì khí, đây là hồi nãy nó nói khí thông thì quyết thuận, đó là cái tầng thấp. Bây giờ khí nó thành không với mình, là cái thân này thành khí, chứ không phải thân này thành cái gì để mình hít thở nữa. Thì lúc đó thân hoàn toàn rỗng và cái nó thông với cái khí bên ngoài. Đây là cảnh giới của thiền định. Khi khí này nó không có còn,
thì thân vô khí thì sẽ vô thân, vô thân thì sẽ vô khí. Mà vô thân vô khí sẽ đạt tới cảnh giới là vô tâm, nó sẽ đạt tới cảnh giới vô ngã. Thì cái nó tới cảnh giới vô ngã rồi thì nó sẽ trở lại cái uy nguyên nguồn cội thanh tịnh của tự tâm. Và một lần như vậy là không còn bất kỳ cái gì để nói về thân tâm này nữa, đừng nói chuyện bệnh nữa. Đây là đạt tới cảnh giới đỉnh cao của y học, đỉnh cao của thiền học, đỉnh cao của đạo học, là đạt tới cảnh giới vô ngã, trở lại trạng thái uyên nguyên nguyên thủy tâm trùm chứa rộng khắp, tới cái bản nguyên thanh tịnh tuyệt đối của chính mình thì không nói chuyện bệnh nữa. Đây là chỗ cần làm của mình, không phải đi tu theo đạo Phật mới làm, mà mọi người đều phải làm nếu muốn mà thụ hưởng phúc lạc giữa trần gian này. Chứ không nói là tôi hết bệnh nữa, cũng cần bàn cái chuyện bệnh nữa. Tôi nói chuyện bệnh là chuyện quá nhỏ. Nếu như chúng ta hiểu được nguyên lý, hiểu được cách làm này, thì kể từ bây giờ ký giữa hư không này một chữ ký là tôi mãi mãi sẽ phúc lạc. Chứ không nói hạnh phúc bình thường giữa trần gian này, không phải là tôi đạt được hạnh phúc nữa, là tại vì cái vũ trụ này tràn ngập cái phúc lạc rồi. Bản nguyên thanh tịnh mình là cảnh giới phúc lạc toàn triệt, cho nên mình sẽ làm cho thân lẫn tâm mình hòa quyện, tan biến trong cảnh giới phúc lạc đó. Thì đó là người có chánh kiến Phật đạo. Không phải chánh kiến Phật đạo, gọi là chánh kiến đủ rồi. Bây giờ chánh kiến này kể cả Phật đạo, kể cả y đạo, kể cả đời sống đời thường, chúng ta phải đủ trí tuệ, đủ cái chánh kiến này để đời sống chúng ta là tràn ngập phúc lạc kể từ bây giờ. Và quý vị nên tin rằng tất cả những cái khả năng để có thể mà đưa chúng ta tới hoàn thiện là chúng ta đã có đủ. Có đủ từ ngàn xưa, nhưng chúng ta không chấp nhận cái sự hoàn thiện của tự tâm thanh tịnh, cho nên chúng ta chấp chặt nhỏ nhen. Vì vậy mà nó sẽ theo cái ách tắc nhỏ nhen của tâm thức. Đúng như cái câu trong kinh Lăng Nghiêm là gì? Tứ đại là Như Lai tàn tâm thanh tịnh bản nhiên trùm khắp pháp giới. Tùy theo nghiệp của mình mà ứng với cái lượng hay biết. Bây giờ mình hay biết tôi đang ung thư thì đó là cái nghiệp của mình. Chứ nếu mình mà hay biết rằng mình là thanh tịnh bản nhiên trùm khắp pháp giới, là toàn chân, toàn thiện, là toàn mỹ, thì không có nói bệnh tật nữa. Và cái từ bệnh tật nó sẽ biến mất nơi tâm thức của chúng ta. Cái từ khổ đau nó sẽ không còn với chúng ta. Thì vậy là nó có nhân quả không? Rất là nhân quả. Nhân thanh tịnh sẽ có cái quả thanh tịnh. Chứ mình kiếm nhân gì vậy? Nhưng mà nhiều người không chịu, nói là tôi hồi xưa tôi làm người kia khổ, rồi bây giờ tôi phải trả cái khổ tôi mới chịu. Vậy mới đúng nhân quả. Như vậy được gọi là trả nghiệp. Kiến giải này là lệch lạc. Tôi xuất nguồn từ bản tâm thanh tịnh mà. Tôi xuất nguồn từ cái hoàn thiện, cái toàn chân, cái toàn mỹ mà. Bây giờ tôi trở về nguồn là điều đúng đắn nhất để không phạm cái tội tông đồ. Còn nếu tôi chấp nhận chuyện nhỏ nhặt trong đời sống, có nghĩa là tôi đang phạm tội tông đồ, thì tôi phải bị nhân quả của cái tội phạm này. Như vậy là một người muốn hoàn toàn đạt tới cái cảnh giới phúc lạc vô biên thì phải đủ cái tâm, đủ cái trí, đủ cái lực này. Không nói tới cái chuyện bệnh nữa, bệnh đang y là không còn bèn, và hoàn toàn không có bệnh đang y. Và đừng bao giờ nghĩ là mình đang bị bệnh đang y. Đừng có bị dính vô cái đó. Chúng ta có đủ tâm lực này hay không là chuyện của mình, đúng không? Nếu chúng ta đủ tâm lực này rồi thì suốt đời này không sợ bệnh. Tại vì đâu có bệnh đâu. Mình vốn dĩ là thanh tịnh, mình vốn dĩ là khang kiện, mình vốn dĩ là mạnh khỏe. Và cái khả năng khang kiện mạnh khỏe đó sẽ được cái tự tánh thanh tịnh mình hoàn thiện cơ thể mình từ lâu mới có ra cái cuộc sống này. Thì vậy là từ những cái sự trục trặc nhỏ trong đời sống, là mình buồn, thương, giận, ghét, phiền, hận gì đó, đó là trục trặc nhỏ để sanh ra cái bệnh này. Thì bây giờ chúng ta không tiếp tục đi theo con đường trục trặc đó, mà chúng ta trở lại cái đại lộ thênh thang thanh tịnh rộng mở của chính bản tâm thanh tịnh chính mình, để mình hoàn thiện thân tâm,
hòa viện và cảnh giới thanh tịnh tuyệt đối để trải nghiệm cái đời sống phúc lạc vô biên. Đó là cái mà chúng ta rất cần trong đời sống này. Thì không còn nói gì bệnh tật nữa, đúng không? Không nói chuyện khổ đau, hãy quên đi những điều này. Vì đó là những điều tôi đã trải nghiệm rồi, qua rồi, không cần nhắc tới, đúng không? Những cái thử thách trong cuộc sống tôi qua hết rồi, những cái đau khổ cũng qua rồi, những cái bài thi mà gọi là khó nhất cũng qua rồi. Bây giờ trở lại bổn nguyên của mình, để có một cái đời sống thực sự phúc lạc, tràn ngập cái hạnh phúc. Nếu nói trần gian là tràn ngập cái hạnh phúc, trí tuệ tỏ thông, thanh tịnh rỗng lặng một cách tuyệt đối. Và đó là điều mà chúng tôi muốn chia sẻ ngày hôm nay. Rất mong toàn thể mọi người đều hòa nhập trở lại bổn nguyên thanh tịnh của mình, để hưởng được phúc lạc vô tận vô biên đang có, đã có và mãi mãi có trong cái vũ trụ này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vỗ tay mà làm được không? Đó là vấn đề. Ai tự thấy mình hết bệnh rồi đưa tay lên thử coi. Làm sao mà chúng ta tự thấy mình là cái người đang hưởng tràn ngập cái phúc lạc kể từ bây giờ. Và không biết là bao nhiêu năm nữa, không cần tính. Đừng nói tôi 70 tuổi, chắc 80 tuổi tôi chết, 100 tuổi không cần bàn cái tuổi nữa, đúng không? Tuổi tôi là ngang với trời đất. Nói rồi đó. Có nghĩa là tôi bây giờ bắt đầu sống với một cái thọ mạng vô tận vô biên, tôi cũng không biết là tôi chết lúc nào. Và với một cái tâm lực rất là rỗng lặng sáng suốt tươi vui. Không, tâm lực đó phải luôn luôn dằn trải trong đời sống này. Chúng ta phải khơi dậy cái nguồn sống đích thực của chính mình ngay từ bây giờ, là cái nguồn tâm thanh tịnh với cái khả năng mãnh liệt để sinh sôi nảy nở sự sống trong vũ trụ này. Chứ không có cái chuyện mà nó cũ, không có chuyện nó hư. Vũ trụ này mỗi lúc mỗi mới, từng khoảnh khắc hiện hữu ở đây là từng khoảnh khắc mới. Chúng ta phải đủ cái tầm để chúng ta có thể tiếp nhận được cái mới từng khoảnh khắc hiện tiền này, để đời sống chúng ta không có một phút lặp lại nữa. Thì như vậy là chúng ta luôn sống trong cái tinh anh rạng ngời vốn có của vũ trụ mênh mông này. Đó là của báo mà Phật Tổ đã trao cho mình, của vũ trụ mênh mông này trao cho mình. Rất mong là quý vị sẽ tận hưởng được cái của báo này. Một lần nữa xin được cúi đầu kính lễ những cái vị mà đang hưởng những phúc lạc vô biên ở trong cái quả vị tối tôn tối thắng nhất. Rồi, thôi vậy chúng ta sẽ kết thúc cái buổi sáng ngày hôm nay. Mong rằng quý vị luôn ở yên trong cảnh giới phúc lạc vô biên vô tận của mình, mãi mãi không có mỗi ngày dừng lại. Mong là quý vị luôn luôn mới, mới mới và mãi mãi mới. Thôi chúng ta nghỉ ha. Thì như vậy là chiều nay chúng ta sẽ học kinh Hoa Nghiêm. Thì như hồi nãy chúng tôi nói là chương trình hàng tháng buổi sáng chúng tôi sẽ nói về sức khỏe và hạnh phúc. Đây là cái đề tài, một mảng đề tài lớn được triển khai trong năm nay. Thì sắp tới chúng ta cũng sẽ nói nhiều, rất là nhiều về những cái nền tảng của y học Đông Phương. Và chỉ có nền tảng này mới cứu tận nguồn, phá tận nguồn tất cả những bệnh tật và khổ đau. Còn những cái ngành học mà ngọn ngành khác chúng ta không muốn bàn. Thì cái việc đó là cái việc của người ta, không phải là việc của mình. Vì mình có con đường đi của mình, và đi làm sao để đạt tới cái đỉnh vinh quang nhất cho cái cuộc sống còn lại của chúng ta. Vì vậy là ở đây sau cái buổi khai pháp này á, thì mỗi Chủ nhật đều đều có học. Và trong các tuần Chủ nhật khác thì sẽ học buổi sáng và buổi chiều kinh Hoa Nghiêm tiếp tục. Và chiều nay thì chúng ta cũng sẽ học kinh Hoa Nghiêm. Chiều nay tiếp tục học kinh Hoa Nghiêm. Và nếu như mà cuối tháng kỳ sau á, mà trong cái sinh hoạt, thì chúng tôi cũng có dự kiến là buổi sáng có thể là
chúng tôi sẽ lý luận về một số cái thấy, cái nhìn vị học tiếp nữa. Và buổi chiều sẽ có những cái tọa đàm, tức là quý vị được quyền thắc mắc những cái câu hỏi liên quan tới sức khỏe của mình. Đừng hỏi dư, hỏi của mình thôi. Thì chúng tôi sẽ có cái cách để có thể trả lời, để có thể giải thích cho quý vị về cái chuyện sức khỏe riêng của mình. Và tốt nhất là có những câu hỏi chung để cho nhiều người có lợi. Và chỉ có một cái thông báo mới là trong đầu năm chúng ta sẽ làm một cái việc phước là in kinh để bố thí. Bản kinh được tái bản lại là bản kinh Di Đà. Trước đây nếu có người nào có đã từng đọc qua thì biết rồi. Cũng như cái lời tựa là chúng tôi muốn tạo cái cầu nối giữa Thiền Tông và Tịnh Độ. Vì vậy chúng tôi mới giảng bản kinh Di Đà này. Tại vì người Thiền Tông sẽ nhìn Tịnh Độ khác, người Tịnh Độ sẽ nhìn Thiền Tông khác. Nhưng mà trong bản kinh này là một trong những cái bản kinh mà tôi hy vọng là sẽ là một hạt cát nhỏ để lấp được cái hố thẳm của Thiền Tông và Tịnh Độ, và sẽ làm cầu nối để mọi người nhìn nhau với cặp mắt hết sức là thông cảm. Thì việc đó đã được trình bày cách đây cũng nhiều năm rồi. Bây giờ tái bản trở lại. Thì dự kiến kỳ này sẽ in 20.000 quyển. Hơi tham đầu năm là làm phước hơi tham. Thì quý vị muốn hùng phước trong cái việc in kinh thì tùy hỷ. Một quyển thì sẽ nhờ in báo là khoảng 19.000 hay gì đó. Một quyển thì 10.000 quyển là khoảng 190 triệu. 20.000 quyển là khoảng 380 triệu. Nhưng mà có người cúng tôi được hơn 160 triệu rồi, tức là gần được 10.000 rồi. Thật ra cái nổi máu tham in thêm 10.000 nữa. Chứ hồi đầu là nghĩ cúng 10.000 thôi. Và nguyên nhân kỳ này in lại là do một vị hòa thượng viện chủ chùa Pháp Vân ở Huế. Không biết là có trong tay hòa thượng hồi lúc nào, nhưng mà chuẩn bị đại giới đàn của Huế là ra hòa thượng phát tâm in 1.000 quyển để cúng đại giới đàn. Cho nên rồi cũng đã chuẩn bị hơn trong năm cho tới giờ phút này, chỉnh chu lại từ cái lời tựa, trang bìa, tất cả mọi thứ bây giờ nó đã hoàn thiện và chuẩn bị in. Thì chắc là chậm lắm là trong khoảng 2 tuần nữa thì chúng ta sẽ có. Thì buổi giảng cuối tháng là cái đạo tràng chúng ta ai có tới dự thì cũng sẽ có được một quyển trong tay. Và nếu như mà chúng ta thấy ở đạo tràng nào cần, tại số lượng 20.000 cũng không có ít, thì quý vị sẽ thông báo đến chúng tôi sẽ gửi, hoặc là quý vị đích thân mang tới để cúng dường các đạo tràng sinh hoạt tu tập ở trong cả nước, chỗ nào cũng được. Và khi mà chúng ta đã in kinh để bố thí rồi thì chúng ta sẽ được cúng tất cả các đạo tràng sinh hoạt. Nhưng chúng tôi nghĩ là bản kinh Di Đà này nó sẽ là một cái kiến giải mà để cho tất cả những người tu Tịnh Độ họ sẽ thấy ra được cái lý luận rất là sâu của cái pháp tu Tịnh Độ. Và lý luận đó nó ngang với thiền học. Chính sự dọa dẫm này, chính sự kết luận cái người mà mình tin tưởng, một điều xấu nhất sẽ xảy ra trong cuộc đời của mình, người đó mình quá tin họ, và niềm tin đã gỡ gắm sai chỗ cho nên nó đánh sập mình. Vì vậy mà các bệnh nan y sẽ chết theo cái lời phán quyết của một cái vị thầy thuốc. Cho nên chúng ta phải phá được cái này á, thay vì kết luận nó là bệnh nan y, là ung thư, thì chúng ta sẽ dùng một cái từ ngữ nào đó khác đi, để khiến người ta đừng có sợ hãi khi biết mình là nan y, biết mình là bệnh khó trị. Nhưng mà thực chất thì cái khả năng quyền diệu của cơ thể mình nó mãnh liệt gấp 1.000 lần so với y thuật. Chúng ta đang nói tới cái tầng y đạo, nó y học nó sẽ đạt tới y đạo là cái tầng cao, chứ không nói y thực và kỹ thuật trị bệnh, không nói tới cái chuyện này, nói tầng thấp rồi không còn bền nữa. Chúng ta bước một bước ở một cái tầng cao về trí tuệ, nếu chúng ta đủ tầm thì chúng ta sẽ có một cái nhìn chín chắn hơn cho cơ thể của mình,
cho cuộc sống của mình, cho cái tâm của mình, để chúng ta hoàn thiện lấy, hoàn bị lấy cái hạnh phúc vô biên vô tận của mình. Mình sẽ tận hưởng được cái phúc lạc đó, cho mình không phải là cái người lắc nhắc đi điều thân, đi đi trị bệnh nữa. Không phải làm cái chuyện nhỏ đó đâu. Nói vậy có vẻ nó quên quen quá đúng không? Nhưng mà đây là một cái sự thật sai lầm của một giai đoạn dài về kiến thức của xã hội. Chúng ta bị một cái sự khiếm khuyết quá lớn trong cái ngành giáo dục về sức khỏe, đời sống và hạnh phúc. Chúng ta không trải qua những cái trường lớp căn bản từ những cái bậc minh triết chỉ dạy chúng ta những cái điều ách yếu này để chúng ta nương cái gốc mà chúng ta sống. Nhưng mà vì chúng ta đã vượt lên cái ngọn cao quá, đẹp quá cái màu ở bên ngoài và biến con người hướng ngoại 100% chứ không bớt phần nào. Và hướng ngoại chừng nào thì mất gốc, bị rỗng, cho nên là không vững. Chúng ta chỉ là những người đeo bám cho sức khỏe của mình chứ không phải đứng vững trên cái nền tảng sức khỏe nữa. Chúng ta đeo bám theo phương tiện máy móc, phương tiện y học, là những cái chùm gửi, sức khỏe mình trở thành cái chùm gửi chứ không phải là cái gốc để mà nuôi sống. Cho nên cái mầm bệnh của chúng ta bị cái tư tưởng sai lầm này dẫn khởi. Chúng ta đang lạc lõng giữa một cái đời sống này với đầy cái sự sợ hãi bệnh tật. Gần như không ai không sợ bệnh đúng không? Bây giờ hỏi lại, trong đây có ai không sợ bệnh không? Chúng ta không thoát khỏi cái này. Thì nếu như chúng ta có niềm tin, cái khả năng quyền diệu của cơ thể mình nó sẽ đủ sức để hoàn thiện, hoàn bị, hoàn mỹ cái sức khỏe của mình, thì mình cần tin ở bên ngoài không? Không. Có sợ bệnh không? Không. Nhưng cái đó đòi hỏi chúng ta phải có một cái kiến thức, và chúng ta phải có cái tâm lực, phải có cái trí lực, và phải có cái định lực. Ba cái lực này phải có để chúng ta không bị rung cây, không sợ bị nhát khỉ nữa bởi những người có một cái hệ thống học thức về y học theo cái kiểu ngọn ngành. Chúng tôi nói là cái hệ thống học thức y học theo kiểu ngọn ngành. Họ làm nhân loại bị xáo trộn, bị mất gốc, mất nền tảng sống và đầy sợ hãi. Nếu y học đem đến sự sợ hãi cho nhân loại thì y học đó không nên tiếp tục tồn tại trong nhân loại. Đạo học đem đến sự bình an, y học cũng phải đem đến sự bình an. Thì đó mới là y đạo chân chính. Phải khai mở được cái trí phán đoán và trực giác theo cái nghĩa của Thiền Sư Nội Sơ Qua nói. Thì khi mà trí phán đoán chúng ta được khai mở, cái trực giác chúng ta được khai mở thì chúng ta sẽ thấy đúng đắn vấn đề hơn, thì chúng ta không bị mắc cái sai lầm. Đây là điều rất cần. Nếu một người lâm trọng bệnh, ở cái tình huống chúng ta đang bệnh, được xem là bắt đầu bệnh nặng đi, những cái bệnh mà được gọi là mãn tính theo cái nghĩa của y học, hoặc là cái bệnh nan y, thì điều cấm kỵ đầu tiên là cái gì? Sợ chết. Ở đây có mấy người nào mà nan y mà không sợ chết không đưa tay lên coi? Đang lãnh án nan y mà không sợ chết. Không sợ chết không có nghĩa là điếc không sợ súng, không có nghĩa này. Nhưng mà không sợ chết là tôi thấy rõ cái nguyên lý khôi phục để tôi không phải sợ cái gì, chứ không phải là điếc không sợ súng. Tôi sống đủ rồi, tôi cũng hưởng đủ rồi, giờ chết cũng được, không có cái chuyện này. Đúng không? Bây giờ sự nghiệp của tôi cũng thành công, con cái của tôi cũng thành đạt, là tôi cũng làm đủ hết tất cả những chuyện ý nghĩa cuộc sống này rồi, có chết cũng không sao. Cái đó là điếc không sợ súng. Người đó là mình không muốn nói. Và đừng bao giờ chúng ta có cái tâm trạng này. Chính tâm trạng đó là tâm trạng chờ chết, chứ không phải là không sợ chết. Vì sao? Vì nếu như một con người cái khí lực họ còn đủ,
trí lực họ còn minh mẫn thì ý chí phấn đấu họ còn mạnh, đúng không? Và ý chí phấn đấu họ còn mạnh thì họ sẽ vượt qua cái khó khăn, và trong cái khó khăn đó là cái khó khăn của bệnh nan y. Nhưng người ý chí rồi bạc nhược rồi, không còn ý chí phấn đấu nữa thì sao? Thì sẽ buông sụi mình. Cho nên ở ngoài miệng có khi nói là mình không có sợ bệnh, nhưng bên trong mình buông, mình thấy trước sau cũng chết mà. Chết có gì đâu mà sợ. Có nghĩa là con đường sống mình không còn nữa. Nên đó là điếc không sợ xuống. Đúng không? Chúng ta không được quyền rớt vô tâm trạng này. Chúng ta phải là cái người có trí tuệ để thấy rõ cái sự thật theo nguyên lý là hồi xưa tôi khỏe, bây giờ bệnh nó mới tới, đúng không? Thì cái điều đầu tiên phải thấy trong 12 định lý của tiên sinh là có một cái định lý là cái gì nó tới được thì nó sẽ đi được. Hiểu đơn giản vậy thôi, bệnh là cái mới tới mà, nó là khách. Tôi rảnh tôi mời anh ở nhà ăn cơm, tôi lâu lâu chơi một chút, tôi cũng rảnh, đi chỗ khác đi. Đó là người không có sợ chết. Cái lúc mình hiểu được vậy mình mới không có sợ chết, là mày tới đây thì mày đi được à. Mà rõ ràng bệnh là khách chứ không phải là chủ, mình là chủ. Hiểu chút vậy thôi là tự mình có thể phủi bệnh ra khỏi cơ thể theo ý của mình. Thì người như vậy mới không sợ chết. Và người đủ cái lòng tin với cái năng lực thanh tịnh vốn có của tự tâm, và năng lực này nó hình thành tất cả sự sống trong vũ trụ này, nó sinh sôi nảy nở tất cả sự sống trong vũ trụ này, nó hoàn thiện tất cả sự sống trong vũ trụ này, thì cái cơ thể này trục trặc nó cũng sẽ hoàn thiện trở lại. Khi chúng ta đủ tự tin này á, thì mới không sợ chết. Không sợ chết nhưng mà không có cái nghĩa là tham sống. Nhưng chúng ta tự tin là tuổi thọ của ta không bị cắt mất khi nghe nói tới chứng bệnh nan y. Đây là điều thứ hai. Tức là lãnh bản án tử hình nhưng mà ta không chết. Không phải vì cái bản án này mà mình bị lệ thuộc nó. Bây giờ cái phán quyết của bác sĩ chưa thể là quan tòa tối cao để phán quyết cái thọ mạng của mình. Mình phải thấy được điều này, cầm bản án tử hình rồi bệnh nan y rồi cái rồi thôi thua rồi, cuộc đời tôi như xong rồi. Và tôi gặp rất là nhiều người trong tâm thái này, đang làm ăn rất là thịnh đạt, công việc làm ăn rất là trôi chảy. Và nếu họ còn làm như vậy thì bản thân họ cũng được lợi, gia đình họ cũng được lợi, dòng họ họ cũng được lợi, là xã hội được lợi. Nhưng mà lãnh bản án tử hình cái buông cái rụp. Không, thầy ơi, tôi bị nan y rồi, không có làm ăn gì nữa, tôi bỏ hết thầy ơi. Tôi hỏi bỏ hết làm gì? Phải trị cho hết bệnh mới được. Thì như vậy là tâm lý của một người hết bệnh và tâm lý của một người không sợ bệnh khác nhau không? Khác nhau hoàn toàn. Khi một người bệnh thì cái chuyện mà họ chỉ còn mong chờ là hết bệnh thôi, thì đó là con người đang đi vào con đường bế tắc. Khi một người mạnh khỏe thì họ sẽ được mơ ước quá trời luôn, đúng không? Được dệt mộng trong tương lai của mình với tất cả những mộng đẹp nhất trong trần gian này mình được quyền dệt. Nhưng mà bệnh cái dệt gì? Tắt hết. Vậy là mình tự... Khi một người mà còn nhiều hy vọng trong tương lai, còn có những cái giấc mộng đẹp, có nghĩa là cái người đang còn có một cái hướng tương lai tốt đẹp, và sự phát triển của tự thân cũng như sự đóng góp lớn của xã hội nhân quần. Nhưng mà khi mình buông hết tất cả những cái hoài vọng, những cái ước muốn đẹp đẽ nhất của mình để mình lo tự thân, có nghĩa là mình ích kỷ, thì sẽ bế tắc hoàn toàn cuộc sống của chúng ta. Tự mình làm bế tắc mình. Trở lại vấn đề mà nói hôm mùng 5, đúng không? Tức là vũ trụ sẽ đáp trả lại tất cả những cái suy nghĩ và ước muốn của chúng ta một cách đầy đủ, không thiếu thốn. Thì bây giờ không phải là tôi ước muốn tôi hết bệnh. Hồi nãy mình nói rồi, ước muốn hết bệnh là chuyện nhỏ nhặt. Cho nên khi mà cầm cái bản mà kết quả bệnh nan y, điều thứ hai là không coi bệnh là đối thủ hơn thua của chính mình, không coi đó là kẻ thù, không coi nó là sự tàn hại chính mình, và không có thái độ đối kháng với chính nó cái đã.
Điều thứ ba, chúng ta quên hoàn toàn chúng ta đang bệnh gì và bệnh nguy hiểm hay không. Ai dám không? Dù là chúng ta đang ung thư, nhưng mà tâm chúng ta không hề có nửa ý niệm xem đó là bệnh nguy hiểm. Không được quyền suy nghĩ tới bệnh nguy hiểm này, và không coi nó là nguy hiểm, mà mình coi nó là hàng khách mới tới thăm mình. Giờ tiếp hay không là chuyện của mình. Nếu mình coi nó là nguy hiểm, nó trở thành đối trọng trong tư tưởng của mình, và đó là một cái bẫy để gài cho mình chết nhanh hơn. Khi chúng ta thấy mình đang bệnh nặng, đó là một cái bẫy. Và khi chúng ta nghe dọa mình chết rồi, mình biết chắc là mình chết rồi, thì phương tiện nào để cứu sống là chúng ta phải làm, đúng không? Bao nhiêu tiền của, bao nhiêu cái gì cần phải làm, cái gì là họ sẽ làm một cách hết máu để sao? Để chuộc lại cái mạng của mình, để vượt qua cái bệnh khó khăn này. Đó là thái độ bấn loạn, chứ không phải là bệnh yên. Cho nên bệnh nặng hơn và tuổi thọ bị rút ngắn hơn. Phải quên thực sự, không coi nó là trọng bệnh. Thấy nó là chuyện bình thường, mặc dù giờ đang có khối u nửa bao tử đi nữa cũng là chuyện bình thường. Nó không quan trọng, nó không phải là bệnh nặng, nó không phải là bệnh giết mình. Và nó là cái người ơn để báo cho mình biết là trong quá trình vừa qua mình đang trục trặc, mình đang đi sai đường. Thì bây giờ cái chuyện sai này cần phải sửa. Tôi thường hay ví dụ với những người bệnh nan y, là lâu nay anh đang đi con đường của anh, đúng không? Nhưng mà tới vực thẳm à, bước một bước nữa là chết á. Đúng rồi. Nhiều người công nhận mình chết, tây y chạy mình rồi, đông y cũng chạy mình rồi. Lý do tại sao là mình đi sai cho tới bờ vực. Thì bây giờ thái độ của chúng ta để không chấp nhận bước một bước cuối cùng là chết, thì chúng ta phải làm sao? Phải bẻ cua. Bẻ cua thì phía trước con đường còn dài, còn đi thẳng là sụp bờ vực chết liền tại chỗ. Thì như vậy là chúng ta phải thay đổi toàn bộ thân tâm của mình theo một cái hướng mới. Đây là nền tảng mà chúng ta phải thấy. Chúng ta phải thấy rõ là chúng ta phải thay đổi. Và thái độ dứt khoát để thay đổi đời sống của mình phải xảy ra khi chúng ta phát hiện rằng mình sai đường trầm trọng quá rồi. Sai đường thôi, đơn giản là tôi sai đường, chứ không phải tôi bệnh nặng, không phải tôi bệnh nan y mà tôi đã sai rồi. Bây giờ thái độ sống của mình là gì? Phải thực sự thấy đó là lỗi lầm, ăn năn không? Đó là vấn đề. Bây giờ mấy người bệnh nan y có thấy mình sai không? Hay là tại cuộc sống, rồi tại tôi không có thời gian chăm sóc sức khỏe, tại vì cái công việc tôi nhiều quá, tại vì tôi phải lo gia đình, tại vì tôi phải lo xã hội, cứ tại riết mà mình đổi thành họ Đỗ. Bệnh nặng là lỗi quá lớn của mình, mà tới giờ phút này mình vẫn tại quá nhiều chuyện luôn á, chứ chưa bao giờ thấy là rõ ràng là tôi có nhiều cái sai trái trong sinh hoạt đời sống, bây giờ cần phải thay đổi. Từ cái ăn, từ cái ngủ, từ cái tư tưởng chúng tôi đã quá lầm lẫn rồi. Bây giờ sinh thành thật mà sám hối. Thì như vậy là thái độ để thay đổi. Sám hối là không đi theo đường cũ nữa, đúng không? Thì những cái tâm thái cũ là gì? Đương nhiên là lo lắng, nó khác với lo âu và sợ hãi. Chúng tôi vẫn tiếp tục lo cuộc sống này. Chúng tôi vẫn tiếp tục lo cho có giữ vững được cái sự nghiệp của mình, chứ không phải là buông xuôi. Và sự nghiệp của tôi tiếp tục được vun đắp để tôi có thể làm cho có lợi nhiều người hơn. Và một người bệnh điều cần nhất là gì? Thấy được cái sự sai lầm là một. Cái thứ hai là gì? Mình sâu nơi tâm của mình đủ cái định tĩnh để thấy ra một cái sự thật là cái sự trục trặc được báo từ cơ thể của mình, thì cái người báo này chính là người ơn của mình, chứ không phải kẻ thù. Đang đau cái răng nhưng mà không phải là kẻ thù của mình. Nên nhớ như vậy. Thì như vậy là
Nếu chúng ta chấp nhận sống xả ly, chúng ta chấp nhận sự bao dung rộng lượng. Không phải là chấp nhận nữa mà bắt đầu mở cái tâm bao dung rộng lượng của chính mình. Để bây giờ mình không còn chấp mắc bất kể chuyện gì xảy ra với cuộc sống này nữa. Ngay cả cái chuyện mà họ lấy hết tiền của mình, và thậm chí họ lấy cái mạng tôi cũng cho luôn nữa, thì người này không bao giờ chết. Dám xả ly không? Họ có thể đến lấy cái mạng bất kể giờ phút nào, nhưng mình cũng không chấp mắt, mình cũng không thù hận, mình cũng không hơn thua, mình cũng không phiền muộn nữa, thì cái chết sẽ không còn xảy ra do cái bệnh nan y nữa. Còn bây giờ do mình chấp thân nặng quá, mình thấy rằng cái thân này nó bệnh rồi, cái thân này nó đau khổ, cái thân này thế này thế nọ, tức là mình, chúng ta đã rớt vào cái sự chấp mắt rồi. Và chính cái tâm chấp mắt này nó sẽ uất kết, sẽ không vỡ những khối u đang có trong người của mình. Thì như vậy có uống thuốc đi nữa với cái tâm chấp mắt thì khối u vẫn còn nguyên, thậm chí nó lớn lên. Cho nên là chúng ta uống thuốc không hết bệnh. Vì vậy cái đầu tiên là chúng ta phải có một cái sự sống gọi là gì? Xả ly, gần như là một sự xả ly. Nhưng mà thể hiện cái sự bao dung, rộng lượng, thứ tha cho được xảy ra nơi tâm của mình, để mình phá vỡ tất cả những cái chấp mắt. Không có cái chuyện lỗi với mình từ xưa tới giờ. Ai có làm mình làm lỗi từ trước tới giờ? Ai có sai phạm với mình từ trước tới giờ? Ai có thù hằn và làm cho mình thù hằn từ trước tới giờ? Ai làm cho mình uất ức từ trước tới giờ? Thì bây giờ là cái đó nó trở thành không với mình cái đã, thì mình mới tháo tâm mình ra được. Còn nếu mình còn buồn ai, còn hận ai, còn ghét ai, còn hơn thua với bất kỳ một ai trong cuộc sống này, thì tâm mình sẽ không mở. Và tâm không mở thì chúng ta sẽ còn uất kết tiếp tục, không bao giờ được khai thông. Tâm chiếm tới 80% của cuộc sống chính mình. Thân này vật chất chỉ có 20% thôi. Cho nên chuyển tâm là chuyển gốc. Thì khi mà chúng ta chuyển tâm để chúng ta thứ tha hết tất cả những gì trong cuộc sống này rồi, thì tâm chúng ta không còn vướng bận tới cái chuyện hơn thua nữa. Đúng không? Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là chúng ta phải thể hiện được cái tâm yêu thương cuộc sống này, chứ không phải thương cái thân không. Thương cái thân không là ích kỷ, nhưng mà yêu thương được cuộc sống này thì cái tâm chúng ta mới mở ra được. Chúng ta quá yêu cuộc sống này đi, quá yêu cuộc đời này, cho nên chúng ta dùng cái từ là đắng cay cuộc đời đủ để yêu thương. Dù nó là đắng cay, chúng ta phải yêu thương cho được với đủ cái tâm, đủ cái tình cảm thương yêu quý mến nhất của mình. Ở đây không phải nói là tưởng tượng để yêu, mà là một cái sự quý mến, trân trọng với tất cả những cái tâm thành nhất của mình đối với cuộc sống này, với đầy cái lòng tri ân của cuộc sống này. Chúng ta đã được ban phát cho một cái sự sống lâu nay, và chúng ta đã được tạo hóa cho mình gần như không thiếu thốn bất kỳ điều gì mà chúng ta chưa từng mở lòng để tri ân, thì chúng ta là người gì? Phạm một cái tội tổ tông. Rõ ràng giờ chúng ta ngồi đang hít thở là đúng không? Đang mượn, đang dai. Mà có bao giờ mình sáng sớm mình hít hơi thở, cái mình chắp tay mình xá với tất cả cái lòng tri ân sâu sắc nhất của mình về không khí đã cung cấp đời sống cho mình chưa? Chưa có một lần như vậy. Thì bây giờ bắt đầu chúng ta mở tâm mở trí để chúng ta cảm ơn tất cả những cái đang có ở đây. Vũ trụ đã ban phát chúng ta quá đủ rồi. Chúng ta là cái người mà được nhiều vũ trụ mà nắng nót rồi xây dựng tô đắp vẽ rồi để chúng ta hoàn thiện như thế này. Thì dù chúng ta như thế nào, chúng ta cũng phải thể hiện, phải cảm khái sâu sắc nhất cái lòng tri ân của mình đối với đời sống đang có. Dù là tôi đang có cái chân rưỡi, hai chân nữa, trái tim nữa, bao tử gì đó, cũng là một cái sự sống mà tạo hóa đang ban cho mình. Dù bao tử tôi nó không có rỗng, bây giờ khối u nó gần đầy rồi. Dù là cơn đau đang xảy ra, có ai bao giờ đang đau ôm cái bụng mình cảm ơn cơn đau chưa? Chưa từng.
mà nó làm cho mình đau, nó làm cho mình sợ, nó làm cho mình lo, nó làm cho mình uất ức. Và chính mình khởi những cái này, khởi tâm đối kháng, chính là không phải là cái người thể hiện lòng tri ân. Cho nên chúng ta thử đi, thử một lần, và nó trở thành một cái lý sống thật của mình về lòng tri ân. Thuận hoặc là nghịch đến với mình, sướng hoặc là khổ đến với mình, đủ lòng tri ân đi, thì không còn bất kỳ cái gì vướng mắc nơi thân của chúng ta. Những khối u tự động tan biến, những cái uất kết trong cơ thể tự động tan biến. Do đó cái lòng bao dung và sự tri ân là một điều rất lớn và cần thiết. Và chúng ta, nếu ai đã từng đọc cái quyển được dịch sang tiếng Việt là Ai là người biết trước, nói về nước, có đọc cái này chưa? Tức là hai cuộc thí nghiệm của hai nhà bác học của Nhật, họ lấy từ cái nước dơ, đầu tiên là họ lấy chai nước bình thường, hai cái chai nước họ dán là tao yêu mày, chai niên kia là tao ghét mày. Chỉ cần dán cái chữ vô đó thôi, xong rồi họ đem hai chai nước này đưa vào tủ để đông. Sau khi đông thành đá rồi, họ bắt đầu họ chụp hình cái tinh thể của hai chai này để coi nó như thế nào. Thì như vậy là cái chai mà tao ghét mày, tao giết mày đó, là nó trở thành một cái phân tử méo mó. Còn cái chai mà dán cái chữ là tao yêu mày thì cái phân tử lục giác rất là đẹp. Và rất là nhiều cái cuộc thí nghiệm, từ cái chỗ mà hơn thua giữa chợ lấy nước nó khác, rồi cái chỗ bình yên của chùa chiền thì phân tử nước nó khác, nước dơ thì phân tử nó đang méo mó như vậy, qua một cái thời tụng kinh, qua một cái câu niệm Phật, qua một tiếng chuông, phân tử nó được biến khác. Thì cái rung động não bộ của mình là cái gì? Nó là một cái dư chấn để ảnh hưởng toàn bộ tế bào khắp cơ thể của mình, từ tế bào cứng, xương cho tới tế bào lỏng là nước. Những phân tử nước này đều được nhận tín hiệu gì? Nếu như những phân tử nước này liên tục được nhận tín hiệu yêu thương, thì tất cả những phân tử đang có trong cơ thể mình liền biến thành những cái tinh thể hoàn thiện. Và đây là điểm mà trị bệnh tốt nhất. Tất cả tinh thể đều hoàn thiện thì bệnh tật không bao giờ xảy ra, chỉ trừ là tinh thể chúng ta bị méo mó do tâm hận thù, lo lắng, sợ hãi, uất ức, phiền hận. Nó làm cho tất cả cái nước trong cơ thể chúng ta đều bị biến thể và không còn bảo toàn năng lượng vốn có của chính nó nữa. Do đó nó hấp thu loạn để trở thành rối loạn nước trong cơ thể chúng ta thành bệnh. Thì cái tâm yêu thương là điều cần đối với bệnh nan y. Nếu như mở mắt ra trong một ngày sớm mà không thể hiện trọn vẹn cái tâm yêu thương là mình tự giết hại mình. Cái điều cấm kỵ nhất là buổi sáng sinh bực bội. Bực bội thôi, tôi chưa nói tới cái chuyện sâu hơn. Mình chỉ cần có một thái độ bực bội khó chịu thôi là tự mình bóp méo toàn bộ cái gì đang có của mình. Bây giờ chúng ta nói một chút đến cái câu xuân sinh hạ trưởng thu thâu đông tàn của Nội Kinh Hoàng Đế. Nếu mà ai chiêm nghiệm và thấu tận điều này thì cuộc sống tuyệt vời, không bao giờ bệnh tật mà luôn sống trong phúc lạc. Bây giờ là xuân, không nói tới cái mùa xuân của một năm nữa mà nói mùa xuân của một ngày. Theo cái tính của Đông Phương, giờ dần giờ mẹo là mùa xuân. Giống như tháng dần tháng mẹo của mình đang có nè, là mùa xuân. Cho tới tháng thiền thình cũng vẫn còn xuân. Tỵ ngọ mùi là qua mùa hè. Thân dậu tuất là qua mùa thu. Thế như vậy là giờ hợi, giờ tí, giờ sửu và đồng. Thì giờ dần giờ mẹo là từ giờ dần là từ 3 giờ cho tới 5 giờ sáng. Giờ này theo Nội Kinh Hoàng Đế là cái khí của mình, khí quyện cơ thể của mình nó trương nở,
tháng dần tháng mẹo là mùa xuân này, cái khí quyển của quả địa cầu nó trương nở đến mức độ tận cùng, làm cho tất cả những cái sinh linh đang sống trong cái quả địa cầu này nó bắt đầu nó đâm chồi nảy lọc, xinh tươi, và làm cho tâm con người nó cũng sao, cũng mở mang tươi vui trong mùa xuân này hơn các mùa khác. Thì tại sao giờ dần giờ mẹo mình không mở tâm ra để yêu thương, không có bao dung, không có rộng lượng, không thứ tha, là chúng ta đã sống sai. Nếu chúng ta sống phù hợp với mùa xuân là buổi sáng thức dậy mình cũng miệng mận cười giùm cả, để thể hiện một cái tâm thái tươi vui cởi mở của mình trong mùa xuân của một ngày. Tức là chúng ta xin những cái gì? Xin những cái mầm sống mới với đầy những cái hoa tươi của tâm hồn, những cái mầm sống mới với đầy một cái nhựa sống tràn ngập cái tình yêu thương và lòng từ bi. Buổi sáng không làm được điều này là chúng ta đã sai rồi. Đừng nói mùa xuân, nói đó là xa. Bây giờ chúng ta đang nói tới mùa xuân của một ngày. Hạ trưởng có nghĩa là gì? Là trưởng thành, là cứng cỏi. Thì vậy là buổi sáng với cái tâm tươi vui này, với cái tâm thái rộng mở thứ tha này, với cái tình cảm tràn ngập lòng yêu thương cuộc sống này, nó sẽ được hình thành bằng tất cả những hành động mình làm trong mùa hè. Là mình bắt đầu nói lời lợi ích nè, hành động lợi ích nè, suy nghĩ lợi ích, gọi là sinh trưởng. Và những cái đó thành hành động, tức là hoạt động cơ bắp. Chúng ta phải làm, chúng ta phải đi, chúng ta phải nói. Nhưng mà làm đi nói bằng cái gì? Bằng cái xuân sinh với đầy sự tươi vui cởi mở kia kìa. Tại vì là bữa trưa này chúng ta hành động, chúng ta suy nghĩ, chúng ta làm tất cả những cái việc theo cái chiều trưởng thành của cái ý niệm tươi vui cởi mở yêu thương của buổi sáng. Và chúng ta bắt đầu hoạt động, chúng ta làm việc nặng theo đúng nghĩa là những công việc mà nặng, công việc cơ bắp, là phải được thực hiện trong buổi sáng cho tới mùa hè là thị. Cành trúc báo bình an, rớt xuống nước được cứu. Sư tỷ Trần Thường Nga là một người rất thú vị, rất từ bi trong làng lão liên hữu chúng tôi. Bà đã có con cháu đầy nhà, ở đường Đốc Hành, trung tâm thành phố. Hiện đã 78 tuổi, nhưng tai mắt vẫn tinh tường, trí nhớ rất tốt. Cho nên từ hồi trẻ đã học biết phân các loài cỏ thuốc. Mọi thứ cỏ thuốc nào trị bệnh gì, bà đều nhớ rất rõ ràng. Có một lần tôi hỏi bà: "Sư tỷ, bà lại Phật thành khẩn như thế, không biết là đã từng được cảm ứng chưa?" Bà ta nói rất nhiều. Thế là bắt đầu kể việc cảm ứng niệm Phật của chính bà đã trải qua. Sư tỷ Thường Nga nói: "Khoảng 18 năm trước, lúc tôi ở Ôn Nhật đã quy y Tam Bảo, sớm tối rất thành kính lại Phật. Có một hôm ngủ trưa, chiêm bao thấy một thiếu nữ mặc đồ trắng, tay cầm cành trúc dài khoảng 4 thước, thước tàu. Hai đầu dùng vải đỏ bịt lại, rất là đẹp. Thiếu nữ áo trắng nói: "Tuổi thọ đã đến rồi, cầm cành trúc này cho bà trị bệnh đó." Nói xong liền biến mất. Đến khi tôi thức dậy, cảnh trong chiêm bao vẫn cứ như trước mắt. Liền nói với con dâu việc trong mộng, con dâu cũng ngơ ngác không biết gì. Đến hơn 5 giờ chiều, đứa cháu nội nói với tôi là ông bác nhà kế bên bị cảm nặng, muốn bà nội tìm cỏ thuốc cho ông ta uống. Tôi liền lấy một cái giỏ đi tìm cỏ thuốc. Nửa đường gặp một thằng nhỏ, nó nói: "Bà ơi, phía trước có một con chó dữ hay cắn người ta, bà nên đề phòng." Tôi liền thuận tay bẻ một cành trúc bên đường, rồi nói với thằng nhỏ: "Cảm ơn cháu, bà đã có cành trúc này, chó đến không có sợ." Thực tình con chó nó sợ cành trúc, ngay cả không dám sủa một tiếng. Đợi đến lúc tôi tìm cỏ thuốc đủ rồi, ở bên con rạch, bỗng có một đứa một đồng dắt một con bò bụng rất to. Lúc con bò đó đi đến gần tôi, đột nhiên nó hất đầu một cái làm cho tôi ngã nhào, lộn mình té vào trong con rạch, nước sâu hơn một trượng. Lúc đó trong tâm tôi tự nghĩ nhất định không còn sống được, vì nước sâu hơn trượng chảy mạnh, chân đạp không tới đáy. Lúc thân nổi lên, giỏ thuốc đã bị nước cuốn đi, nhưng cành trúc vẫn còn nắm cứng không buông.
tôi lại không biết bơi, thành ra cứ uống nước ồng ọc. Trong lúc nghìn cân treo sợi tóc, chú bé Mục Đồng rất thông minh, liền lớn tiếng kêu: "Bà ơi, cành trúc nắm trong tay bà, đưa qua bên này đi, con kéo bà lên." Tôi nghe xong, liền đưa cành trúc qua cho Mục Đồng, hai tay nắm chặt lấy. Chú Mục Đồng cũng rất cố sức, cũng hai tay nắm chặt lấy cành trúc, từ từ kéo tôi lên, cuối cùng cứu được tôi lên bờ. Người ta nhìn thấy y phục tôi ướt sũng hết, thật giống như con gà mắc nước, đều khen tôi có phước. Nghe nói tại chỗ đó người ta rớt xuống đều bị nước cuốn đi, không có người nào được cứu, đã có mấy chục người chết ở nơi đó. Tôi mới nhớ lại giấc mộng kỳ diệu, cành trúc và thiếu nữ bạch y cho tôi thấy trong mộng, cùng với cành trúc bẻ bên đường dài như nhau, chỉ là trúc ở nhân gian không có đẹp như thế. Trên đây là truyện linh cảm đã từng trải qua do sư tỷ Thường Nga thuật lại. Tôi liền khen ngợi bà ta có duyên với Phật A-di-đà. Phật A-di-đà lại có tên là Vô Lượng Thọ. Đức Quan Âm Đại Sĩ hóa làm thiếu nữ bạch y nói với bà: "Tuổi thọ đã đến, tặng bà cành trúc này cho bà trị bệnh." Cành trúc trong mộng vốn là điều tốt đẹp nhất, nên nói là điềm tốt, trúc báo bình an. Đây là lòng từ bi của Đức Đại Y Vương Vô Lượng Thọ Phật vì cứu trị tai họa cho bà, khiến cho bà khỏi được oan hồn trong nước. Cành trúc này chính là điềm báo trước cho bà được bình an, có thể thấy được Phật Pháp vô biên, không thể nghĩ bàn. Bước qua mùa đông là tàn ẩn. Tàn ẩn có nghĩa là tích chứa, là phải dừng lại tất cả hoạt động của cơ bắp. Thì mùa đông là giờ nào? Giờ Hợi, giờ Tý. Thì bắt đầu từ cái giờ Tuất là từ 7 giờ tới 9 giờ. Giờ Hợi là bắt đầu từ 9 giờ tới 11 giờ. Giờ này nếu chúng ta còn hoạt động cơ bắp là chúng ta đang phá mình, làm nghịch khí, làm đảo lộn chân khí, làm cho cơ thể nó không đi theo cái chiều thuận của sinh, sinh hạ trưởng thu thâu đông tàn. Và giờ này mà còn hoạt động là kể như hư hết. Do đó từ 9 giờ là rớt cho mùa đông thì phải ngủ. Nói vậy có một số công việc họ không phù hợp thì cái đó là do cái phước mình thôi, nhưng mà đây mình đang lý luận theo cái kiểu sinh hoạt của một ngày thì sẽ có ra sinh hoạt của một mùa, sẽ có ra sinh hoạt của một năm. Và chúng ta bắt đầu từ cái nền tảng lý luận này, tới mùa đông là phải sao? Tàn ẩn, là phải dừng tất cả những hoạt động của cơ bắp, phải để cho cơ thể nghỉ ngơi. Ai mà tới 9 giờ trở lên mà còn tập thể dục là một điều bậy bạ nhất luôn á. Có những cái chỗ tập thể dục tôi thấy mở từ 12 giờ khuya, giết người, chứ không có đem lại sức khỏe đâu. Tập thể dục 8 giờ rưỡi đóng cửa, không có được qua tới 9 giờ nữa, để người ta bắt đầu nghỉ cơ bắp cho tới 9 giờ là phải nghỉ ngơi hoàn toàn, không được hoạt động nữa. Mùa đông là phải nghỉ. Như vậy là sau khi chúng ta nghỉ, tức là chúng ta tàn, theo cái nghĩa là tàn ẩn, là tích chứa cái nội lực để chuẩn bị qua tới giờ dần giờ mẹo là chúng ta bắt đầu động lại. Thì giờ dần giờ mẹo chúng ta động lại, tức là can khí bắt đầu động từ từ. Thì lúc đó là chúng ta phải thức, và can khí động theo cái chiều cởi mở rộng lượng, theo chiều chấp trước bệnh tật, là sẽ qua cái mùa hè chúng ta sẽ bị bệnh tim. Nó giống như cái mùa này, nếu mùa đông mà chúng ta không nghỉ ngơi đúng giờ thì nó sẽ bị ảnh hưởng qua mùa xuân, chúng ta sẽ đau gan. Nếu tới rồi tính thêm mùa, thì cái mùa đông chúng ta không nghỉ, tức là giờ nghỉ đông mà chúng ta không nghỉ mà chúng ta bị thức thì sẽ ảnh hưởng tới gan của chúng ta. Cho nên buổi sáng thức dậy là cái gan chúng ta, một là nó bị tắc khí, hai là nó bị mất khí, ở hai cái nguy hiểm hết. Khí nó thông là khác, khí nó vượng là khác, khí nó tản là khác. Chúng ta phải thấy được điều này. Bây giờ cái nền tảng mà để trị bệnh là kinh mạch của mình nó phải thông. Ví dụ như một người mà kinh mạch thông nhưng mà thiếu khí thì họ cũng bị mỏi, bị đau trong cơ thể. Lý do tại sao?
khí không đủ để khí hóa thực phẩm. Do đó nó biến thành một cái loại năng lượng mà nó đi trong cơ thể của mình, những cái chỗ rộng á, chỗ thông thì nó đi dễ dàng, nhưng mà chỗ hẹp và chỗ tắc nó sẽ dừng lại, nó qua không được, cho nên chúng ta bị đau ở vùng đó. Và bệnh này một là massage, hai là bấm huyệt, thứ ba là uống cái gì thuốc là nó thông, là nó hết nhẹ lắm, dễ dàng. Nhưng mà khi kinh mạch lạc mình nó không thông, không thông thì khí nó bị tắc, hoặc là khí nó bị mất đi, chúng ta bị mất khí. Mà khí mất á thì hoàn toàn cái chuyện mà tiêu hóa không còn nữa. Ví dụ như bây giờ cái khí của can nó bị mất, cái khí của can nó buổi sáng á là nó đang động, nếu nó động không tốt nó sẽ bị biến hóa mất luôn. Và khi nó biến hóa mất thì nó bị khô kiệt, bị bế tắc, bị mỏi mệt, bị giả dự buổi sáng chúng ta thức dậy làm không nổi, biết là cái khí chúng ta bị hao tổn. Khi can khí nó bị hao tổn nhiều, buộc nó phải đòi cái gì? Nước để tưới tẩm. Thì thận thủy sẽ bị hao đi. Thận thủy hao đi nó sẽ bị kiệt thận, thì nó trở lên hồi nãy là thủy nó không đủ để thăng. Nhưng mà khi thận thủy, thủy với mộc, thủy với mộc nó trương sanh, nhưng mà thủy với lại cái gì? Thổ tương khắc. Thì khi can khí, can cũng là mộc, thì nó khắc khổ. Khi khí quá nó không đủ thì nó sẽ làm cho là dịch mật không có tiết xuống để tiêu hóa, làm cho chúng ta khó tiêu hóa. Thì vậy là nó ảnh hưởng tới tỳ vị là thổ, và tỳ vị thì nó là thổ, nó sanh kim. Và khi tỳ vị nó không tiêu, nó tắc khí thì nó sẽ không sanh khí cho cái thằng kim, tức là thằng phổi, và khỏi đào. Thì xuất phát từ cái gì? Từ tâm động. Tâm động thì khí động, khí động thì lục mạch động, không? Lục mạch động thì ngũ tạng sôi trào, sẽ ảnh hưởng toàn bộ cơ thể. Đó là nguyên lý của bệnh tật. Bây giờ nếu đi đường tắt thì trở lại là bình tâm, là mọi chuyện yên, không cần thuốc men. Và chúng ta phải thấy chuyện tâm bình là chuyện tối quan trọng của cuộc đời mình. Cái gì mình cũng có thể có, sự nghiệp có, danh vọng có, tiền tài có, vật chất có, ăn uống ngủ nghỉ chúng ta có hết. Nhưng có một cái chúng ta không có là tâm chúng ta chưa bình, đúng không? Ở đây cũng có rất là nhiều người có quyền, có tiền, có của, có đủ thứ rồi đó. Chúng ta muốn cái gì được cái đó, nhưng mà có một cái muốn không bao giờ được cả đời là tâm bình. Và nếu như tâm chúng ta không bình thì dù sự nghiệp chúng ta có tới trời đi nữa cũng chẳng có giá trị gì đâu. Chúng ta nên thấy lại điều này. Đây là cách nhìn của y học. Chúng ta chưa có đụng tới tôn giáo, vì y học này là cái cần của mọi người. Tôn giáo có khi người theo người không theo. Thế vậy là khi mà cái tâm chúng ta nó nhược, ý gì chúng ta không còn dũng mãnh nữa, cái tâm nó nhược, yếu đi, gọi là tâm yếu. Tâm chúng ta nó suy, tinh thần chúng ta không vững vàng. Tâm nhược thì kéo theo gì? Khí sẽ suy. Khí suy do tâm nhược cho nên ngoại tà tấn công. Vì khí chúng ta suy á thì cái cơ thể, cái sức khỏe chúng ta nó sẽ không còn khang kiện. Tâm bình thì sức khỏe khang kiện, và cái khí sắc chúng ta bình ổn á, cái thần thái á, chúng ta an nhàn á, thì kháng thể được nâng cao, không có ngoại tà xâm nhập. Nhưng mà khi tâm nó suy thì khí nó sao? Nó nhược. Khí nó nhược nó dẫn theo cái thể chất chúng ta phải cho suy kiệt, kháng thể bị hao tổn, không còn đủ, ngoại tà thừa cơ xâm nhập. Cho nên một cái bệnh cảm thôi, nếu một người mà khí lực tốt, bị trúng gió nghe rúng người, nghe ớn ớn sống gì đó, họ bình tâm một chút cái họ hết. Cái người kia nghe ớn lạnh cái bắt đầu chạy kiếm thuốc xong liền. Hai người khác nhau à.
Cái bà kéo thuốc xong chưa chắc bà khỏe, mà cái người này ngồi bình tâm chút họ khỏe là tâm họ mạnh lên, khí họ vững, thần họ an, kháng thể trỗi dậy. Cho nên cái người bị nan y, điều tối kỵ là không được gì, không được để cái tâm chúng ta bị suy yếu. Thôi hết rồi, đời mình tàn rồi, còn gì nữa đâu, đúng không? Tức là tâm đã hoàn toàn rớt xuống hố sâu chứ không còn suy kiệt nữa, không có được quyền suy nghĩ xấu, không được quyền suy nghĩ quẩn, không được quyền suy nghĩ bế tắc. Tất cả những cái không được này là không được xảy ra đối với không phải là người bệnh nan y, mà cuộc sống của chúng ta hiện tại, người chưa bệnh nan y cũng không được quyền có cái tâm thái suy kiệt này. Đối với chúng tôi đó là tâm thái suy kiệt. Những cái lo lắng sợ hãi là tâm thái suy kiệt, những cái bồn chồn bất an là tâm thái suy kiệt, những cái sợ hãi là tâm thái suy kiệt. Tất cả những cái điều này nó sẽ làm bại hoại kháng thể vốn có của chính mình, và ngoại tà có thể xâm nhập bất kể giờ phút nào. Nhưng mà chúng ta suy kiệt đến mức độ mà bế tắc á, hồi nãy mình nói rồi, khí chúng ta mà không thông thì huyết sẽ tắc, mà không thông huyết tắc thì sẽ bị sao? Bắt đầu hình thành khối u. Nguyên nhân từ tâm bệnh mới thành ác bệnh của cái này. Thì chúng ta đang nói những cái tâm mà không cần có trong cái giai đoạn mà chúng ta đang bị bệnh nặng. Vì là tâm tái suy kiệt là không có. Thì như vậy là một cái người bệnh nan y muốn hết bệnh nhanh thì phải có cái tâm gì? Dụng từ lạc quan ở đây nó nghe nó lãng xẹt đúng không? Nhưng mà không lạc quan thì không hết bệnh. Chúng ta không có được quyền có cái tâm bi quan khi mà chúng ta nhận được cái bản án tử hình là nạn ơi. Đây là cái điều cần, rất cần. Lạc quan, yêu đời, thì cuộc sống như mình nói là vũ trụ này sẽ trả lại cho tất cả chúng ta, sẽ đem lại tất cả những cái ước muốn của mình. Bây giờ mình quá yêu cuộc sống này rồi thì cuộc sống sẽ đem sự sống lại cho mình. Nhưng mà tôi chán rồi thì sao? Nó sẽ đem cái chán trường tiếp tục cho mình xài. Càng lúc càng chán nhiều, chán cho tới hết muốn sống luôn, thì mình không thể sống được. Mình đang rất là phấn khích giữa cuộc đời này, đang rất là yêu mến, yêu quý cái cuộc đời này, với tràn ngập cái sinh lực từ sáng sớm cho tới chiều tối. Mà nói một câu như vậy đó, thì không có bệnh nào còn tồn tại hết. Cái gì mình cũng chán. Chán là bế tắc, là làm cho khí nó bị động, khí nó bị tù, khí nó bị tắc, huyết nó bị tắc thì sẽ sanh bệnh. Tất cả những cái đau nhất của chúng ta là do khí không thông. Khí không thông thì huyết tắc, thì lưu thông huyết mạch không còn như cái tâm thái bình thường. Bây giờ là cái yếu điểm của cái việc này là gì? Phải thả được cho cái tâm rộng, phải thả được cho cái thân này lỏng, lỏng như nước. Nước thì chỗ nào cũng lưu thông đúng không? Ống vuông nó chảy theo vuông, ống tròn nó chảy theo tròn, khúc quanh nó chảy theo khúc quanh, khúc thẳng nó chảy theo khúc thẳng, rộng nó chảy theo rộng, hẹp nó chảy theo hẹp. Thì thân này cũng phải mềm mại như nước. Đó là ách yếu của cái việc trị bệnh. Nếu mà bây giờ mình cứng, mình gồng cái thân này, chỉ cần gồng chút là cơ thể nó sẽ không thông. Thế như vậy là một, không sợ chết; hai, không phiền hận; ba, không lo lắng sợ hãi buồn phiền bực bội. Hay nói khác hơn là tâm không được dao động khi chúng ta đã bắt đầu nhận cái án tử. Đối với tất cả những cái người mà đã có kết án bệnh nan y rồi thì chúng ta phải vui để mà sống, chứ không phải buồn lê lết cuộc sống còn lại. Nghe nó chán ghê lắm đúng không? Tôi đâu có còn mấy ngày nữa đâu, tiêu rồi. Và tâm lý này của những người già cũng vậy, người đang đứng tuổi vượt qua tuổi 60 cũng đã rớt vô cái tâm trạng này.
mình cũng biết là mình sống không bao lâu nữa. Nhưng nếu như chúng ta đầy cái lạc quan, chúng ta thấy rằng chúng ta đang có một cái định hướng mới cho cuộc sống của mình, là một định hướng đang tốt, để mỗi một ngày chúng ta sống thêm, là mỗi một ngày chúng ta sẽ khỏe hơn, chúng ta sẽ mạnh hơn, chúng ta sẽ vui tươi hơn, chúng ta sẽ hạnh phúc hơn, và tuổi thọ chúng ta không biết tới chừng nào luôn, không cần phải tính nữa, quên chuyện tuổi thọ luôn. Mình sống hoài ai hỏi bao nhiêu nữa, tôi sống lâu lắm rồi tôi không biết, không biết tôi nhiều tuổi, hỏi còn sống nhiêu nữa, tôi sống dữ lắm luôn, tôi cũng không biết tôi sống bao nhiêu nữa. Đúng không? Chúng ta phải thấy rằng là mình quên đi tuổi cũ và không cần tính tuổi mới, nhưng mà sống hoài hoài với cái tâm thái mà luôn luôn rỗng và thân luôn luôn thả lỏng, và cái sự lạc quan yêu đời chúng ta đầy đủ, thì gần như không còn bị bế tắc để bệnh tật nữa. Đây là cái điểm chính yếu để có thể hóa giải tất cả những bệnh nan y. Thì quý vị phải làm sao để tâm của mình luôn luôn rỗng, đúng với cái câu là gì? Điềm đạm rỗng rang thì bệnh nào phát khởi, cơ màu giấy động thì quả phúc liền sanh. Câu này cũng ở trong Nội Kinh Hoằng Đế. Thì như vậy là lúc nào mình cũng bình tĩnh, tâm không bị loạn bởi hoàn cảnh bên ngoài. Bất kỳ chuyện thuận nghịch xảy ra, chúng ta rất là tỉnh, rất là an để chúng ta tiếp nó. Không lo lắng, sợ hãi, không bộp chộp, không bồn chồn, không loạn động. Ở một trong thái lúc nào cũng bình, được gọi là điềm đạm. Và thêm cái là rỗng rang, tức là trong tâm không có vướng bất kỳ cái chuyện thuận nghịch đẹp xấu hay dở của trần gian người nữa. Chậm ra mắt là thấy, thấy xong rồi thôi, mình sẽ thấy cái mới, chứ không phải đem cái cũ ra để uất ức hờn giận phân biệt hơn thua cho chính nó. Thì vậy là trong cái trạng thái mà điềm đạm rỗng rang, yên ổn thanh tịnh thì không có bệnh nào phát khởi. Mà cơ mồi giấy động thì quả phúc liền sanh. Để bây giờ động tâm nó sẽ hai hướng, một là hướng quả sẽ tới cho mình, là lo lắng buồn phiền sợ hãi chấp mắt hận thù thì sao, quả sẽ tới. Mà quả tới thì gì? Bệnh tật xảy ra, thọ mạng bị đoạn thọ. Còn nếu như bây giờ chúng ta sống bằng cái sự yêu thương, với cái tâm cởi mở rộng lượng, thứ tha, hồn nhiên trong sáng, vô tư lạc quan, thì phúc sanh. Phúc sanh thì thọ mạng sẽ được kéo dài. Đây là những cái chân lý sống mà chúng ta buộc phải thực hiện cho được, nếu chúng ta muốn hưởng cái phúc lạc giữa trần gian này. Chúng tôi phải dùng cái từ là chúng ta tới đây để hưởng phúc, chứ không phải tới đây để trả nghiệp. Nếu chúng ta biết sống thì phúc lạc tràn ngập, còn không biết sống thì tự dùi dập cuộc sống mình trở thành trả nghiệp. Và ai thích học Phật để trả nghiệp? Ai? Luôn luôn những người học Phật nói mình tới đây là vì nghiệp. Tôi hoàn toàn không chấp nhận lý luận này. Tới đây để hưởng phúc. Khúc nào hưởng phúc? Khúc đó, khúc tôi nghèo tôi hưởng phúc cái kiểu nghèo, khúc tôi giàu tôi hưởng phúc cái kiểu giàu, khúc tôi khó khăn tôi hưởng phúc cái kiểu khó khăn, khúc tôi sung sướng tôi hưởng phúc, khúc sung sướng, không có phúc nào không hưởng hết đó. phải tự tin như vậy. Và cuộc sống chúng ta là đang trên cái bước đường thụ hưởng hạnh phúc mà tạo hóa đã ban tặng cho chúng ta. Tạo hóa thương chúng ta lắm, muốn cái gì là có cái đó. Một bà mẹ hiền tạo hóa là tuyệt vời nhất trong tất cả các bà mẹ đó. Thì bây giờ chúng ta, hồi nãy là mới nói sơ về ngủ nghỉ một chút, bây giờ chúng ta sẽ nói một chút về cái chuyện gọi là tĩnh tâm. Đây là điều rất quan trọng cho tất cả chúng ta và nên tập làm. Nếu quý vị biết cách ngồi thiền thì tuyệt vời rồi, còn không biết cách ngồi thiền thì chúng ta được nằm thiền. Và nhất là những người đang bệnh thì chắc chắn là không có biết cái cách ngồi thiền thì chúng ta sẽ nằm. Thì khi mà chúng ta được dùng cái từ là tĩnh tâm, hiểu chưa? Tức là cái đỉnh cao của y học là gì? Là dưỡng sinh. Đỉnh cao của dưỡng sinh là dưỡng tâm. Bây giờ bắt đầu dưỡng tâm rồi, chúng ta phải đạt tới được cái đỉnh cao này. Điều tối kỵ của dưỡng tâm là không được động bất kỳ cái gì trong cơ quan nội tạng của thân lẫn tâm. Một ý niệm nhỏ là chúng ta đã làm cái gì? Đã động. Động không phải là nghỉ dưỡng, đúng không?
Thì như vậy là khi mà chúng ta nằm xuống để nghỉ dưỡng thì sáng trưa chiều tối gì cũng được, thì chúng ta phải tập thả lỏng toàn thân của mình, từ tới đỉnh đầu cho hết cái đầu, cho tới thái dương, cho tới cái trán, cho tới cái mắt, cho tới cái ót, cho tới lỗ tai, tới lỗ mũi, tới miệng, tới càm, tới hết cái khuôn mặt của mình, hết cái cho ót của mình, rồi tới cổ trước, cổ sau, tới vai, tới tay, rồi tới ngực, tới lưng, tới bụng, tới mông, tới bàng quang, tới hai cái chân, tới đầu gối, tới tất cả các đầu ngón chân. Chúng ta phải làm sao phải thôi miên để thả lỏng mình ra, và không được động dù là nhúc nhích đầu ngón tay. Phải tập cho được điều này, một lần không được thì lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư, là chúng ta phải làm sao để cho mình thực sự cảm giác là cái thân này nó đã rã lỏng à, rã lỏng thành nước, mềm mại như nước, và chuẩn bị thành khí. Chút thành khí tính sao, nhưng mà trước mắt là phải thành nước, không thành nước thì không thành khí. Thì bây giờ mình đang co cụm, mình đang có cái thân này nặng này nọ nơi kia, là nếu như mình bắt đầu thả lỏng được rồi thì toàn bộ cái cơ quan chức năng nội tạng cũng như bên ngoài, cho tới não bộ, chúng ta cũng không được quyền động đậy nữa, không được quyền động đậy nữa. Chúng ta phải thả cho mình được lỏng để mình ngưng động, không có động, ở mức độ tỉnh tuyệt đối. Thế như vậy là khi mà chúng ta đã rớt vào cái tình trạng mà rã lỏng rồi á, thì chúng ta sẽ rớt vào cái tiếp tục là không thấy. Tại vì nó đang rã lỏng, nó không phải là thân, không phải là tâm nữa, thì như là không thấy. Rớt vào tình trạng là không nghe, rớt vào tình trạng là không ngửi, không nếm, không xúc chạm và không suy nghĩ. Thì lúc đó cái khí thở của mình nó sẽ không còn là lỗ mũi nữa. Chúng ta sẽ rớt vào tình trạng này. Đây là cái tình trạng của thiền học. Mấy người đang tu thiền phải biết tới cái chỗ mình đô định này. Thì như vậy là thân chúng ta đã rã lỏng hoàn toàn, nó là một khối thôi, nó không riêng biệt là mắt tai mũi lưỡi thân ấy nữa. Lúc này cái nhu cầu thở không phải là vào lỗ mũi, mà 84.000 lỗ chân lông chúng ta bắt đầu co giãn để trao đổi khí. Thì cái hơi thở không còn là hơi thở, mà sự trao đổi khí là toàn lỗ chân lông của cơ thể này. Và khi lỗ chân lông mà co giãn rầy á, thì nó sẽ bắt đầu có khả năng đào thải tuyệt vời hơn là lỗ mũi nhiều. Sự trao đổi chất nó sẽ được nâng tầm gấp 1.000 lần với cái hơi thở của mình. Thì là toàn thân của chúng ta vừa hấp thu, vừa thanh lọc, vừa trao đổi để nâng tầm cái tâm mình lên đến một cái độ là hồi nãy nó lỏng, bây giờ nó thành rỗng. Rỗng thì khí, đây là hồi nãy nó nói khí thông thì quyết thuận, đó là cái tầng thấp. Bây giờ khí nó thành không với mình, là cái thân này thành khí, chứ không phải thân này thành cái gì để mình hít thở nữa. Thì lúc đó thân hoàn toàn rỗng và cái nó thông với cái khí bên ngoài. Đây là cảnh giới của thiền định. Khi khí này nó không có còn, thì thân vô khí thì sẽ vô thân, vô thân thì sẽ vô khí. Mà vô thân vô khí sẽ đạt tới cảnh giới là vô tâm, nó sẽ đạt tới cảnh giới vô ngã. Thì cái nó tới cảnh giới vô ngã rồi thì nó sẽ trở lại cái uy nguyên nguồn cội thanh tịnh của tự tâm. Và một lần như vậy là không còn bất kỳ cái gì để nói về thân tâm này nữa, đừng nói chuyện bệnh nữa. Đây là đạt tới cảnh giới đỉnh cao của y học, đỉnh cao của thiền học, đỉnh cao của đạo học, là đạt tới cảnh giới vô ngã, trở lại trạng thái uyên nguyên nguyên thủy, tâm trùm chứa rộng khắp, tới cái bản nguyên thanh tịnh tuyệt đối của chính mình thì không nói chuyện bệnh nữa. Đây là chỗ cần làm của mình, không phải đi tu theo đạo Phật mới làm, mà mọi người đều phải làm nếu muốn mà thụ hưởng phúc lạc giữa trần gian này. Chứ không nói là tôi hết bệnh nữa, cũng cần bàn cái chuyện bệnh nữa. Tôi nói chuyện bệnh là chuyện quá nhỏ. Nếu như chúng ta hiểu được nguyên lý, hiểu được cách làm này, thì kể từ bây giờ ký giữa hư không này một chữ ký là tôi mãi mãi sẽ phúc lạc. Chứ không nói hạnh phúc bình thường giữa trần gian này. Không phải là tôi đạt được hạnh phúc nữa, là tại vì cái vũ trụ này tràn ngập cái phúc lạc rồi. Bản nguyên thanh tịnh mình là cảnh giới phúc lạc toàn triệt.
Cho nên mình sẽ làm cho thân lẫn tâm mình hòa quyện, tan biến trong cảnh giới phúc lạc đó, thì đó là người có chánh kiến Phật đạo. Không phải chánh kiến Phật đạo, gọi là chánh kiến đủ rồi. Bây giờ chánh kiến này kể cả Phật đạo, kể cả y đạo, kể cả đời sống đời thường, chúng ta phải đủ trí tuệ, đủ cái chánh kiến này để đời sống chúng ta là tràn ngập phúc lạc kể từ bây giờ. Và quý vị nên tin rằng tất cả những khả năng để có thể mà đưa chúng ta tới hoàn thiện là chúng ta đã có đủ. Có đủ từ ngàn xưa, nhưng chúng ta không chấp nhận cái sự hoàn thiện của tự tâm thanh tịnh, cho nên chúng ta chấp chặt nhỏ nhen. Vì vậy mà nó sẽ theo cái ách tắc nhỏ nhen của tâm thức. Đúng như cái câu trong Kinh Lăng Nghiêm là gì? Tứ đại là Như Lai tàn tâm thanh tịnh bản nhiên trùm khắp pháp giới. Tùy theo nghiệp của mình mà ứng với cái lượng hay biết. Bây giờ mình hay biết tôi đang ung thư thì đó là cái nghiệp của mình. Chứ nếu mình mà hay biết rằng mình là thanh tịnh bản nhiên trùm khắp pháp giới, là toàn chân, toàn thiện, là toàn mỹ, thì không có nói bệnh tật nữa. Và cái từ bệnh tật nó sẽ biến mất nơi tâm thức của chúng ta. Cái từ khổ đau nó sẽ không còn với chúng ta. Thì vậy là nó có nhân quả không? Rất là nhân quả. Nhân thanh tịnh sẽ có cái quả thanh tịnh. Chứ mình kiếm nhân gì vậy? Nhưng mà nhiều người không chịu, nói là tôi hồi xưa tôi làm người kia khổ, thì bây giờ tôi phải trả cái khổ tôi mới chịu. Vậy mới đúng nhân quả. Như vậy được gọi là trả nghiệp. Kiến giải này là lệch lạc. Tôi xuất nguồn từ bản tâm thanh tịnh mà. Tôi xuất nguồn từ cái hoàn thiện, cái toàn chân, cái toàn mỹ mà. Bây giờ tôi trở về nguồn là điều đúng đắn nhất để không phạm cái tội tông đồ. Còn nếu tôi chấp nhận chuyện nhỏ nhặt trong đời sống, có nghĩa là tôi đang phạm tội tông đồ, thì tôi phải bị nhân quả của cái tội phạm này. Như vậy là một người muốn hoàn toàn đạt tới cái cảnh giới phúc lạc vô biên thì phải đủ cái tâm, đủ cái trí, đủ cái lực này. Không nói tới cái chuyện bệnh nữa, bệnh đang y là không còn bèn, và hoàn toàn không có bệnh đang y. Và đừng bao giờ nghĩ là mình đang bị bệnh đang y. Đừng có bị dính vô cái đó. Chúng ta có đủ tâm lực này hay không là chuyện của mình, đúng không? Nếu chúng ta đủ tâm lực này rồi thì suốt đời này không sợ bệnh. Tại vì đâu có bệnh đâu. Mình vốn dĩ là thanh tịnh, mình vốn dĩ là khang kiện, mình vốn dĩ là mạnh khỏe. Và cái khả năng khang kiện mạnh khỏe đó sẽ được cái tự tánh thanh tịnh mình hoàn thiện cơ thể mình từ lâu mới có ra cái cuộc sống này. Thì vậy là từ những cái sự trục trặc nhỏ trong đời sống, là mình buồn thương giận ghét phiền hận gì đó, đó là trục trặc nhỏ để sanh ra cái bệnh này. Thì bây giờ chúng ta không tiếp tục đi theo con đường trục trặc đó, mà chúng ta trở lại cái đại lộ thênh thang thanh tịnh rộng mở của chính bản tâm thanh tịnh chính mình, để mình hoàn thiện thân tâm, hòa viện vào cảnh giới thanh tịnh tuyệt đối, để trải nghiệm cái đời sống phúc lạc vô biên. Đó là cái mà chúng ta rất cần trong đời sống này. Thì không còn nói gì bệnh tật nữa, đúng không? Không nói chuyện khổ đau, hãy quên đi những điều này. Vì đó là những điều tôi đã trải nghiệm rồi, qua rồi, không cần nhắc tới. Đúng không? Những cái thử thách trong cuộc sống tôi qua hết rồi, những cái đau khổ cũng qua rồi, những cái bài thi mà gọi là khó nhất cũng qua rồi. Bây giờ trở lại bổn nguyên của mình, để có một cái đời sống thực sự phúc lạc, tràn ngập cái hạnh phúc. Nếu nói trần gian là tràn ngập cái hạnh phúc, trí tuệ tỏ thông, thanh tịnh rỗng lặng một cách tuyệt đối. Và đó là điều mà chúng tôi muốn chia sẻ ngày hôm nay. Rất mong toàn thể mọi người đều hòa nhập trở lại bổn nguyên thanh tịnh của mình, để hưởng được phúc lạc vô tận vô biên đang có, đã có và mãi mãi có trong cái vũ trụ này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vỗ tay mà làm được không? Đó là vấn đề. Ai tự thấy mình hết bệnh rồi đưa tay lên thử coi. Làm sao mà chúng ta tự thấy mình là cái người đang hưởng tràn ngập cái phúc lạc
kể từ bây giờ. Và không biết là bao nhiêu năm nữa, không cần tính, đừng nói tôi 70 tuổi, chắc 80 tuổi tôi chết, 100 tuổi không cần bàn cái tuổi nữa, đúng không? Tuổi tôi là ngang với trời đất. Nói rồi đó. Có nghĩa là tôi bây giờ bắt đầu sống với một cái thọ mạng vô tận vô biên, tôi cũng không biết là tôi chết lúc nào. Và với một cái tâm lực rất là rỗng lặng sáng suốt, tươi vui. Tâm lực đó phải luôn luôn dằn trải trong đời sống này. Chúng ta phải khơi dậy cái nguồn sống đích thực của chính mình ngay từ bây giờ, là cái nguồn tâm thanh tịnh với cái khả năng mãnh liệt để sinh sôi nảy nở sự sống trong vũ trụ này, chứ không có cái chuyện mà nó cũ, không có chuyện nó hư. Vũ trụ này mỗi lúc mỗi mới, từng khoảnh khắc hiện hữu ở đây là từng khoảnh khắc mới. Chúng ta phải đủ cái tầm để chúng ta có thể tiếp nhận được cái mới từng khoảnh khắc hiện tiền này, để đời sống chúng ta không có một phút lặp lại nữa. Thì như vậy là chúng ta luôn sống trong cái tinh anh rạng ngời vốn có của vũ trụ mênh mông này. Đó là của báo mà Phật Tổ đã trao cho mình, của vũ trụ mênh mông này trao cho mình. Rất mong là quý vị sẽ tận hưởng được cái của báo này. Một lần nữa xin được cúi đầu kính lễ những cái vị mà đang hưởng những phúc lạc vô biên ở trong cái quả vị tối tôn tối thắng nhất. Rồi, thôi vậy chúng ta sẽ kết thúc cái buổi sáng ngày hôm nay. Mong rằng quý vị luôn ở yên trong cảnh giới phúc lạc vô biên vô tận của mình, mãi mãi không có một ngày dừng lại. Mong là quý vị luôn luôn mới, mới mới và mãi mãi mới. Thôi chúng ta nghỉ ha. Thì như vậy là chiều nay chúng ta sẽ học kinh Hoa Nghiêm. Thì như hồi nãy chúng tôi nói là chương trình hàng tháng buổi sáng chúng tôi sẽ nói về sức khỏe và hạnh phúc. Đây là cái đề tài, một mảng đề tài lớn được triển khai trong năm nay. Thì sắp tới chúng ta cũng sẽ nói nhiều, rất là nhiều về những cái nền tảng của y học Đông Phương. Và chỉ có nền tảng này mới cứu tận nguồn, phá tận nguồn tất cả những bệnh tật và khổ đau. Còn những cái ngành học mà ngọn ngành khác chúng ta không muốn bàn. Thì cái việc đó là cái việc của người ta, không phải là việc của mình. Vì mình có con đường đi của mình, và đi làm sao để đạt tới cái đỉnh vinh quang nhất cho cái cuộc sống còn lại của chúng ta. Vì vậy là ở đây sau cái buổi khai pháp này á, thì mỗi Chủ nhật đều có học. Và trong các tuần Chủ nhật khác thì sẽ học buổi sáng và buổi chiều kinh Hoa Nghiêm tiếp tục. Và chiều nay thì chúng ta cũng sẽ học kinh Hoa Nghiêm. Chiều nay tiếp tục học kinh Hoa Nghiêm. Và nếu như mà cuối tháng kỳ sau á, mà trong cái sinh hoạt, thì chúng tôi cũng có dự kiến là buổi sáng có thể là chúng tôi sẽ lý luận về một số cái thấy cái nhìn vị học tiếp nữa. Và buổi chiều sẽ có những cái tọa đàm, tức là quý vị được quyền thắc mắc những cái câu hỏi liên quan tới sức khỏe của mình. Đừng hỏi dư, hỏi của mình thôi. Thì chúng tôi sẽ có cái cách để có thể trả lời, để có thể giải thích cho quý vị về cái chuyện sức khỏe riêng của mình. Và tốt nhất là có những câu hỏi chung để cho nhiều người có lợi. Và chỉ có một cái thông báo mới là trong đầu năm chúng ta sẽ làm một cái việc phước là in kinh để bố thí. Bản kinh được tái bản lại là bản kinh Di Đà. Trước đây nếu có người nào có đã từng đọc qua thì biết rồi. Cũng như cái lời tựa là chúng tôi muốn tạo cái cầu nối giữa Thiền Tông và Tịnh Độ. Vì vậy chúng tôi mới giảng cái bản kinh Di Đà này. Tại vì người Thiền Tông sẽ nhìn Tịnh Độ khác, người Tịnh Độ sẽ nhìn Thiền Tông khác. Nhưng mà trong bản kinh này là một trong những cái bản kinh mà tôi hy vọng là sẽ là một hạt cát nhỏ để lấp được cái hố thẩm của Thiền Tông và Tịnh Độ, và sẽ làm cầu nối để mọi người nhìn nhau với cặp mắt hết sức là thông cảm. Thì việc đó đã được trình bày cách đây cũng nhiều năm rồi. Bây giờ tái bản trở lại. Thì dự kiến kỳ này sẽ in 20.000 quyển. Hơi tham đầu năm là làm phước hơi tham. Thì quý vị muốn hùng phước trong cái
Việc in kinh thì tùy hỷ. Một quyển thì sao nhà in báo là khoảng mười mấy, 19.000 hay gì đó một quyển. Thì 10.000 quyển là khoảng 190 triệu, 20.000 quyển là khoảng 380 triệu. Nhưng mà có người cúng tôi được hơn 160 triệu rồi, tức là gần được 10.000 rồi. Thật ra cái nổi máu tham in thêm 10.000 nữa. Chứ hồi đầu là nghĩ cúng 10.000 thôi. Và nguyên nhân kỳ này in lại là do một vị hòa thượng viện chủ chùa Pháp Vân ở Huế. Không biết là có trong tay hòa thượng hồi lúc nào, nhưng mà chuẩn bị đại giới đàn của Huế là ra hòa thượng phát tâm in 1.000 quyển để cúng đại giới đàn. Cho nên rồi cũng đã chuẩn bị hầm trong năm cho tới giờ phút này, chỉnh chu lại từ cái lời tựa, trang bìa, tất cả mọi thứ bây giờ nó đã hoàn thiện và chuẩn bị in. Thì chắc là chậm lắm là trong khoảng 2 tuần nữa thì chúng ta sẽ có. Thì buổi giảng cuối tháng là cái đạo tràng chúng ta ai có tới dự thì cũng sẽ có được một quyển trong tay. Và nếu như mà chúng ta thấy ở đạo tràng nào cần, tại số lượng 20.000 cũng không có ít, thì quý vị sẽ thông báo đến chúng tôi sẽ gửi, hoặc là quý vị đích thân mang tới để cúng dường các đạo tràng sinh hoạt tu tập ở trong cả nước, chỗ nào cũng được. Và khi mà chúng ta đã in kinh để bố thí rồi thì chúng ta sẽ được cúng tất cả các đạo tràng sinh hoạt. Nhưng mà chúng tôi nghĩ là bản kinh Di Đà này nó sẽ là một cái kiến giải mà để cho tất cả những người tu tịnh độ họ sẽ thấy ra được cái lý luận rất là sâu của cái pháp tu tịnh độ. Và lý luận đó nó ngang với thiền học. Chính sự dọa dẫm này, chính sự kết luận cái người mà mình tin tưởng, một điều xấu nhất sẽ xảy ra trong cuộc đời của mình, người đó mình quá tin họ, và niềm tin đã gỡ gắm sai chỗ cho nên nó đánh sập mình. Vì vậy mà các bệnh nan y sẽ chết theo cái lời phán quyết của một cái vị thầy thuốc. Cho nên chúng ta phải phá được cái này á, thay vì kết luận nó là bệnh nan y, là ung thư, thì chúng ta sẽ dùng một cái từ ngữ nào đó khác đi, để khiến người ta đừng có sợ hãi khi biết mình là nan y, biết mình là bệnh khó trị. Nhưng mà thực chất thì cái khả năng quyền diệu của cơ thể mình nó mãnh liệt gấp 1.000 lần so với y thuật. Chúng ta đang nói tới cái tầng y đạo, nó y học nó sẽ đạt tới y đạo là cái tầng cao, chứ không nói y thực và kỹ thuật trị bệnh, không nói tới cái chuyện này, nói tầng thấp rồi không còn bền nữa. Chúng ta bước một bước ở một cái tầng cao về trí tuệ, nếu chúng ta đủ tầm thì chúng ta sẽ có một cái nhìn chín chắn hơn cho cơ thể của mình, cho cuộc sống của mình, cho cái tâm của mình, để chúng ta hoàn thiện lấy, hoàn bị lấy cái hạnh phúc vô biên vô tận của mình. Mình sẽ tận hưởng được cái phúc lạc đó, chứ mình không phải là cái người lắc nhắc đi điều thân, đi trị bệnh nữa. Không phải làm cái chuyện nhỏ đó đâu. Nói vậy có vẻ nó quên quen quá đúng không? Nhưng mà đây là một cái sự thật sai lầm của một giai đoạn dài về kiến thức của xã hội. Chúng ta bị một cái sự khiếm khuyết quá lớn trong cái ngành giáo dục về sức khỏe, đời sống và hạnh phúc. Chúng ta không trải qua những cái trường lớp căn bản từ những cái bậc minh triết chỉ dạy chúng ta những cái điều ách yếu này để chúng ta nương cái gốc mà chúng ta sống. Nhưng mà vì chúng ta đã vượt lên cái ngọn cao quá, đẹp quá cái màu ở bên ngoài, và biến con người hướng ngoại 100% chứ không bớt phần nào. Và hướng ngoại chừng nào thì mất gốc, bị rỗng, cho nên là không vững. Chúng ta chỉ là những người đeo bám cho sức khỏe của mình, chứ không phải đứng vững trên cái nền tảng sức khỏe nữa. Chúng ta đeo bám theo phương tiện máy móc, phương tiện y học, là những cái chùm gửi, sức khỏe mình trở thành cái chùm gửi chứ không phải là cái gốc để mà nuôi sống. Cho nên cái mầm bệnh của chúng ta bị cái tư tưởng sai lầm này dẫn khởi.
Chúng ta đang lạc lõng giữa một cái đời sống này với đầy cái sự sợ hãi bệnh tật, gần như không ai không sợ bệnh, đúng không? Bây giờ hỏi lại, trong đây có ai không sợ bệnh không? Chúng ta không thoát khỏi cái này. Thì nếu như chúng ta có niềm tin, cái khả năng quyền diệu của cơ thể mình, nó sẽ đủ sức để hoàn thiện, hoàn bị, hoàn mỹ cái sức khỏe của mình, thì mình cần tin ở bên ngoài không? Không. Có sợ bệnh không? Không. Nhưng cái đó đòi hỏi chúng ta phải có một cái kiến thức, và chúng ta phải có cái tâm lực, phải có cái trí lực, và phải có cái định lực. Ba cái lực này phải có, để chúng ta không bị rung cây, không sợ bị nhát khỉ nữa. Bởi những người có một cái hệ thống học thức vị học theo cái kiểu ngọn ngành, chúng tôi nói là cái hệ thống học thức y học theo kiểu ngọn ngành, họ làm nhân loại bị xáo trộn, bị mất gốc, mất nền tảng sống và đầy sợ hãi. Nếu y học đem đến sự sợ hãi cho nhân loại thì y học đó không nên tiếp tục tồn tại trong nhân loại. Đạo học đem đến sự bình an, y học cũng phải đem đến sự bình an, thì đó mới là y đạo chân chính. Phải khai mở được cái trí phán đoán và trực giác theo cái nghĩa của Thiền Sư Nội Trợ Hòa nói. Thì khi mà trí phán đoán chúng ta được khai mở, cái trực giác chúng ta được khai mở, thì chúng ta sẽ thấy đúng đắn vấn đề hơn, thì chúng ta không bị mắc cái sai lầm. Đây là điều rất cần. Nếu một người lâm trọng bệnh, ở cái tình huống chúng ta đang bệnh, được xem là bắt đầu bệnh nặng đi, những cái bệnh mà được gọi là mãn tính theo cái nghĩa của y học, hoặc là cái bệnh nan y, thì điều cấm kỵ đầu tiên là cái gì? Sợ chết. Ở đây có mấy người nào mà nan y mà không sợ chết không, đưa tay lên coi. Đang lãnh án nan y mà không sợ chết. Không sợ chết không có nghĩa là điếc không sợ súng. Không có nghĩa này. Nhưng mà không sợ chết là tôi thấy rõ cái nguyên lý khôi phục, để tôi không phải sợ cái gì, chứ không phải là điếc không sợ súng. À, tôi sống đủ rồi, tôi cũng hưởng đủ rồi, giờ chết cũng được, không có cái chuyện này. Đúng không? Bây giờ sự nghiệp của tôi cũng thành công, con cái của tôi cũng thành đạt, là tôi cũng làm đủ hết tất cả những chuyện ý nghĩa cuộc sống này rồi, có chết cũng không sao. Cái đó là điếc không sợ súng. Người đó là mình không muốn nói. Và đừng bao giờ chúng ta có cái tâm trạng này. Chính tâm trạng đó là tâm trạng chờ chết, chứ không phải là không sợ chết. Vì sao? Vì nếu như một con người cái khí lực họ còn đủ, trí lực họ còn minh mẫn, thì ý chí phấn đấu họ còn mạnh, đúng không? Và ý chí phấn đấu họ còn mạnh thì họ sẽ vượt qua cái khó khăn. Và trong cái khó khăn đó là cái khó khăn của bệnh nan y. Nhưng người ý chí nó bạc nhược rồi, không còn ý chí phấn đấu nữa, thì sao? Thì sẽ buông sụi mình. Cho nên ở ngoài miệng có khi nói là mình không có sợ bệnh, nhưng bên trong mình buông, mình thấy trước sau cũng chết mà. Chết có gì đâu mà sợ. Có nghĩa là con đường sống mình không còn nữa. Đó là điếc không sợ súng. Đúng không? Chúng ta không được quyền rớt vào tâm trạng này. Chúng ta phải là cái người có trí tuệ để thấy rõ cái sự thật theo nguyên lý là hồi xưa tôi khỏe, bây giờ bệnh nó mới tới, đúng không? Thì cái điều đầu tiên phải thấy trong 12 định lý của tiên sinh là có một cái định lý là cái gì nó tới được thì nó sẽ đi được. Hiểu đơn giản vậy thôi, bệnh là cái mới tới mà, nó là khách. Tôi rảnh tôi mời anh ở nhà ăn cơm, tôi lâu lâu chơi chút, tôi cũng rảnh, đi chỗ khác đi. Đó là người không có sợ chết. Cái lúc mình hiểu được vậy mà mới không có sợ chết, là mày tới đây thì mày đi được à. Mà rõ ràng bệnh là khách chứ không phải là chủ, mình là chủ. Hiểu chút vậy thôi là tự mình có thể phủi bệnh ra khỏi cơ thể theo ý của mình, thì người như vậy mới không có sợ chết. Và người đủ cái lòng tin với cái năng lực thanh tịnh vốn có của tự tâm, và năng lực này nó hình thành tất cả sự sống trong vũ trụ này,
nó sinh sôi nảy nở tất cả sự sống trong vũ trụ này, nó hoàn thiện tất cả sự sống trong vũ trụ này, thì cái cơ thể này trục trặc nó cũng sẽ hoàn thiện trở lại. Khi chúng ta đủ tự tin này á, thì mới không sợ chết. Không sợ chết, nhưng mà không có cái nghĩa là tham sống. Nhưng chúng ta tự tin là tuổi thọ của ta không bị cắt mất khi nghe nói tới chứng bệnh nan y. Đây là điều thứ hai. Tức là lãnh bản án tử hình nhưng mà ta không chết. Không phải vì cái bản án này mà mình bị lệ thuộc nó. Bây giờ cái phán quyết của bác sĩ chưa thể là quan tòa tối cao để phán quyết cái thọ mạng của mình. Mình phải thấy được điều này, cái cầm bản án tử hình rồi bệnh nan y rồi cái rồi thôi thua rồi, cuộc đời tôi như xong rồi. Và tôi gặp rất là nhiều người trong tâm thái này, đang làm ăn rất là thịnh đạt, công việc làm ăn rất là trôi chảy. Và nếu họ còn làm như vậy thì bản thân họ cũng được lợi, gia đình họ cũng được lợi, dòng họ họ cũng được lợi, là xã hội được lợi. Nhưng mà lãnh bản án tử hình cái buông cái rụp. Không, thầy ơi, tôi bị nan y rồi, không có làm ăn gì nữa, tôi bỏ hết thầy ơi. Tôi hỏi bỏ hết làm gì? Phải trị cho hết bệnh mới được. Thì như vậy là tâm lý của một người hết bệnh và tâm lý của một người không sợ bệnh khác nhau không? Khác nhau hoàn toàn. Khi một người bệnh thì cái chuyện mà họ chỉ còn mong chờ là hết bệnh thôi, thì đó là con người đang đi vào con đường bế tắc. Khi một người mạnh khỏe thì họ sẽ được mơ ước quá trời luôn, đúng không? Được dệt mộng trong tương lai của mình, với tất cả những mộng đẹp nhất trong trần gian này mình được quyền dệt. Nhưng mà bệnh cái dệt gì? Tắt hết. Vậy là mình tự... Khi một người mà còn nhiều hy vọng trong tương lai, còn có những cái giấc mộng đẹp, có nghĩa là cái người đang còn có một cái hướng tương lai tốt đẹp, và sự phát triển của tự thân cũng như sự đóng góp lớn của xã hội nhân quần. Nhưng mà khi mình buông hết tất cả những cái hoài vọng, những cái ước muốn đẹp đẽ nhất của mình để mình lo tự thân, có nghĩa là mình ích kỷ, thì sẽ bế tắc hoàn toàn cuộc sống của chúng ta. Tự mình làm bế tắc mình. Trở lại vấn đề mà nói hôm mùng 5, đúng không? Tức là vũ trụ sẽ đáp trả lại tất cả những cái suy nghĩ và ước muốn của chúng ta một cách đầy đủ, không thiếu thốn. Thì bây giờ không phải là tôi ước muốn tôi hết bệnh. Hồi nãy mà nói rồi, ước muốn hết bệnh là chuyện nhỏ nhặt. Cho nên khi mà cầm cái bản mà kết quả bệnh nan y, điều thứ hai là không coi bệnh là đối thủ hơn thua của chính mình, không coi đó là kẻ thù, không coi nó là sự tàn hại chính mình, và không có thái độ đối kháng với chính nó cái đã. Điều thứ ba, chúng ta quên hoàn toàn chúng ta đang bệnh gì, và bệnh nguy hiểm hay không, ai dám không? Dù là chúng ta đang ung thư, nhưng mà tâm chúng ta không hề có nửa ý niệm xem đó là bệnh nguy hiểm. Không được quyền suy nghĩ tới bệnh nguy hiểm này, và không coi nó là nguy hiểm, mà mình coi nó là hàng khách mới tới thăm mình. Giờ tiếp hay không là chuyện của mình. Nếu mình coi nó là nguy hiểm, nó trở thành đối trọng trong tư tưởng của mình, và đó là một cái bẫy để gài cho mình chết nhanh hơn. Khi chúng ta thấy mình đang bệnh nặng, đó là một cái bẫy. Và khi chúng ta nghe dọa mình chết rồi, mình biết chắc là mình chết rồi, thì phương tiện nào để cứu sống là chúng ta phải làm, đúng không? Bao nhiêu tiền của, bao nhiêu cái gì cần phải làm, cái gì là họ sẽ làm một cách hết máu để sao? Để chuộc lại cái mạng của mình, để vượt qua cái bệnh khó khăn này. Đó là thái độ bấn loạn, chứ không phải là bệnh yên. Cho nên bệnh nặng hơn và tuổi thọ bị rút ngắn hơn. Phải quên thực sự, không coi nó là trọng bệnh. Thấy nó là chuyện bình thường, mặc dù giờ đang có khối u nửa bao tử đi nữa cũng là chuyện bình thường. Nó không quan trọng, nó không phải là bệnh nặng, nó không phải là bệnh giết mình. Và nó là cái người ơn để báo cho mình biết là trong quá trình vừa qua mình đang trục trặc, mình đang đi sai đường. Thì bây giờ cái chuyện
sai này cần phải sửa. Tôi thường hay ví dụ với những người bệnh nan y là lâu nay anh đang đi con đường của anh, đúng không? Nhưng mà tới vực thẳm à, bước một bước nữa là chết á. Đúng rồi. Nhiều người công nhận mình chết, tây y chạy mình rồi, đông y cũng chạy mình rồi. Lý do tại sao là mình đi sai cho tới bờ vực. Thì bây giờ thái độ của chúng ta để không chấp nhận bước một bước cuối cùng là chết, thì chúng ta phải làm sao? Phải bẻ cua. Bẻ cua thì phía trước con đường còn dài, còn đi thẳng là sụp bờ vực chết liền tại chỗ. Thì như vậy là chúng ta phải thay đổi toàn bộ thân tâm của mình theo một cái hướng mới. Đây là nền tảng mà chúng ta phải thấy. Chúng ta phải thấy rõ là chúng ta phải thay đổi. Và thái độ dứt khoát để thay đổi đời sống của mình phải xảy ra khi chúng ta phát hiện rằng mình sai đường trầm trọng quá rồi. Sai đường thôi, đơn giản là tôi sai đường, chứ không phải tôi bệnh nặng, không phải tôi bệnh nan y mà tôi đã sai rồi. Bây giờ thái độ sống của mình là gì? Phải thực sự thấy đó là lỗi lầm, ăn năn không? Đó là vấn đề. Bây giờ mấy người bệnh nan y có thấy mình sai không? Hay là tại cuộc sống, rồi tại tôi không có thời gian chăm sóc sức khỏe, tại vì cái công việc tôi nhiều quá, tại vì tôi phải lo gia đình, tại vì tôi phải lo xã hội, cứ tại riết mà mình đổi thành họ Đỗ. Bệnh nặng là lỗi quá lớn của mình mà tới giờ phút này mình vẫn tại quá nhiều chuyện luôn á, chứ chưa bao giờ thấy là rõ ràng là tôi có nhiều cái sai trái trong sinh hoạt đời sống, bây giờ cần phải thay đổi. Từ cái ăn, từ cái ngủ, từ cái tư tưởng chúng tôi đã quá lầm lẫn rồi. Bây giờ xin thành thật mà sám hối. Thì như vậy là thái độ để thay đổi. Sám hối là không đi theo đường cũ nữa, đúng không? Thì những cái tâm thái cũ là gì? Đương nhiên là lo lắng, nó khác với lo âu và sợ hãi. Chúng tôi vẫn tiếp tục lo cuộc sống này, chúng tôi vẫn tiếp tục lo cho có giữ vững được cái sự nghiệp của mình, chứ không phải là buông xuôi. Và sự nghiệp của tôi tiếp tục được vun đắp để tôi có thể làm cho có lợi nhiều người hơn. Và một người bệnh điều cần nhất là gì? Thấy được cái sự sai lầm là một. Cái thứ hai là gì? Mình sâu nơi tâm của mình đủ cái định tĩnh để thấy ra một cái sự thật là cái sự trục trặc được báo từ cơ thể của mình, thì cái người báo này chính là người ơn của mình, chứ không phải kẻ thù. Đang đau cái răng nhưng mà không phải là kẻ thù của mình. Nên nhớ như vậy. Thì như vậy là nếu chúng ta chấp nhận sống xả ly, chúng ta chấp nhận sự bao dung rộng lượng, không phải là chấp nhận nữa mà bắt đầu mở cái tâm bao dung rộng lượng của chính mình, để bây giờ mình không còn chấp mắt bất kể chuyện gì xảy ra với cuộc sống này nữa. Ngay cả cái chuyện mà họ lấy hết tiền của mình, và thậm chí họ lấy cái mạng tôi cũng cho luôn nữa, thì người này không bao giờ chết. Dám xả ly không? Họ có thể đến lấy cái mạng bất kể giờ phút nào, nhưng mình cũng không chấp mắt, mình cũng không thù hận, mình cũng không hơn thua, mình cũng không phiền muộn nữa, thì cái chết sẽ không còn xảy ra do cái bệnh nan y nữa. Còn bây giờ do mình chấp thân nặng quá, mình thấy rằng cái thân này nó bệnh rồi, cái thân này nó đau khổ, cái thân này thế này thế nọ, tức là chúng ta đã rớt vào cái sự chấp mắt rồi. Và chính cái tâm chấp mắt này nó sẽ uất kết, sẽ không vỡ những khối u đang có trong người của mình. Thì như vậy có uống thuốc đi nữa với cái tâm chấp mắt thì khối u vẫn còn nguyên, thậm chí nó lớn lên. Cho nên là chúng ta uống thuốc không hết bệnh. Vì vậy cái đầu tiên là chúng ta phải có một cái sự sống gọi là gì? Xả ly, gần như là một sự xả ly. Nhưng mà thể hiện cái sự bao dung, rộng lượng, thứ tha cho được xảy ra nơi tâm của mình, để mình phá vỡ tất cả những cái chấp mắt. Không có cái chuyện lỗi với mình từ xưa tới giờ. Ai có làm mình làm lỗi từ trước đó giờ?
ai có sai phạm với mình từ trước tới giờ, ai có thù hằn và làm cho mình thù hằn từ trước tới giờ, ai làm cho mình uất ức từ trước tới giờ, thì bây giờ là cái đó nó trở thành không với mình cái đã, thì mình mới tháo tâm mình ra được. Còn nếu mình còn buồn ai, còn hận ai, còn ghét ai, còn hơn thua với bất kỳ một ai trong cuộc sống này thì tâm mình sẽ không mở. Và tâm không mở thì chúng ta sẽ còn uất kết tiếp tục, không bao giờ được khai thông. Tâm chiếm tới 80% của cuộc sống chính mình. Thân này vật chất chỉ có 20% thôi. Cho nên chuyển tâm là chuyển gốc. Thì khi mà chúng ta chuyển tâm để chúng ta thứ tha hết tất cả những gì trong cuộc sống này rồi, thì tâm chúng ta không còn vướng bận tới cái chuyện hơn thua nữa. Đúng không? Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là chúng ta phải thể hiện được cái tâm yêu thương cuộc sống này, chứ không phải thương cái thân không. Thương cái thân không là ích kỷ, nhưng mà yêu thương được cuộc sống này thì cái tâm chúng ta mới mở ra được. Chúng ta quá yêu cuộc sống này đi, quá yêu cuộc đời này, cho nên chúng ta dùng cái từ là đắng cay cuộc đời đủ để yêu thương. Dù nó là đắng cay, chúng ta phải yêu thương cho được với đủ cái tâm, đủ cái tình cảm thương yêu quý mến nhất của mình. Ở đây không phải nói là tưởng tượng để yêu, mà là một cái sự quý mến trân trọng với tất cả những cái tâm thành nhất của mình đối với cuộc sống này, với đầy cái lòng tri ân của cuộc sống này. Chúng ta đã được ban phát cho một cái sự sống lâu nay, và chúng ta đã được tạo hóa cho mình gần như không thiếu thốn bất kỳ điều gì mà chúng ta chưa từng mở lòng để tri ân, thì chúng ta là người gì? Phạm một cái tội tổ tông. Rõ ràng giờ chúng ta ngồi đang hít thở là đúng không? Đang mượn, đang dai. Mà có bao giờ mình sáng sớm mình hít hơi thở cái mình chắp tay mình xá với tất cả cái lòng tri ân sâu sắc nhất của mình về không khí đã cung cấp đời sống cho mình chưa? Chưa có một lần như vậy. Thì bây giờ bắt đầu chúng ta mở tâm mở trí để chúng ta cảm ơn tất cả những cái đang có ở đây. Vũ trụ đã ban phát chúng ta quá đủ rồi. Chúng ta là cái người mà được nhiều vũ trụ mà nắng nót rồi xây dựng tô đắp vẽ rồi để chúng ta hoàn thiện như thế này. Thì dù chúng ta như thế nào, chúng ta cũng phải thể hiện, phải cảm khái sâu sắc nhất cái lòng tri ân của mình đối với đời sống đang có. Dù là tôi đang có cái chân rưỡi, hai chân nữa, trái tim nữa, bao tử gì đó, cũng là một cái sự sống mà tạo hóa đang ban cho mình. Dù bao tử tôi nó không có rỗng, bây giờ khối u nó gần đầy rồi. Dù là cơn đau đang xảy ra, có ai bao giờ đang đau ôm cái bụng mình cảm ơn cơn đau chưa? Chưa từng. Mà nó làm cho mình đau, nó làm cho mình sợ, nó làm cho mình lo, nó làm cho mình uất ức. Và chính mình khởi những cái này, khởi tâm đối kháng, chính là không phải là cái người thể hiện lòng tri ân. Cho nên chúng ta thử đi, thử một lần, và nó trở thành một cái lý sống thật của mình về lòng tri ân. Thuận hoặc là nghịch đến với mình, sướng hoặc là khổ đến với mình, đủ lòng tri ân đi, thì không còn bất kỳ cái gì vướng mắc nơi thân của chúng ta. Những khối u tự động tan biến, những cái uất kết trong cơ thể tự động tan biến. Do đó cái lòng bao dung và sự tri ân là một điều rất lớn và cần thiết. Và chúng ta, nếu ai đã từng đọc cái quyển được dịch sang tiếng Việt là Ai là người biết trước, nói về nước, có đọc cái này chưa? Tức là hai cuộc thí nghiệm của hai nhà bác học của Nhật, họ lấy từ cái nước dơ. Đầu tiên là họ lấy chai nước bình thường, hai cái chai nước họ dán là tao yêu mày, chai niên kia là tao ghét mày. Chỉ cần dán cái chữ vô đó thôi, xong rồi họ đem hai chai nước này đưa vào tủ để đông. Sau khi đông thành đá rồi, họ
bắt đầu họ chụp hình cái tinh thể của hai chai này để coi nó như thế nào. Thì như vậy là cái chai mà tao ghét mày, tao giết mày á, là nó trở thành một cái phân tử méo mó. Còn cái chai mà dán cái chữ là tao yêu mày thì cái phân tử lục giác rất là đẹp. Và rất là nhiều cái cuộc thí nghiệm, từ cái chỗ mà hơn thua giữa chợ lấy nước nó khác, rồi cái chỗ bình yên của chùa chiền thì phân tử nước nó khác, nước dơ thì phân tử nó đang méo mó như vậy. Qua một cái thời tụng kinh, qua một cái câu niệm Phật, qua một tiếng chuông, phân tử nó được biến khác. Thì cái rung động não bộ của mình là cái gì? Nó là một cái dư chấn để ảnh hưởng toàn bộ tế bào khắp cơ thể của mình, từ tế bào cứng, xương cho tới tế bào lỏng là nước. Những phân tử nước này đều được nhận tín hiệu gì? Nếu như những phân tử nước này liên tục được nhận tín hiệu yêu thương thì tất cả những phân tử đang có trong cơ thể mình liền biến thành những cái tinh thể hoàn thiện. Và đây là điểm mà trị bệnh tốt nhất. Tất cả tinh thể đều hoàn thiện thì bệnh tật không bao giờ xảy ra, chỉ trừ là tinh thể chúng ta bị méo mó do tâm hận thù, lo lắng, sợ hãi, uất ức, phiền hận. Nó làm cho tất cả cái nước trong cơ thể chúng ta đều bị biến thể và không còn bảo toàn năng lượng vốn có của chính nó nữa. Do đó nó hấp thu loạn để trở thành rối loạn, nước trong cơ thể chúng ta thành bệnh. Thì cái tâm yêu thương là điều cần đối với bệnh nan y. Nếu như mở mắt ra trong một ngày sớm mà không thể hiện trọn vẹn cái tâm yêu thương là mình tự giết hại mình. Cái điều cấm kỵ nhất là buổi sáng sinh bực bội. Bực bội thôi, tôi chưa nói tới cái chuyện sâu hơn đó. Mình chỉ cần có một thái độ bực bội khó chịu thôi là tự mình bóp méo toàn bộ cái gì đang có của mình. Bây giờ chúng ta nói một chút đến cái câu xuân sinh hạ trưởng thu thâu đông tàn của Nội Kinh Hoàng Đế. Nếu mà ai chiêm nghiệm và thấu tận điều này thì cuộc sống tuyệt vời, không bao giờ bệnh tật mà luôn sống trong phúc lạc. Bây giờ là xuân, không nói tới cái mùa xuân của một năm nữa mà nói mùa xuân của một ngày. Theo cái tính của Đông Phương, giờ dần giờ mẹo là mùa xuân. Giống như tháng dần tháng mẹo của mình đang có nè, là mùa xuân. Cho tới tháng thiện thình cũng vẫn còn xuân. Tỵ ngọ mùi là qua mùa hè. Thân dậu tuất là qua mùa thu. Thế như vậy là giờ hợi, giờ tí, giờ sửu và đồng. Thì giờ dần giờ mẹo là từ giờ dần là từ 3 giờ cho tới 5 giờ sáng. Giờ này theo Nội Kinh Hoàng Đế là cái khí của mình, khí quyện cơ thể của mình nó trương nở. Tháng dần tháng mẹo là mùa xuân này, cái khí quyện của quả địa cầu nó trương nở đến mức độ tận cùng, làm cho tất cả những cái sinh linh đang sống trong cái quả địa cầu này nó bắt đầu nó đâm chồi nảy lộc, xinh tươi. Và làm cho tâm con người nó cũng sao, cũng mở mang tươi vui trong mùa xuân này hơn các mùa khác. Thì tại sao giờ dần giờ mẹo mình không mở tâm ra để yêu thương, không có bao dung, không có rộng lượng, không thứ tha, là chúng ta đã sống sai. Nếu chúng ta sống phù hợp với mùa xuân là buổi sáng thức dậy mình cũng miễn mận cười giùm cả, để thể hiện một cái tâm thái tươi vui cởi mở của mình trong mùa xuân của một ngày. Tức là chúng ta xin những cái gì? Xin những cái mầm sống mới với đầy những cái hoa tươi của tâm hồn. Những cái mầm sống mới với đầy một cái nhựa sống tràn ngập cái tình yêu thương và lòng từ bi. Buổi sáng không làm được điều này là chúng ta đã sai rồi. Đừng nói mùa xuân, nói đó là xa. Bây giờ chúng ta đang nói tới mùa xuân của một ngày. Hạ trưởng có nghĩa là gì? Là trưởng thành, là cứng cỏi. Thì vậy là buổi sáng với cái tâm tươi vui này, với cái tâm thái rộng mở thứ tha này, với cái tình cảm tràn ngập lòng yêu thương cuộc sống này, nó sẽ được hình thành bằng tất cả những hành động mình làm trong mùa hè. Là mình bắt đầu nói lời lợi ích nè,
hành động lợi ích nè, suy nghĩ lợi ích, gọi là sinh trưởng. Và những cái đó thành hành động, tức là hoạt động cơ bắp. Chúng ta phải làm, chúng ta phải đi, chúng ta phải nói. Nhưng mà làm đi nói bằng cái gì? Bằng cái xuân sinh với đầy sự tươi vui cởi mở kia kìa. Tại vì là bữa trưa này chúng ta hành động, chúng ta suy nghĩ, chúng ta làm tất cả những cái việc theo cái chiều trưởng thành của cái ý niệm tươi vui cởi mở yêu thương của buổi sáng. Và chúng ta bắt đầu hoạt động, chúng ta làm việc nặng theo đúng nghĩa là những công việc mà nặng, công việc cơ bắp, là phải được thực hiện trong buổi sáng cho tới mùa hè là thật. Cành trúc báo bình an, rớt xuống nước được cứu. Sư tỷ Trần Thường Nga là một người rất thú vị, rất từ bi trong làng lão liên hữu chúng tôi. Bà đã có con cháu đầy nhà, ở đường Đốc Hành, trung tâm thành phố. Hiện đã 78 tuổi, nhưng tai mắt vẫn tinh tường, trí nhớ rất tốt. Cho nên từ hồi trẻ đã học biết phân các loài cỏ thuốc. Mọi thứ cỏ thuốc nào trị bệnh gì, bà đều nhớ rất rõ ràng. Có một lần tôi hỏi bà: "Sư tỷ, bà lại Phật thành khẩn như thế, không biết là đã từng được cảm ứng chưa?" Bà ta nói rất nhiều. Thế là bắt đầu kể việc cảm ứng niệm Phật của chính bà đã trải qua. Sư tỷ Thường Nga nói: "Khoảng 18 năm trước, lúc tôi ở Ôn Nhật đã quy y Tam Bảo, sớm tối rất thành kính lại Phật. Có một hôm ngủ trưa, chiêm bao thấy một thiếu nữ mặc đồ trắng, tay cầm cành trúc dài khoảng 4 thước, thước tàu. Hai đầu dùng phải đỏ bịch lại, rất là đẹp. Thiếu nữ áo trắng nói: "Tuổi thọ đã đến rồi, cầm cành trúc này cho bà trị bệnh đó." Nói xong liền biến mất. Đến khi tôi thức dậy, cảnh trong chiêm bao vẫn cứ như trước mắt. Liền nói với con dâu việc trong mộng, con dâu cũng ngơ ngác không biết gì. Đến hơn 5 giờ chiều, đứa cháu nội nói với tôi là ông bác nhà kế bên bị cảm nặng, muốn bà nội tìm cỏ thuốc cho ông ta uống. Tôi liền lấy một cái giỏ đi tìm cỏ thuốc. Nửa đường gặp một thằng nhỏ, nó nói: "Bà ơi, phía trước có một con chó dữ hay cắn người ta, bà nên đề phòng." Tôi liền thuận tay bẻ một cành trúc bên đường, rồi nói với thằng nhỏ: "Cảm ơn cháu, bà đã có cành trúc này, chó đến không có sợ." Thực tình con chó nó sợ cành trúc, ngay cả không dám sủa một tiếng. Đợi đến lúc tôi tìm cỏ thuốc đủ rồi, ở bên con rạch, bỗng có một đứa một đồng dắt một con bò bụng rất to. Lúc con bò đó đi đến gần tôi, đột nhiên nó hất đầu một cái làm cho tôi ngã nhào, lộn mình té vào trong con rạch, nước sâu hơn một trượng. Lúc đó trong tâm tôi tự nghĩ nhất định không còn sống được, vì nước sâu hơn trượng chảy mạnh, chân đạp không tới đáy. Lúc thân nổi lên, giỏ thuốc đã bị nước cuốn đi, nhưng cành trúc vẫn còn nắm cứng không buông. Tôi lại không biết bơi, thành ra cứ uống nước ồng ọc. Trong lúc nghìn cân treo sợi tóc, chú bé một đồng rất thông minh liền lớn tiếng kêu: "Bà ơi, cành trúc nắm trong tay bà, đưa qua bên này đi, con kéo bà lên." Tôi nghe xong liền đưa cành trúc qua cho một đồng, hai tay nắm chặt lấy. Chú một đồng cũng rất cố sức, cũng hai tay nắm chặt lấy cành trúc, từ từ kéo tôi lên, cuối cùng cứu được tôi lên bờ. Người ta nhìn thấy y phục tôi ướt sũng hết, thật giống như con gà mắc nước, đều khen tôi có phước. Nghe nói tại chỗ đó người ta rớt xuống đều bị nước cuốn đi, không có người nào được cứu, đã có mấy chục người chết ở nơi đó. Tôi mới nhớ lại giấc mộng kỳ diệu, cành trúc và thiếu nữ bạch y cho tôi thấy trong mộng, cùng với cành trúc bẻ bên đường dài như nhau, chỉ là trúc ở nhân gian không có đẹp như thế. Trên đây là chuyện linh cảm đã từng trải qua do sư tỷ Thường Nga thuật lại. Tôi liền khen ngợi bà ta có duyên với Phật A-di-đà. Phật A-di-đà lại có tên là Vô Lượng Thọ. Đức Quan Âm Đại Sĩ hóa làm thiếu nữ bạch y nói với bà: "Tuổi thọ đã đến, tặng bà cành trúc này cho bà trị bệnh." Cành trúc trong mộng vốn là điều tốt đẹp nhất, nên nói là điềm tốt,
trúc báo bình an. Đây là lòng từ bi của Đức Đại Y Vương Vô Lượng Thọ Phật vì cứu trị tai họa cho bà, khiến cho bà khỏi được oan hồn trong nước. Cành trúc này chính là điềm báo trước cho bà được bình an, có thể thấy được Phật Pháp vô biên, không thể nghĩ bàn. Bước qua mùa đông là tàn ẩn. Tàn ẩn có nghĩa là tích chứa, là phải dừng lại tất cả hoạt động của cơ bắp. Thì mùa đông là giờ nào? Giờ Hợi, giờ Tý. Thì bắt đầu từ cái giờ Tuất là từ 7 giờ tới 9 giờ. Giờ Hợi là bắt đầu từ 9 giờ tới 11 giờ. Giờ này nếu chúng ta còn hoạt động cơ bắp là chúng ta đang phá mình, làm nghịch khí, làm đảo lộn chân khí, làm cho cơ thể nó không đi theo cái chiều thuận của sinh, sinh hạ trưởng thu thâu đông tàn. Và giờ này mà còn hoạt động là kể như hư hết. Do đó từ 9 giờ là rớt cho mùa đông thì phải ngủ. Nói vậy có một số công việc họ không phù hợp thì cái đó là do cái phước mình thôi. Nhưng mà đây mình đang lý luận theo cái kiểu sinh hoạt của một ngày, thì sẽ có ra sinh hoạt của một mùa, sẽ có ra sinh hoạt của một năm. Và chúng ta bắt đầu từ cái nền tảng lý luận này, tới mùa đông là phải sao? Tàn ẩn, là phải dừng tất cả những hoạt động của cơ bắp, phải để cho cơ thể nghỉ ngơi. Ai mà tới 9 giờ trở lên mà còn tập thể dục là một điều bậy bạ nhất luôn á. Có những cái chỗ tập thể dục tôi thấy mở tới 12 giờ khuya, giết người, chứ không có đem lại sức khỏe đâu. Tập thể dục 8 giờ rưỡi đóng cửa, không có được qua tới 9 giờ nữa, để người ta bắt đầu nghỉ cơ bắp cho tới 9 giờ là phải nghỉ ngơi hoàn toàn, không được hoạt động nữa. Mùa đông là phải nghỉ. Như vậy là sau khi chúng ta nghỉ, tức là chúng ta tàn, theo cái nghĩa là tàn ẩn, là tích chứa cái nội lực để chuẩn bị qua tới giờ dần giờ mẹo là chúng ta bắt đầu động lại. Thì giờ dần giờ mẹo chúng ta động lại, tức là can khí bắt đầu động từ từ. Thì lúc đó là chúng ta phải thức, và căn khí động theo cái chiều cởi mở rộng lượng, theo chiều chấp trước bệnh tật, là sẽ qua cái mùa hè chúng ta sẽ bị bệnh tim. Nó giống như cái mùa này. Nếu mùa đông mà chúng ta không nghỉ ngơi đúng giờ thì nó sẽ bị ảnh hưởng qua mùa xuân, chúng ta sẽ đau gan. Nếu tới rồi tính thêm mùa. Thì cái mùa đông chúng ta không nghỉ, tức là giờ nghỉ đông mà chúng ta không nghỉ mà chúng ta bị thức thì sẽ ảnh hưởng tới gan của chúng ta. Cho nên buổi sáng thức dậy là cái gan chúng ta, một là nó bị tắc khí, hai là nó bị mất khí. Ở hai cái nguy hiểm hết. Khí nó thông là khác, khí nó vượng là khác, khí nó tản là khác. Chúng ta phải thấy được điều này. Bây giờ cái nền tảng mà để trị bệnh là kinh mạch của mình nó phải thông. Ví dụ như một người mà kinh mạch thông nhưng mà thiếu khí thì họ cũng bị mỏi, bị đau trong cơ thể. Lý do tại sao? Khí không đủ để khí hóa thực phẩm, do đó nó biến thành một cái loại năng lượng mà nó đi trong cơ thể của mình. Những cái chỗ rộng á, chỗ thông thì nó đi dễ dàng, nhưng mà chỗ hẹp và chỗ tắc nó sẽ dừng lại, nó qua không được. Cho nên chúng ta bị đau ở vùng đó. Và bệnh này một là massage, hai là bấm huyệt, thứ ba là uống cái gì thuốc là nó thông rồi, nó hết nhẹ lắm, dễ dàng. Nhưng mà khi kinh mạch lạc mình nó không thông, không thông thì khí nó bị tắc, hoặc là khí nó bị mất đi, chúng ta bị mất khí. Mà khí mất á thì hoàn toàn cái chuyện mà tiêu hóa không còn nữa. Ví dụ như bây giờ cái khí của can nó bị mất. Cái khí của can nó buổi sáng á, là nó đang động. Nếu nó động không tốt nó sẽ bị biến hóa mất luôn. Và khi nó biến hóa mất thì nó bị khô kiệt, bị bế tắc, bị mỏi mệt, bị giả dự. Buổi sáng chúng ta thức dậy làm không nổi, biết là cái khí chúng ta bị hao tổn. Khi can khí nó bị hao tổn nhiều, buộc nó phải đòi cái gì? Nước để tưới tẩm. Thì thận thủy sẽ bị hao đi. Thận thủy hao đi nó sẽ bị kiệt thận. Thì nó trở lên hồi nãy là thủy nó không đủ để thăng. Nhưng mà khi thận thủy, thủy với mộc
thủy với mộc nó tương sanh, nhưng mà thủy với lại cái gì? Thổ tương khắc. Thì khi can khí, can cũng là mộc, thì nó khắc khổ. Khi khí quá nó không đủ thì nó sẽ làm cho là dịch mật không có tiết xuống để tiêu hóa, làm cho chúng ta khó tiêu hóa. Thì vậy là nó ảnh hưởng tới tỳ vị là thổ. Và tỳ vị thì nó là thổ, nó sanh kim. Và khi tỳ vị nó không tiêu, nó tắc khí thì nó sẽ không sanh khí cho cái thằng kim, tức là thằng phổi, và khỏi đào. Thì xuất phát từ cái gì? Từ tâm động. Tâm động thì khí động, khí động thì lục mạch động, không? Lục mạch động thì ngũ tạng sôi trào, sẽ ảnh hưởng toàn bộ cơ thể. Đó là nguyên lý của bệnh tật. Bây giờ nếu đi đường tắt thì trở lại là bình tâm, là mọi chuyện yên, không cần thuốc men. Và chúng ta phải thấy chuyện tâm bình là chuyện tối quan trọng của cuộc đời mình. Cái gì mình cũng có thể có, sự nghiệp có, danh vọng có, tiền tài có, vật chất có, ăn uống ngủ nghỉ chúng ta có hết. Nhưng có cái chúng ta không có là tâm chúng ta chưa bình, đúng không? Ở đây cũng có rất là nhiều người có quyền, có tiền, có của, có đủ thứ rồi đó. Chúng ta muốn cái gì được cái đó, nhưng mà có một cái muốn không bao giờ được cả đời là tâm bình. Và nếu như tâm chúng ta không bình thì dù sự nghiệp chúng ta có tới trời đi nữa cũng chẳng có giá trị gì đâu. Chúng ta nên thấy lại điều này. Đây là cách nhìn của y học. Chúng ta chưa có đụng tới tôn giáo, vì y học này là cái cần của mọi người. Tôn giáo có khi người theo người không theo. Thế vậy là khi mà cái tâm chúng ta nó nhược, ý gì chúng ta không còn dũng mãnh nữa, cái tâm nó nhược, yếu đi, gọi là tâm yếu. Tâm chúng ta nó suy, tinh thần chúng ta không vững vàng. Tâm nhược thì kéo theo gì? Khí sẽ suy. Khí suy do tâm nhược cho nên ngoại tà tấn công. Vì khí chúng ta suy á, thì cái cơ thể, cái sức khỏe chúng ta nó sẽ không còn khang kiện. Tâm bình thì sức khỏe khang kiện, và cái khí sắc chúng ta bình ổn á, cái thần thái á, chúng ta an nhàn á, thì kháng thể được nâng cao, không có ngoại tà xâm nhập. Nhưng mà khi tâm nó suy thì khí nó sao? Nó nhược. Khí nó nhược nó dẫn theo cái thể chất chúng ta phải sao? Suy kiệt, kháng thể bị hao tổn, không còn đủ, ngoại tà thừa cơ xâm nhập. Cho nên một cái bệnh cảm thôi, nếu một người mà khí lực tốt, bị trúng gió nghe rúng người, nghe ớn ớn sống gì đó, họ bình tâm chút cái họ hết. Cái người kia nghe ớn lạnh cái bắt đầu chạy kiếm thuốc xong liền. Hai người khác nhau à. Cái bà kiếm thuốc xong chưa chắc bảo khỏe, mà cái người này ngồi bình tâm chút họ khỏe, là tâm họ mạnh lên, khí họ vững, thần họ an, kháng thể trỗi dậy. Cho nên cái người bị nan y, điều tối kỵ là không được gì? Không được để cái tâm chúng ta bị suy yếu. Thôi hết rồi, đời mình tàn rồi, còn gì nữa đâu, đúng không? Tức là tâm đã hoàn toàn rớt xuống hố sâu chứ không còn suy kiệt nữa. Không có được quyền suy nghĩ xấu, không được quyền suy nghĩ quẩn, không được quyền suy nghĩ bế tắc. Tất cả những cái không được này là không được xảy ra đối với không phải là người bệnh nan y, mà cuộc sống của chúng ta hiện tại. Người chưa bệnh nan y cũng không được quyền có cái tâm thái suy kiệt này. Đối với chúng tôi đó là tâm thái suy kiệt. Những cái lo lắng sợ hãi là tâm thái suy kiệt. Những cái bồn chồn bất an là tâm thái suy kiệt. Những cái sợ hãi là tâm thái suy kiệt. Tất cả những cái điều này nó sẽ làm bại hoại kháng thể vốn có của chính mình. Và ngoại tà có thể xâm nhập bất kể giờ phút nào. Nhưng mà chúng ta suy kiệt đến mức độ mà bế tắc á, hồi nãy mình nói rồi, khí chúng ta mà không thông thì huyết sẽ tắc. Mà không thông huyết tắc thì sẽ bị sao? Bắt đầu hình thành khối u.
nguyên nhân từ tâm bệnh mới thành ác bệnh của cái này. Thì chúng ta đang nói những cái tâm mà không cần có trong cái giai đoạn mà chúng ta đang bị bệnh nặng. Vì là tâm tái suy kiệt là không có. Thì như vậy là một cái người bệnh ăn y muốn hết bệnh nhanh thì phải có cái tâm gì? Dụng từ lạc quan ở đây nó nghe nó lãng xẹt đúng không? Nhưng mà không lạc quan thì không hết bệnh. Chúng ta không có được quyền có cái tâm bi quan khi mà chúng ta nhận được cái bản án tử hình là nạn y. Đây là cái điều cần, rất cần. Lạc quan, yêu đời thì cuộc sống, như mình nói là vũ trụ này sẽ trả lại cho tất cả chúng ta, sẽ đem lại tất cả những cái ước muốn của mình. Bây giờ mình quá yêu cuộc sống này rồi thì cuộc sống sẽ đem sự sống lại cho mình. Nhưng mà tôi chán rồi thì sao? Nó sẽ đem cái chán trường tiếp tục cho mình xài. Càng lúc càng chán nhiều, chán cho tới hết muốn sống luôn thì mình không thể sống được. Mình đang rất là phấn khích giữa cuộc đời này, đang rất là yêu mến, yêu quý cái cuộc đời này, với tràn ngập cái sinh lực từ sáng sớm cho tới chiều tối. Mà nói câu như vậy đó thì không có bệnh nào còn tồn tại hết. Cái gì mình cũng chán. Chán là bế tắc, là làm cho khí nó bị động, khí nó bị tù, khí nó bị tắc, huyết nó bị tắc thì sẽ sanh bệnh. Tất cả những cái đau nhất của chúng ta là do khí không thông. Khí không thông thì huyết tắc, thì lưu thông huyết mạch không còn như cái tâm thái bình thường. Thế giờ là cái yếu điểm của cái việc này là gì? Phải thả được cho cái tâm rộng, phải thả được cho cái thân này lỏng, lỏng như nước. Nước thì chỗ nào cũng lưu thông đúng không? Ống dung nó chảy theo dung, ống tròn nó chảy theo tròn, khúc quanh nó chảy theo khúc quanh, khúc thẳng nó chảy theo khúc thẳng, rộng nó chảy theo rộng, hẹp nó chảy theo hẹp. Thì thân này cũng phải mềm mại như nước. Đó là ách yếu của cái việc trị bệnh. Nếu mà bây giờ mình cứng, mình gồng cái thân này, chỉ cần gồng chút là cơ thể nó sẽ không thông. Thế như vậy là một, không sợ chết; hai, không phiền hận; ba, không lo lắng, sợ hãi, buồn phiền, bực bội. Hay nói khác hơn là tâm không được dao động khi chúng ta đã bắt đầu nhận cái án tử. Đối với tất cả những cái người mà đã có kết án bệnh nan y rồi thì chúng ta phải vui để mà sống, chứ không phải buồn lê lết cuộc sống còn lại. Nghe nó chán ghê lắm đúng không? Tôi đâu có còn mấy ngày nữa đâu, tiêu rồi. Và tâm lý này của những người già cũng vậy. Người đang đứng tuổi vượt qua tuổi 60 cũng đã rớt vô cái tâm trạng này. Mình cũng biết là mình sống không bao lâu nữa. Nhưng nếu như chúng ta đầy cái lạc quan, chúng ta thấy rằng chúng ta đang có một cái định hướng mới cho cuộc sống của mình, là một định hướng đang tốt, để mỗi một ngày chúng ta sống thêm, là mỗi một ngày chúng ta sẽ khỏe hơn, chúng ta sẽ mạnh hơn, chúng ta sẽ vui tươi hơn, chúng ta sẽ hạnh phúc hơn, và tuổi thọ chúng ta không biết tới chừng nào luôn. Không cần phải tính nữa, quên chuyện tuổi thọ luôn. Mình sống hoài ai hỏi bao nhiêu nữa, tôi sống lâu lắm rồi tôi không biết. Không biết tôi nhiều tuổi, hỏi còn sống nhiêu nữa, tôi sống dữ lắm luôn, tôi cũng không biết tôi sống bao nhiêu nữa. Đúng không? Chúng ta phải thấy rằng là mình quên đi tuổi cũ và không cần tính tuổi mới, nhưng mà sống hoài hoài với cái tâm thái mà luôn luôn rỗng và thân luôn luôn thả lỏng, và cái sự lạc quan yêu đời chúng ta đầy đủ thì gần như không còn bị bế tắc để bệnh tật nữa. Đây là cái điểm chính yếu để có thể hóa giải tất cả những bệnh nan y. Thì quý vị phải làm sao để tâm của mình luôn luôn rỗng, đúng như cái câu là gì? Điềm đạm rỗng rang thì bệnh nào phát khởi, cơ màu giấy động thì quả phúc liền sanh. Câu này cũng ở trong Nội Kinh Hoàng Đế. Thì như vậy là lúc nào mình cũng bình tĩnh, tâm không bị loạn bởi hoàn cảnh bên ngoài. Bất kỳ chuyện thuận nghịch xảy ra, chúng ta rất là tỉnh, rất là an để chúng ta tiếp nó. Không lo lắng, sợ hãi, không bộp chộp, không bồn chồn, không loạn động.
ở một trong thái lúc nào cũng bình, được gọi là điềm đạm. Và thêm cái là rỗng rang, tức là trong tâm không có vướng bất kỳ cái chuyện thuận nghịch, đẹp xấu hay dở của trần gian người nữa. Chậm ra mắt là thấy, thấy xong rồi thôi, mình sẽ thấy cái mới, chứ không phải đem cái cũ ra để uất ức hờn giận phân biệt hơn thua cho chính nó. Thì vậy là trong cái trạng thái mà điềm đạm, rỗng rang, yên ổn, thanh tịnh thì không có bệnh nào phát khởi. Mà cơ mầu giấy động thì quả phúc liền sanh. Để bây giờ động tâm nó sẽ hai hướng. Một là hướng quả sẽ tới với mình, là lo lắng, buồn phiền, sợ hãi, chấp mắt, hận thù, thì sao? Quả sẽ tới. Mà quả tới thì gì? Bệnh tật xảy ra, thọ mạng bị đoạn thọ. Còn nếu như bây giờ chúng ta sống bằng cái sự yêu thương, với cái tâm cởi mở, rộng lượng, thứ tha, hồn nhiên, trong sáng, vô tư, lạc quan, thì phúc sanh. Phúc sanh thì thọ mạng sẽ được kéo dài. Đây là những cái chân lý sống mà chúng ta buộc phải thực hiện cho được nếu chúng ta muốn hưởng cái phúc lạc giữa trần gian này. Chúng tôi phải dùng cái từ là chúng ta tới đây để hưởng phúc, chứ không phải tới đây để trả nghiệp. Nếu chúng ta biết sống thì phúc lạc tràn ngập, còn không biết sống thì tự dùi dập cuộc sống mình trở thành trả nghiệp. Và ai thích học Phật để trả nghiệp? Ai? Luôn luôn những người học Phật nói mình tới đây là vì nghiệp. Tôi hoàn toàn không chấp nhận lý luận này. Tới đây để hưởng phúc. Khúc nào hưởng phúc? Khúc đó, khúc tôi nghèo tôi hưởng phúc cái kiểu nghèo, khúc tôi giàu tôi hưởng phúc cái kiểu giàu, khúc tôi khó khăn tôi hưởng phúc cái kiểu khó khăn, khúc tôi sung sướng tôi hưởng phúc, khúc sung sướng, không có phúc nào không hưởng hết đó. phải tự tin như vậy. Và cuộc sống chúng ta là đang trên cái bước đường thụ hưởng hạnh phúc mà tạo hóa đã ban tặng cho chúng ta. Tạo hóa thương chúng ta lắm, muốn cái gì là có cái đó. Một bà mẹ hiền tạo hóa là tuyệt vời nhất trong tất cả các bà mẹ đó. Thì bây giờ chúng ta, hồi nãy là mới nói sơ về ngủ nghỉ một chút, bây giờ chúng ta sẽ nói một chút về cái chuyện gọi là tĩnh tâm. Đây là điều rất quan trọng cho tất cả chúng ta và nên tập làm. Nếu quý vị biết cách ngồi thiền thì tuyệt vời rồi, còn không biết cách ngồi thiền thì chúng ta được nằm thiền. Và nhất là những người đang bệnh thì chắc chắn là không có biết cái cách ngồi thiền thì chúng ta sẽ nằm. Thì khi mà chúng ta được dùng cái từ là tĩnh tâm, hiểu chưa? Tức là cái đỉnh cao của y học là gì? Là dưỡng sinh. Đỉnh cao của dưỡng sinh là dưỡng tâm. Bây giờ bắt đầu dưỡng tâm rồi, chúng ta phải đạt tới được cái đỉnh cao này. Điều tối kỵ của dưỡng tâm là không được động bất kỳ cái gì trong cơ quan nội tạng của thân lẫn tâm. Một ý niệm nhỏ là chúng ta đã làm gì? Đã động. Động không phải là nghỉ dưỡng, đúng không? Thì như vậy là khi mà chúng ta nằm xuống để nghỉ dưỡng thì sáng trưa chiều tối gì cũng được, thì chúng ta phải tập thả lỏng toàn thân của mình, từ tới đỉnh đầu cho hết cái đầu, cho tới thái dương, cho tới cái trán, cho tới cái mắt, cho tới cái ót, cho tới lỗ tai, tới lỗ mũi, tới miệng, tới càm, tới hết cái khuôn mặt của mình, hết cái cho ót của mình, rồi tới cổ trước, cổ sau, tới vai, tới tay, rồi tới ngực, tới lưng, tới bụng, tới mông, tới bàn quan, tới hai cái chân, tới đầu gối, tới tất cả cái đầu ngón chân. Chúng ta phải làm sao phải thôi miên để thả lỏng mình ra. Và không được động dù là nhúc nhích đầu ngón tay. Phải tập cho được điều này. Một lần không được thì lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư, là chúng ta phải làm sao để cho mình thực sự cảm giác là cái thân này nó đã rã lỏng rồi, đã lỏng thành nước, mềm mại như nước, và chuẩn bị thành khí. Chút thành khí tính sao, nhưng mà trước mắt là phải thành nước. Không thành nước thì không thành khí. Bây giờ mình đang co cụm, mình đang có cái thân này nặng này nọ nơi kia, là nếu như mình bắt đầu thả lỏng được rồi thì toàn bộ cái cơ quan chức năng nội tạng cũng như bên ngoài, cho tới não bộ, chúng ta cũng không được quyền động đậy nữa. Không được quyền động đậy nữa, chúng ta phải thả cho mình được lỏng để mình ngưng động, không có động, ở mức độ tỉnh tuyệt đối. Thế như vậy là
Khi mà chúng ta đã rớt vào cái tình trạng mà rã lỏng rồi á, thì chúng ta sẽ rớt vào cái tiếp tục là không thấy. Tại vì nó đang rã lỏng, nó không phải là thân, không phải là tâm nữa, thì vậy là không thấy. Rớt vào tình trạng là không nghe, rớt vào tình trạng là không ngửi, không nếm, không xúc chạm và không suy nghĩ. Thì lúc đó cái khí thở của mình nó sẽ không còn là lỗ mũi nữa. Chúng ta sẽ rớt vào tình trạng này. Đây là cái tình trạng của thiền học. Mấy người đang tu thiền phải biết tới cái chỗ mình đô định này. Thì như vậy là thân chúng ta đã rã lỏng hoàn toàn. Nó là một khối thôi, nó không riêng biệt là mắt tai mũi lưỡi thân ấy nữa. Lúc này cái nhu cầu thở không phải là lỗ mũi, mà 84.000 lỗ chân lông chúng ta bắt đầu co giãn để trao đổi khí. Thì cái hơi thở không còn là hơi thở, mà sự trao đổi khí là toàn lỗ chân lông của cơ thể này. Và khi lỗ chân lông mà co giãn rầy á, thì nó sẽ bắt đầu có khả năng đào thải tuyệt vời hơn là lỗ mũi nhiều. Sự trao đổi chất nó sẽ được nâng tầm gấp 1.000 lần với cái hơi thở của mình. Thì là toàn thân của chúng ta vừa hấp thu, vừa thanh lọc, vừa trao đổi để nâng tầm cái tâm mình lên đến một cái độ là hồi nãy nó lỏng, bây giờ nó thành rỗng. Rỗng thì khí, đây là hồi nãy nó nói khí thông thì quyết thuận, đó là cái tầng thấp. Bây giờ khí nó thành không với mình, là cái thân này thành khí, chứ không phải thân này thành cái gì để mình hít thở nữa. Thì lúc đó thân hoàn toàn rỗng và cái nó thông với cái khí bên ngoài. Đây là cảnh giới của thiền định. Khi khí này nó không còn, thì thân vô khí thì sẽ vô thân thì sẽ vô khí. Mà vô thân vô khí sẽ đạt tới cảnh giới là vô tâm, nó sẽ đạt tới cảnh giới vô ngã. Thì cái nó tới cảnh giới vô ngã rồi thì nó sẽ trở lại cái uy nguyên nguồn cội thanh tịnh của tự tâm. Và một lần như vậy là không còn bất kỳ cái gì để nói về thân tâm này nữa, đừng nói chuyện bệnh nữa. Đây là đạt tới cảnh giới đỉnh cao của y học, đỉnh cao của thiền học, đỉnh cao của đạo học, là đạt tới cảnh giới vô ngã, trở lại trạng thái uyên nguyên nguyên thủy, tâm trùm chứa rộng khắp, tới cái bản nguyên thanh tịnh tuyệt đối của chính mình thì không nói chuyện bệnh nữa. Đây là chỗ cần làm của mình, không phải đi tu theo đạo Phật mới làm, mà mọi người đều phải làm nếu muốn mà thụ hưởng phúc lạc giữa trần gian này. Chứ không nói là tôi hết bệnh nữa, cũng cần bàn cái chuyện bệnh nữa. Tôi nói chuyện bệnh là chuyện quá nhỏ. Nếu như chúng ta hiểu được nguyên lý, hiểu được cách làm này, thì kể từ bây giờ ký giữa hư không này một chữ ký là tôi mãi mãi sẽ phúc lạc. Chứ không nói hạnh phúc bình thường giữa trần gian này. Không phải là tôi đạt được hạnh phúc nữa, là tại vì cái vũ trụ này tràn ngập cái phúc lạc rồi. Bản nguyên thanh tịnh mình là cảnh giới phúc lạc toàn triệt. Cho nên mình sẽ làm cho thân lẫn tâm mình hòa quyện, tan biến trong cảnh giới phúc lạc đó. Thì đó là người có chánh kiến Phật Đạo. Không phải chánh kiến Phật Đạo, gọi là chánh kiến đủ rồi. Bây giờ chánh kiến này kể cả Phật Đạo, kể cả y đạo, kể cả đời sống đời thường, chúng ta phải đủ trí tuệ, đủ cái chánh kiến này để đời sống chúng ta là tràn ngập phúc lạc kể từ bây giờ. Và quý vị nên tin rằng tất cả những khả năng để có thể mà đưa chúng ta tới hoàn thiện là chúng ta đã có đủ. Có đủ từ ngàn xưa. Nhưng chúng ta không chấp nhận cái sự hoàn thiện của tự tâm thanh tịnh. Cho nên chúng ta chấp chặt nhỏ nhen. Vì vậy mà nó sẽ theo cái ách tắc nhỏ nhen của tâm thức. Đúng với cái câu trong kinh Lăng Nghiêm là gì? Tứ đại là Như Lai tàn tâm thanh tịnh bản nhiên trùm khắp pháp giới. Tùy theo nghiệp của mình mà ứng với cái lượng hay biết. Bây giờ mình hay biết tôi đang ung thư thì đó là cái nghiệp của mình. Chứ nếu mình mà hay biết rằng mình là thanh tịnh bản nhiên trùm khắp pháp giới, là toàn chân, toàn thiện, là toàn mỹ, thì không có nói bệnh tật nữa. Và cái từ bệnh tật nó sẽ biến mất nơi tâm thức của chúng ta. Cái từ khổ đau nó sẽ không còn với chúng ta. Thì vậy là nó có nhân quả không? Rất là nhân quả. Nhân thanh tịnh sẽ có cái quả thanh tịnh.
chứ mình kiếm nhân gì vậy? Nhưng mà nhiều người không chịu, nói là tôi hồi xưa tôi làm người kia khổ, thì bây giờ tôi phải trả cái khổ tôi mới chịu. Vậy mới đúng nhân quả. Như vậy được gọi là trả nghiệp. Kiến giải này là lệch lạc. Tôi xuất nguồn từ bản tâm thanh tịnh mà. Tôi xuất nguồn từ cái hoàn thiện, cái toàn chân, cái toàn mỹ mà. Bây giờ tôi trở về nguồn là điều đúng đắn nhất để không phạm cái tội tông đồ. Còn nếu tôi chấp nhận chuyện nhỏ nhặt trong đời sống, có nghĩa là tôi đang phạm tội tông đồ, thì tôi phải bị nhân quả của cái tội phạm này. Như vậy là một người muốn hoàn toàn đạt tới cái cảnh giới phúc lạc vô biên thì phải đủ cái tâm, đủ cái trí, đủ cái lực này. Không nói tới cái chuyện bệnh nữa, bệnh đang y là không còn bèn, và hoàn toàn không có bệnh đang y. Và đừng bao giờ nghĩ là mình đang bị bệnh đang y. Đừng có bị dính vô cái đó. Chúng ta có đủ tâm lực này hay không là chuyện của mình, đúng không? Nếu chúng ta đủ tâm lực này rồi thì suốt đời này không sợ bệnh. Tại vì đâu có bệnh đâu. Mình vốn dĩ là thanh tịnh, mình vốn dĩ là khang kiện, mình vốn dĩ là mạnh khỏe. Và cái khả năng khang kiện mạnh khỏe đó sẽ được cái tự tánh thanh tịnh mình hoàn thiện cơ thể mình từ lâu mới có ra cái cuộc sống này. Thì vậy là từ những cái sự trục trặc nhỏ trong đời sống là mình buồn thương giận ghét phiền hận gì đó, đó là trục trặc nhỏ để sanh ra cái bệnh này. Thì bây giờ chúng ta không tiếp tục đi theo con đường trục trặc đó, mà chúng ta trở lại cái đại lộ thênh thang thanh tịnh rộng mở của chính bản tâm thanh tịnh chính mình, để mình hoàn thiện thân tâm, hòa viện vào cảnh giới thanh tịnh tuyệt đối, để trải nghiệm cái đời sống phúc lạc vô biên. Đó là cái mà chúng ta rất cần trong đời sống này. Thì không còn nói gì bệnh tật nữa, đúng không? Không nói chuyện khổ đau, hãy quên đi những điều này. Vì đó là những điều tôi đã trải nghiệm rồi, qua rồi, không cần nhắc tới, đúng không? Những cái thử thách trong cuộc sống tôi qua hết rồi, những cái đau khổ cũng qua rồi, những cái bài thi mà gọi là khó nhất cũng qua rồi. Bây giờ trở lại bổn nguyên của mình, để có một cái đời sống thực sự phúc lạc, tràn ngập cái hạnh phúc. Nếu nói trần gian là tràn ngập sự hạnh phúc, trí tuệ tỏ thông, thanh tịnh rỗng lặng một cách tuyệt đối. Và đó là điều mà chúng tôi muốn chia sẻ ngày hôm nay. Rất mong toàn thể mọi người đều hòa nhập trở lại bổn nguyên thanh tịnh của mình, để hưởng được phúc lạc vô tận vô biên đang có, đã có và mãi mãi có trong cái vũ trụ này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vỗ tay mà làm được không? Đó là vấn đề. Ai tự thấy mình hết bệnh rồi đưa tay lên thử coi. Làm sao mà chúng ta tự thấy mình là cái người đang hưởng tràn ngập cái phúc lạc kể từ bây giờ? Và không biết là bao nhiêu năm nữa, không cần tính, đừng nói tôi 70 tuổi, chắc 80 tuổi tôi chết, 100 tuổi không cần bàn cái tuổi nữa, đúng không? Tuổi tôi là ngang với trời đất. Nói rồi đó. Có nghĩa là tôi bây giờ bắt đầu sống với một cái thọ mạng vô tận, vô biên, tôi cũng không biết là tôi chết lúc nào. Và với một cái tâm lực rất là rỗng lặng, sáng suốt, tươi vui. Tâm lực đó phải luôn luôn dằn trải trong đời sống này. Chúng ta phải khơi dậy cái nguồn sống đích thực của chính mình ngay từ bây giờ, là cái nguồn tâm thanh tịnh với cái khả năng mãnh liệt để sinh sôi nảy nở sự sống trong vũ trụ này, chứ không có cái chuyện mà nó cũ, không có chuyện nó hư. Vũ trụ này mỗi lúc mỗi mới, từng khoảnh khắc hiện hữu ở đây là từng khoảnh khắc mới. Chúng ta phải đủ cái tầm để chúng ta có thể tiếp nhận được cái mới từng khoảnh khắc hiện tiền này, để đời sống chúng ta không có một phút lặp lại nữa. Thì như vậy là chúng ta luôn sống trong cái tinh anh rạng ngời vốn có của vũ trụ mênh mông này.